Chương 261, đỉnh cấp 13, Lữ Phượng Nhu cũng đã nói rồi. Trừ phi mỗi chiêu của Phương Bình có thể bùng nổ 50 ca lo khí huyết trở lên, hơn nữa còn phải chảm ba đao liên tiếp mới có thể chém đất hợp kim cấp, yêu cầu như thế. Trong số võ giả cấp 1, người có thể thực hiện được không có mấy người, hơn nữa, phần lớn đều là loại người quanh năm dừng lại ở cấp 1, bọn họ rèn luyện chiến pháp nhiều năm. Mới có trình độ như vậy, đúng rồi, các cậu cảm thấy những trường học khác liệu sẽ có tân sinh viên cấp hay không? Phương Bình lại hỏi thăm một câu, Phó Sương đỉnh cười nói: "Nếu như mặc kệ hậu quả mà lên cấp, nhất định có thể, nhưng mà như tôi nói rồi đó, bây giờ mà lên cấp hai, cái được không đủ bù lại cái mất, võ giả cấp hai, hoàn thành rèn luyện một vài đốt xương cũng không có tác dụng gì lớn, ít nhất, cần phải hoàn thành rèn luyện xương bàn chân hoặc là xương bàn tay mới có thể tăng sức chiến đấu, xương bàn chân 26 đốt, xương bàn tay 27 đốt, cậu cảm thấy có ai có thể dẫn trước chúng ta nhiều như vậy?" ma võ chính là đất hội tụ anh tài ở đây cho dù là sinh viên học viện văn khoa cũng là thiên tài mấy người phó sư đỉnh có thể đạt đến thành tựu rèn luyện được hơn 50 đốt xương đã là thiên tài trong thiên tài còn cộng thêm ra thế tốt kinh võ cũng có thiên tài nhưng những thiên tài đó cùng lắm cũng là tương đương với bọn họ lên cấp 2 không tính là gì nhưng lên cấp 2 rồi còn có thể tôi luyện được hơn 20 đốt xương dẫn trước bọn họ phó dương đỉnh không cảm thấy có thể có khả năng này phó xương đỉnh nói xong lại tiếp tục tôi dám cam đoan đến lúc đó thực ra vẫn là võ giả đỉnh cấp một quyết đấu với nhau cho dù có người đột phá lên cấp 2 cũng không có gì gây hướng ngược lại vì lên cấp 2. làm lỡ thời gian tu luyện thực lực còn chẳng bằng chúng ta các cậu có tin hay không xem ra bây giờ lên cấp 2 chính là tốn thời gian hoàn toàn không cần thiết chỉ là vì mở ra kinh mạch mà chuyện đó chính là chuyện tốn thời gian còn phải duy trì kinh mạch thông suốt nuôi dưỡng 10 ngày nửa tháng chớp mắt trôi qua có thời gian như vậy chi bằng tu luyện chiến pháp càng có lợi phương bình khẽ gật đầu xem như tán đồng điểm ấy suy nghĩ một chút nói nói cách khác thời điểm chi đấu giao lưu thực ra là đánh giá cách mọi người khống chế khí huyết thế nào mức độ ngần nguyễn đối chiến cùng với kinh nghiệm thực tế ồ không trên lệch bao nhiêu đâu chúng ta dù sao cũng còn quá trẻ thời gian vào cấp 1 cũng quá ngắn không như võ giả dừng lại ở cấp một suốt mấy chục năm khí huyết bọn họ đã sớm đến cực hạn thân thể cũng đến cực hạn chiến pháp cũng vậy lúc đó mới xét kinh nghiệm và may mắn Còn tụy mình bây giờ còn chưa đến cực hạn còn nhiều thời gian tu luyện lắm phương bình lại vật đầu trong lòng nghĩ còn lại hai mươi mấy ngày nếu mình có thể rèn luyện hai mươi bảy đốt xương bàn tay vậy chẳng phải mình chắc chắn đứng đầu sao bây giờ mới giữa tháng 12, hai còn khoảng một tháng nữa mới đến ngày chi đấu phương bình không hẳn không thể làm vậy các đốt xương bàn tay cũng không lớn cam lòng đập tiền vẫn có hy vọng nhưng mà mình cảm thấy mình vẫn có thể nuôi dưỡng khí huyết và kinh mạch bây giờ lên cấp 2 thì chưa chắc có thể có cơ hội, đó, Phương Bình hơi do dự, suy nghĩ một chút, dù sao cũng không cần vì cái lợi trước mắt, nếu cậu có thể luyện bạo huyết cuồng đao đến trình độ mỗi đao có thể bạo phát 50 calo khí huyết trở lên, thì đương nhiên không kém việc bỏ thời gian ra luyện xương tay. Hơn nữa, điểm tài phú chỉ còn dư lại 11 triệu, bây giờ vội vã rèn luyện xương bàn tay, tiền mua thuốc, tiền tu luyện, e là sẽ dùng hết điểm tài phú mất, không còn điểm tài phú, cậu làm sao mà bạo phát được? Thang trận đấu, trường học sẽ khen tặng điểm thừa, lúc đó mới có thêm điểm tài phú, lên cấp 2 để sau đi. Trong lòng đã có cân nhắc, Phương Bình cũng không hỏi do nữa, như Phó Sương Đỉnh nói. Thật sự gặp phải một vài võ giả lựa chọn lên cấp 2 thật thì cũng không phải đối thủ của cậu. Mấy ngày sau đó, Phương Bình cực kỳ biết điều, cậu hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đột phá lên cấp 2, cho nên thời gian thong thả hơn nhiều. Lúc này, cậu chủ yếu tập trung tu luyện chiến pháp và thung công. Từ lúc luyện tập má bộ thung cho đến giờ, lúc nhập học cậu đã tiến vào cảnh giới thực trạng, sau đó phương bình vẫn có tiến bộ nhưng đến lúc đạt được cảnh giới đỉnh phong thông công của phương bình đã trưởng lại đã từng cố vấn lữ phượng nhu lữ phượng nhu cũng đã chỉ điểm phương bình rất nhiều nhưng phương bình vẫn không có tiến triển gì do dự một hồi phương bình cuối cùng vẫn nhớ đến lão vương thực lực lão vương đương nhiên không bằng lữ phượng nhu nhưng lữ phượng nhu là cường giả đỉnh cấp 6, cường giả ở giai đoạn này cũng không quá để ý việc tu luyện thông công lữ phượng nhu đạt đến cảnh giới lăng không nhiều năm sợ là đã sớm quên mất cảm xúc hồi xưa đạt đến cảnh giới lăng không như thế nào rồi vương kim dương thì khác anh ta mới lên đại học năm hai đây sáng sớm bên cảng tránh gió phương bình gọi điện thoại cho vương kim dương anh vương nói nói xong anh còn có việc phải làm lão vương rất thẳng thắn anh ta và tần phượng thanh ở địa quật rèn luyện hơn hai tháng cũng không tìm người khác hỗ trợ từ từ cũng giết gần chết đám sinh vật địa quật ở ngoại ô thôn làng kia rồi hai người này còn đang chuẩn bị qua hai ngày cuối cùng ra một đòn sấm xét mới ra khỏi địa quật đi tu sửa vũ khí cũng là đúng dịp bằng không phương bình căn bản không tìm được anh ta anh vương tung công của em đã dừng lại ở cảnh giới thực trạng một khoảng thời gian rồi đơn giản trường các em không phải có một cái hồ nước nhân tạo sao đã xem khinh công trên mặt nước ở trên tivi bao giờ chưa tập đạp nước lúc nào có thể đạp nước khâu quá đầu hối? trọng tâm điều khiển sau đó để mình không bị rơi xuống nước thì lúc đó xem như đạt đến cảnh giới lăng không rồi đương nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy còn phải xem mộ tính của em thế nào có thể học được cách điều tiết trọng tâm thì sẽ sớm học được thôi. nếu không học được, vậy thì chồng mỗi ngày đều bị rơi xuống nước đi. Phương Bình vừa học được một bí quyết nhỏ, nghe vậy lại lập tức nói: gần đây em có tu luyện một môn đao pháp, nhưng khí huyết bạo phát vẫn luôn không lưu chuyển nhanh, chưa thể đạt được mức gia đòn sát thủ cấp một mà luyện được như vậy thật không dễ rồi. Vương Kim Dương không hề coi thường Phương Bình, Canh cộng một công, suy nghĩ một chút lại nói: xương bàn tay của em vẫn chưa được rèn luyện, muốn đạt được đòn sát thủ thì rất khó. Lực bộc phát của chiến pháp và cơ thể có mối quan hệ rất lớn. Độ dẻo dai của kinh mạch em chưa đủ, cường độ xương cốt cũng không đủ. Bạo phát quá mức ngược lại sẽ tự tổn thương mình. Điều này đạo sư của em chắc chắn đã từng nói như vậy, nhưng cũng không phải không có cách khác. Cách gì? Em đã tôi cốt ba lần, cường độ xương cốt vốn không yếu, tôi chất cơ thể muốn vượt qua những người khác. Lúc này chỉ cần cường hóa thêm một chút, có thể thỏa mãn nhu cầu lực bộc phát. Phải xem thêm có khả năng đập tiền vào hay không. mua hai viên thối thể đan không dùng để uống mà pha vào nước, thoa lên hai tay, qua vài ngày, xương bàn tay sẽ được cường hóa không ít, thối thể đan. Phương Bình hơi đau lòng, quả nhiên vẫn là chân lý này, dùng tiền mới có thể trở nên mạnh mẽ, thối thể đan không chia cấp bậc, dùng để tôi luyện cơ thể. Loại thuốc này có hiệu quả cao hơn cừu thân dịch, giá cả cũng đắt đỏ hơn, thực ra người dùng lại không nhiều, bởi vì không cần phải như vậy. Trong lúc tối cốt, mọi người đều sẽ đồng thời rèn luyện kinh mạch và da. Nếu Phương Bình hiện tại lên cấp 2, rèn luyện xương bàn tay, thì cũng không cần tốn tiền mua thuốc này. Nhưng trước khi lên cấp 2, muốn để hai tay bùng nổ ta sức mạnh lớn hơn, thì cần dùng tiền hỗ trợ rồi. Phải cần hai viên ạ. À. Cái này tùy em. tên cảm giác gần được rồi thì ngưng dùng, nhưng mà có hơi mắc. Không phải có hơi mắc đông. Trường đòi 30 điểm thường trên viên đó có được hay không? Nhưng cách Phương Kim Dương nói cũng là một kết. Phương Bình suy nghĩ một chút nói. Vậy để em thử xem sao. Tốt. Còn chuyện gì khác không? Không còn thì anh cúp đây. Không còn, Ten. Tít tít tít. Tốc độ cúp điện thoại của Lão Vương cũng cực nhanh. Có vẻ thật sự bận rộn, Phương Bình cũng bật cười, không hỏi lại nữa. Cái gì nên hỏi cũng đã hỏi xong rồi. chương 262, Kim Nánh Cơn giận muốn lấy người thử đao. Cùng lúc đó, lối vào địa quật ma đồ. Vương Kim Dương cắn răng nghiến lợi tối Tần Phượng Thanh, lần này anh khiến tôi lãng phí hai tháng trời. Nếu lần này vẫn không có đồ ngon, tôi sẽ chén chết anh ở địa quật. Tần Phượng Thanh dùng mình một cái, xấu hổ nói cũng đã lấy được không ít đồ tốt rồi mà. Người bảo vệ mạnh nhất thôn sóng đó, anh thấy cũng phải đến cấp năm đó. Nếu thật sự thất bại thì, ngậm miệng quạ của anh lại. Anh nghe cho kỹ, lần này tôi sử dụng tuyệt chiêu, nhiều nhất hai chiêu. Chém hắn không chết. Anh lập tức kéo tôi chạy trốn, Chén chết. Anh cũng phải lập tức đưa tôi chạy trốn, bộ pháp của anh không thành vấn đề chứ. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói. Rõ ràng mình theo con đường cương mãnh, hai tháng này lại sắp biến hành tần bào bào mồ rồi. Cầm miệng, Tôi hỏi anh luyện thế nào rồi? Chạy nhanh lắm. Vậy thì tốt, đi. Hai người khí phách hiên ngang, hung dũng oai vệ đi vào địa quật. Một số võ giả thủ vệ ở ngoài địa quật trêu dẹo nói. Hai vị, có cần bọn tôi chuẩn bị sẵn thuốc trị thương và gọi sẵn đội cấp cứu tới không? Hơn hai tháng này, số lần hai người bị thương trốn về đã quá mười lần rồi. Tần Phượng Thanh cũng không quay đầu lại, nói. Không cần đâu, lần sau tôi trở ra, tôi sẽ là võ giả cấp 4. Vậy chúng tôi chờ cậu lên cấp 4. Ha 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 mọi người cười trêu dẹo một trận hai người cũng vào địa quật tâm thanh hoàn toàn biến mất bọn họ vừa đi lại có người mở miệng nói hai thằng nhóc này chắc là tìm được nơi tốt rồi rèn luyện hơn hai tháng tôi thấy thi thể mang về có cả cấp 4 rồi lần này chắc là bọn họ có thể kiếm được đồ tốt có ngưỡng mộ ao ước cũng vô dụng chuyện tốt như vậy đương nhiên độ nguy hiểm cũng lớn anh không thấy hai người họ bị thương bao nhiêu lần rồi à tân phượng thanh có thể sống đến hiện tại tôi cũng thấy lạ lắm đó Nay ngược lại cũng đúng nhưng tôi thấy tần phượng thanh sắp hoàn thành tôi luyện xương sống rồi vương kim dương cũng có tiến bộ không ít sợ là sắp đến cấp 4 trung kỳ rồi chật sóng sau xô so sóng trước cũng tốt mấy lão giả như chúng ta cũng có thể an tâm hơn chút gần đây võ đại có chi đấu giao lưu các anh biết chứ Biệt, nhưng bên võ đại toàn mấy đứa tép diêu thế mà cũng nháo nhào lên tôi thấy quân đội nên tham gia vào để thiên tài võ giả quân đội dạy bọn nhóc đó thế nào là người thôi đừng có nói không hẳn là sẽ không có đâu, năm nay mới bắt đầu thôi, lần sau quân đội Không hẳn sẽ không tham dự. Mọi người nghị luận một trận, không bao lâu sau lại rơi vào yên lặng, mà võ, trong lớp học, Phương Bình nghe bên tai truyền đến âm thanh xì xào bàn tán, có chút kích động muốn giết người. Các cậu nhìn thấy không? Vần đây, phía bên ký túc xá của chúng ta hình như có một người ngày ngày đều mặc quần áo bơi mùa đông, có thấy, nhưng mà không giống như đi bơi mùa đông đâu. Là rơi xuống nước đó, tôi cũng nhìn thấy. Không biết có phải là sinh viên của học viện văn khoa hay không, học sinh ma võ rơi xuống nước hay là vứt xác tiêu hủy. Quan trọng là không phải chỉ có một lần, tớ ở xa xa cũng nhìn thấy nhiều lần rồi. Các cậu cũng nhìn thấy rồi. Tớ còn tưởng tớ bị hoa mắt cơ chứ. Các học sinh nghị luận sôi nổi, có người thường xuyên cười nhạo, trêu chọc vài câu. Phó Sương đỉnh ý vị sâu xa nhìn Phương Bình, mấy người cùng khu ký túc xá cũng nhìn cậu như vậy. Chuyện Phương Bình rơi xuống nước, cả người ướt nhẹt đi về ký túc xá, hình như không phải một lần nha. Đương nhiên. Người ở ký túc xa khu một không thật sự cảm thấy phương bình rơi xuống nước mà khả năng là đang luyện tập trên pháp nào đó nhưng mà người khác không biết điều này bây giờ nghe những người khác thảo luận tất cả mọi người đều dáng nhịn cười cũng không ai đứng ra giải thích một chút xem cho vui hay mà phương bình hừ một tiếng thầm nói chờ ta luyện thung công được đến cảnh giới lăng không cho mấy người lác mắt ao ước thung công chỉ có ba tầng nhưng riêng tầng ba cảnh giới lăng không rất nhiều võ giả cấp 2 cấp ba đều không luyện thành nếu như thung công cộng đạt đến cảnh giới lăng không phối hợp với vân bộ thì mới thực sự là có thể đánh có thể lùi muốn đánh thì đánh muốn chạy thì chạy nếu mật nằm vai được thì mới là người trên người mất mặt một chút sau này mới có thể lấy lại thể diện bây giờ mấy người không phải đang thích thú xem kịch sao chúng ta chờ xem phương bình rộng rãi di nhớ từng câu nghị luận bàn tán những ánh mắt khác người của bọn họ chờ có cơ hội sẽ dạy dỗ bọn họ để bọn họ biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra trong lòng lên âm mưu trả thù, Phó Dương Đỉnh nói làng sang chuyện khác, ngày mai là lễ Giáng sinh, có muốn ra ngoài đổi gió một chút hay không? Lễ của người nước ngoài, có cái gì hay mà đón? Cậu đừng quan tâm là lễ Tết của người nước ngoài hay lễ Tết của mình, bỏ chút thời gian thư giãn một chút, gần đây thần kinh căng thẳng quá, sắp đứt hết rồi đây này. Phương Bình suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngực đầu nói. Được, ngày mai ra ngoài đi dạo vài vòng, cậu ngực lại không phải muốn ra ngoài chơi, mà bởi vì gần đây Lý Thừa Trạch gọi điện cho cậu nói kinh doanh chuyển phát thức ăn nhanh bị người khác nhìn chằm chằm rồi kinh doanh giao thức ăn nhanh không quá phức tạp trước sau cũng có vài người nhìn ra tương lai cạnh tranh kiểu gì cũng có phương bình cũng lười nói gì nhưng lần đây hình như có võ giả đứng ra quấy rối việc làm ăn việc này phương bình phải quản một chút rồi ngày hôm sau ngày 25 tháng 12, phương bình phó xương đình đường tùng đình trương diệt hạ văn du một đám sinh viên nam nam nữ nữ bước ra khỏi trường học mấy người dương tiểu mạn gần đây muốn vội vàng muốn đột phá đỉnh cấp 1, cũng không có thời gian ra ngoài chơi phó dương đỉnh cũng không dù các cô đi theo nhưng những nữ sinh còn lại của lớp huấn luyện đặc biệt còn lâu mới đến đỉnh cấp 1, các cô cũng không quá nóng vội phó dương đỉnh vừa mới rủ mấy người họ đã nhanh chóng đáp ứng rồi nhìn phương bình ra khỏi cửa còn cõng theo một cái hộp gỗ phó dương đỉnh cảm thấy thật cạn lời cậu định làm gì ở ma đâu vẫn rất an toàn không cần mang theo vũ khí đi dạo chứ trong hộp gỗ kia của phương bình là cái gì Cậu đương nhiên biết. Có chút việc. Các cậu đi chơi trước đi. Lát nữa xong việc tớ sẽ tìm các cậu. Cậu đi đâu? Đừng hỏi. Đi gây sự với người khác. Mấy ngày nay tâm tình không tốt lắm. Mấy ngày nay Phương Bình cũng nín nhịn đến cực hạn. Mỗi ngày đều bị rơi xuống nước không nói. Còn bị người khác cười nhạo suốt. Đây cũng không phải điều quan trọng. Quan trọng là gần đây vẫn không thu được tiền. Cậu phải trơ mắt mà nhìn điểm tài phú rơi xuống con số dưới 10 triệu. Phương Bình sắp phiền muộn chết rồi. Bây giờ lại còn có người cản trở con đường làm ăn của mình, đây không phải là muốn chết hay sao? Tạm biệt đám người phó xương đỉnh, Phương Bình nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người. Công ty Viễn Phương, Ly Thừa Trạch đang ở ngoài cửa chờ, thấy Phương Bình đến, không kìm được thở phào nhẹ nhõm, vội vã tiến lên đón nói: "Phương tiên sinh, đối phương là ai? Một vị võ giả tốt nghiệp đại học sư phạm Hoa Đông, mới vừa tốt nghiệp, cũng bước ra đời lập nghiệp, vừa khéo lại vừa ý chuyện kinh doanh của chúng ta, ngài cũng biết, anh ta là sinh viên tốt nghiệp võ đại." Tuy rằng tôi đã tung tin ra ngoài rằng công ty chúng ta là sinh viên ma võ mở. Nhưng không quá có tác dụng với anh ta. Thực lực thế nào? Cấp 2. Võ giả cấp 2, cấp mấy điểm bán lẻ của chúng ta, phương bình trời mát, cũng chỉ có nhiêu đó năng lực thôi. Công bằng cạnh tranh thì tôi cũng không thèm nói làm gì. Kế mà dám chơi xấu tôi, mắng một câu, Phương Bình hỏi lại lần nữa, đỉnh cấp 2 hay là mới vừa vào cấp 2? Đại học sư Phạm Hoa Đông không phải là võ đại thông thường, mà được xem là tầng cấp thứ hai của võ đại sinh viên của bọn họ có thực lực không yếu võ giả cấp 3 tốt nghiệp không ít cấp 2 tốt nghiệp tương đối nhiều không giống võ đại thông thường thần lớn đều là võ giả cấp một tốt nghiệp nhưng võ giả cấp 2 tốt nghiệp nói rõ cũng không phải là tinh anh của trường học loại võ giả này chưa chắc đã mạnh được bao nhiêu không phải cấp 3 là được võ giả võ đại cấp 3 đều là tinh anh trở lên căn bản đều có chiến pháp sở trường còn cấp 2 thì chưa chắc đã có một tân bào bào tân bỏ chạy Chiêu bảo ở đây là chạy trốn, vì chuyên gia phải bỏ chạy để giữ mạng nên gọi là bảo bảo. Chương 263, ung dung không áp lực. Lý Thừa Trạch cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn cộng, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi đã hỏi thăm nghe ngóng một chút, học kỳ 2 đại học 4 mới được phá cấp 2, hiện tại cũng được hơn nửa năm rồi. Đại học năm 4 mới đột phá cấp 2, hiện tại mới nửa năm, cùng lắm là mới rèn luyện được 20 đốt xương." Phương Bình tính toán một hồi, thực lực này, nếu không có chiến pháp đắc lực hỗ trợ, Phương Bình cũng không hồ đồ đi gây sự, vừa khéo, từ lúc luyện thành bạo huyết cuồng đao tới giờ vẫn chưa có người thử đao, vậy để anh ta thử đao đi. "Nhị tới đây." Phương Bình lập tức nói. "Đi tới cửa tìm anh ta, trực tiếp tới cửa, nếu đều là võ giả, vậy thì dứt khoát một chút. Nếu là người bình thường, Phương Bình sẽ không như vậy, trên thực tế, những võ giả khác cũng gần như vậy, trừ một vài người không cần thể diện, còn lại, võ giả vẫn tính hiền hòa thân mật với người bình thường." trừ phi bạn thật sự xâm phạm lợi ích của anh ta hoặc là trên người bạn có cất giấu lợi ích cực lớn nào đó nếu không võ giả rất hiếm khi gây sự với người bình thường nhưng nếu đều là võ giả vậy cũng không cần phải phiền phức như vậy đại học sư phạm hoa đông lúc trước lão vương đỉnh cấp 1 đã đánh bại một vị võ giả cấp 2 của trường họ bây giờ tới lượt mình rồi lý thừa trạch có xe phương bình ngồi trên xe trong lòng nghĩ những thứ này cũng hơi thất thần lúc trước cậu cảm thấy cấp 1 đánh thắng cấp 2 thực sự rất châu bỏ nhưng bây giờ nghĩ lại Trước đó mình cũng từng làm như vậy, võ giả tà giáo Diêu Kim Thành kia chính là bị cậu Solo giết chết, nhưng Diêu Kim Thành là võ giả tà giáo, tương đối kém. Vẫn là học sinh võ đại mới có khả năng so sánh tương đồng, bây giờ mình đã đi đến bước này, có phải đồng nghĩa với việc sướng hơn Lão Vương mấy tháng hay không? Anh ấy mãi đến đầu năm nay mới bước bước này, trong lòng có ngàn vạn tâm tư, bỗng nhiên Phương Bình cảm thấy hào khí ngút trời, năm sau, cậu cũng có thể tiến vào cấp 4 cũng có thể chèn ép võ giả võ đại cùng cấp không ngóc đầu lên được, không cần phải tới năm sau, tháng sau. Cậu đã muốn trở thành vô địch cùng cấp rồi, trước hết lấy anh ta thử đao đã, dám cản trở con đường kiếm tiền của tôi, chính là chặn đường võ đạo của tôi, thu này không độ trời chung. Cùng lúc đó, công ty Đông Thăng. Ngụy Đông Thăng cao mày nói, Lý Thừa Trạch vì gì đó, nói thế nào? Có người lập tức báo cáo, Lý Thừa Trạch đó hơi khó chơi. Nói ông chủ công ty không phải hắn, chờ ông chủ bọn họ đến rồi mới có thể đưa ra quyết định giam lấy ma võ học sinh ra chèn ép tôi nếu là đại học năm 3, năm 4 thì thôi đằng này lại là một tân sinh viên không biết rồng chết Ngụy đông thăng hừng một tiếng mới vừa nói xong bỗng nhiên có người chạy vào báo cáo ngụy tổng lý quản lý của viễn phương đến rồi còn có còn có cái gì còn có một vị trẻ tuổi thái độ không quá tốt giống như đến gây phiền phức dê phiền phức ánh mắt ngụy đông thăng khẽ lay truyền bỗng nhiên cười âu phục cầm một thanh trường kiếm bên cạnh lên nói đi theo tôi ra ngoài xem vừa thấy ngụy đông thăng cầm kiếm ánh mắt mọi người người hơi dạo rực trong mắt mọi người ngụy đông thăng là võ giả cấp 2, tốt nghiệp từ đại học sư phạm hoa đông Con trẻ như vậy thực sự quá mức hoàn nghĩ vẫn luôn không có cơ hội chứng kiến thực lực của tổng giám đốc nhưng bây giờ ngụy tổng đã xách kiếm ra cửa te là có trò hay để xem rồi công ty đông thăng tại quầy lễ tân tông mắt phương bình nhìn ngụy đông thăng đang cầm kiếm đi đến trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng nói, "Ngụy Đông Thăng, Phương Bình, đều là ngươi hiểu chuyện, chúng ta cũng đừng quanh con nữa." Thẳng thắn một chút, Phương Bình nói vào điểm chính, "Anh thắng, Viễn Phương sẽ ngừng mở rộng, anh thua, Đông Thăng nên yên phận một chút." Ngụy Đông Thăng cân nhắc nói, "Cậu chắc chắn chứ? Chắc cậu chưa đến cấp 2 đâu nhỉ? Thằng anh là được rồi, tự tin như vậy, hai làng mình chơi lớn một chút đi. Tôi thắng, 8 triệu mua lại Viễn Phương, tôi thua." Đông Thăng thuộc về cậu với giá 3 triệu. Ngụy Đông Thăng cười nhạt nói, tuy rằng công ty Đông Thăng mới vừa thành lập, nhưng tôi đã đầu tư hơn 5 triệu rồi. Bắn lại cho cậu 3 triệu cũng không xem là nhiều, cái nào. Nếu anh muốn chơi, vậy tôi không có ý kiến. Phương Tiên Sinh, Lý Thừa chật hơi lo lắng, ngỏ giọng hô một câu. Phương Bình cấp 1, đối đầu với Ngụy Đông Thăng cấp 2, có nắm chắc không vậy. Ngụy Đông Thăng cũng không phải là võ giả xã hội. Ánh mắt các nhân viên trong công ty Đông Thăng cũng hơi khác thường, không ít người lần đầu tiên được nhìn thấy võ giả giao chiến. Thẳng thắn, trực tiếp, hiệu suất. Có lẽ đây mới chính là võ giả, hai người cũng không phí lời, cũng không nói chuyện khách sáo, gặp mặt hiền bàn điều kiện, hiển nhiên cảm thấy những cái khác không có gì để nói. Phương Bình ấn ấn tay, ra hiệu cho Lý Thừa Trạch bình tĩnh đừng nôn nóng, nhìn quanh một vòng, Phương Bình mở miệng nói. Cải lương không bằng động thủ, anh xem ở đâu thì thích hợp, ở đây luôn đi. Ngụy Đông thăng khẽ cười nói, cần chuẩn bị không? Chờ, Phương Bình cũng không khách khí, lấy hộp cỗ ra, lắp ráp phượng chủi đao, lúc lắp ráp. Phương Bình thầm nghĩ, chắc mình cũng cần một vũ khí cận chiến, tới lúc bất thình lình có chuyện, chưa chắc mình đã có thời gian lắp ráp vũ khí, nhưng nếu như thật sự gặp phải tình huống khẩn cấp, chuôi đao cũng có thể cận chiến. Ngay khi Phương Bình dựng đứng đao bên người, sắc mặt Ngụy Đông Thăng dần nghiêm nghị, rút kiếm ra, ném vào kiếm sang một bên. Đại học sư phạm Hoa Đông, Ngụy Đông Thăng, xin chỉ giáo. Mà đầu võ đại, Phương Bình, xin chỉ giáo. Hai người hành lễ, mai lúc hành lễ kết thúc, trường kiếm trong tay ngụy đông thăng lập tức xuất chiêu thân kiếm truyền ra một tiếng kêu khẽ mọi người còn chưa kịp nhìn rõ chỉ thấy nưu đông thăng khẽ động chân trong chớp mắt đạp bước về phía trước tiến đến đến gần phương bình sắc mặt phương bình vẫn bình tĩnh cũng không lùi về sau trường đao chớp mắt chém xuống khí thế như giống sét đánh xuống ngụy đông thăng cảm nhận được khí thế hơi biến sắc trường kiếm nguyên bản đâm vào yết hầu của phương bình chớp mắt rút về đổi thành đâm vào tay cầm đao của phương bình lúc này Phương Bình bỗng nhiên đạp nhẹ một bước, lùi về phía sau một bước nhỏ, né khỏi trường kiếm, hạ đao chén xuống. Tèn. Một âm thanh giòn giã vang lên, mọi người hoa mắt, chỉ thấy Ngụy Đông Thăng lùi mấy bước, trừ kiếm rung lê không ngừng, không biết là tay run hay là kiếm run, mà Phương Bình vẫn đứng yên tại chỗ. Một chiêu vừa rồi, lập tức phân cao thấp, khí huyết thật mạnh. Ánh mắt Ngụy Đông Thăng hơi thay đổi, vừa rồi anh ta thay đổi chiêu thức, tiếm đâm vào lưỡi đao, vốn muốn làm lệch quỹ đạo của đao, nhưng vừa tiếp xúc, anh ta liền cảm nhận được áp lực kế đao của phương bình không bị gián đoạn mà tiếp tục chém vào đầu ngụy đông thăng khiến anh ta không thể không lùi về sau còn chưa đến cấp 2 trùng kỳ phương bình hơi nhíu mày còn yếu hơn mình nghĩ nữa thăm dò được thực lực của đối phương phương bình cũng không nói nhảm nữa cũng không thăm dò nữa trường đao như ảo ảnh mọi người vây xem chỉ thấy không khí rung động vội vã lùi tránh ngụy đông thăng không thể lùi được nữa phía sau là khu vực làm việc còn lùi nữa thì sẽ bị người đánh vào cửa mất cắn răng ngụy đông thăng khẽ lộng chân than ảnh như rồng bay né khỏi trường đao lần nữa rút ngắn khoảng cách muốn đâm kiếm vào chỗ hiểm của phương bình lần này phương bình cũng không còn lùi nữa hừ phương bình bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn khí huyết trên người bạo phát đột nhiên xuất hiện áp lực khiến bước chân ngụy đông thăng hơi chậm lại ngay vào lúc này phương bình chém đao xuống ngụy đông thăng nghe tiếng gió và cảm giác ngôn ngạt truyền từ trên đỉnh đầu xuống hoàn toàn biến sắc vội vàng vung kiếm đón đỡ Tem tiếng kim loại va chạm lần này phát ra tiếng vang dữ dội hơn lần trước chớp mắt tay phải cầm kiếm của ngụy đông thăng mất hết cảm giác cây kiếm bị cản lại không thể nâng cao hơn đỉnh đầu ngụy đông thăng không kịp né tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao bổ xuống đỉnh đầu ác có người thấy cảnh này không nhịn được rít vào thành tiếng phương bình hơi nhíu mày lập tức biến chiêu biến từ bổ thành đập lưỡi đao né khỏi đỉnh đầu thân đao đùng một tiếng đập trúng hòm má của ngụy đông thăng kỳ tách dòng máu màu đỏ xe lẫn màu trắng của răng chảy ra Ngụy đông thăng trao đảo người lùi đụng vào vách tường mới dừng lại chương 264, trăm ung dung không áp lực hai hiện trường chớp mắt yên tĩnh lại phương bình vẫn cao mày yếu quá yếu rồi ngay cả một đao toàn lực của mình mà ngụy đông thăng cũng không đỡ được võ giả như vậy hoàn toàn không hề mạnh hơn đám người diêu kim thành là bao má trái của ngụy đông thăng đỏ thẫm màu máu nhưng má bên phải lại trắng bệch mồ hôi trên trán tí tách lan xuống một đau vừa rồi của Phương Bình kém chút nữa đã chém anh ta thành hai khúc. Những người khác cũng nhìn đến sững sờ, Ly Thừa Trạch lại càng há hốc mồm, không biết phải làm sao. Như vậy là thắng rồi. Hai chiêu, chứ chiêu đầu tiên là thăm dò, một đau của Phương Bình suýt chút nữa đã chém chết Ngụy Đông Thăng. Không phải là kém chút nữa. Nếu như Phương Bình lúc đó không biến chiêu, Ngụy Đông Thăng thật sự sẽ bị chém. Anh chưa từng làm nhiệm vụ, Phương Bình bỗng nhiên hỏi một câu. Sắc mặt Ngụy Đông Thăng không ngừng thay đổi, lát sau mới trầm tiếng nói, Đến đại học năm tư tôi mới lên cấp 2, đại học năm 4 lên cấp 2, có vài sinh viên cấp cấp cũng sẽ không nhận nhiệm vụ, cấp 2 có người sẽ nhận, nhưng sắp lên đại học năm 4, Ngụy Đông Thăng chưa chắc đã đi nhận nhiệm vụ. Anh ta nói như vậy, hiển nhiên là chưa từng làm nhiệm vụ hoặc từng nhận nhiệm vụ, nhưng đó đều là những việc nhỏ nhặt không đáng nhắc. Phương Bình không hỏi tiếp nữa. Ngụy Đông Thăng cũng không lên tiếng, tình cảnh có chút lúng túng. Qua thêm mấy giây, Ngụy Đông Thăng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: "Để người của cậu qua làm thủ tục bàn giao, Phương Bình cũng không khách khí, trực tiếp đáp một tiếng. Ánh mắt Ngụy Đông Thăng có chút phức tạp, liếc mắt nhìn cậu, do dự một lát dò hỏi, "Cậu là thành viên đội thi đấu giao lưu?" "Tạm thời chưa phải, nhưng cũng không thành vấn đề." Tân sinh viên thiên tài của Ma Võ, ánh mắt Ngụy Đông Thăng càng thêm phức tạp, xoay người đi vào. Tâm thanh truyền ra sau lưng, "Tôi thua." "Là tài nghệ của tôi không bằng người khác, không có nghĩa sinh viên trường đại học sư phạm Hoa Đông đều giống tôi. Tôi chỉ là võ giả cấp 2 tốt nghiệp rời trường, tờ đại học sư phạm Hoa Đông, chỉ là vô danh tiểu tốt, anh ta thua cũng không sao, nhưng vừa rồi, một sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm Hoa Đông kém chút nữa bị tân sinh viên ma võ một đao chém chết, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thi đấu giao lưu còn chưa bắt đầu, đại học sư phạm Hoa Đông chắc chắn sẽ mất hết mặt mũi, không ai sẽ khinh thường bất kỳ võ đại nào. Cảm ơn, Nguyễn Đông Thăng cũng không cần phải nhiều lời nữa, cất bước vào phòng làm việc của mình, lần này thất bại quá thảm, anh ta cũng không còn mặt mũi nào ở lại nữa, nếu giao thủ với Phương Bình hơn 10 triệu cuối cùng bị bại trận, ít ra còn có thể coi được, nhưng bị người ta xén chút chém một đao bổ đôi thân mình, còn nói thêm gì nữa cũng chỉ là trò cười. Ngụy Đông Thăng vừa bước vào văn phòng, sắc mặt nhân viên của công ty Đông Thăng ai nấy đều rất phức tạp, không ít người nhịn không được lén nhìn về phía Phương Bình. Vốn tưởng rằng tổng tài nhà mình tốt nghiệp từ đại học sư phạm Hoa Đông, là võ giả cấp 2, điển hình của tuổi trẻ tài cao, nhưng ai ngờ, tổng tài của công ty Viễn Phương còn trẻ tuổi hơn, hơn nữa, thực lực còn mạnh hơn, đối phương chỉ là tân sinh viên mà thôi. Đây chính là sinh viên của trường đại học võ danh tiếng đấy sao? Trước khi chi đấu sao lưu. Các câu chuyện lưu truyền mọi ngõ mách, không ít người đều bàn luận, dưới mắt nhìn của người bình thường, các trường võ đại đều như nhau cả, trường danh tiếng chẳng qua cũng chỉ là do tiếng tăm lớn hơn một chút thôi. Nhưng giờ khắc này, mọi người ý thức được một điều, thật sự không giống nhau. Võ đại danh tiếng, tùy tiện một tân sinh viên, một đao đánh bại một vị võ giả tốt nghiệp trường võ đại khác, đây chính là trên lệch. Phương tiên sinh, Lý Thừa Trạch không nhịn được Nhẹ nhàng gọi một tiếng, Phương Bình cũng không tiếp tục nhìn về phía ngụy đông thăng nữa. Mở miệng nói, cho ngươi qua làm thủ tục bàn giao, tiền lát sau tôi sẽ gửi qua công ty. Nói ra lời này, Phương Bình cũng không ở lại nữa. Xoay người rời đi. Cậu ta vừa đi, có người không nhịn được, nỏ giọng nói. Tông chủ của vĩ phương, thật lợi hại, ngụy tổng, anh gói. Chào ôi, thực ra ngụy tổng cũng rất lợi hại, mấy người cũng không phải không biết, mấy ngày trước. Trong số mấy ông chủ đến chào hỏi Ngụy Tổng, cũng có võ giả cấp 2 đấy. Ngụy Đông Thăng khai trương công ty, một người tốt nghiệp đại học sư phạm Hoa Đông như anh ta, thực lực là võ giả cấp 2, trong số các doanh nghiệp nhỏ ở thành đại học, thực lực này cũng không phải yếu. Các tổng tài ở các doanh nghiệp gần đó cũng có người lục tục đến chào hỏi, trong đó cũng có một vị võ giả cấp 2 mà mọi người biết đến, nhưng lúc đó lại vô cùng khách khí với Ngụy Đông Thăng. Đây cũng là nguyên nhân lần này mọi người đều vô cùng tự tin, cảm thấy sắp được coi trò vui của Viễn Phương nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của mọi người ngụy đông thăng chảm bại phương bình rời đi lý thừa trạch cũng không dám ở lại sát muối vào vết thương người ta cũng gấp rút rời đi phương bình có thể đánh cho ngụy đông thăng thua tâm phục khẩu phục nếu ông ta còn vội vã ở lại làm thủ tục bàn giao ngụy đông thăng còn không hận ông ta đến chết người bên viễn phương vừa rời đi nội bộ đông thăng lại dối như tơ vỏ bầu không khí yên lặng quỷ dị bao trùm cả công ty đối với chuyện bị viễn phương mua lại mọi người cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu ít nhất ông chủ viễn phương mạnh hơn ông chủ của bọn họ có tiền đồ hơn trong phòng làm việc ngụy đông thăng khẽ vuốt vào má ma sưng lên lợi hại do dự một chút anh ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại chờ điện thoại kết nối ngụy đông thăng cung kính nói đạo sư đông thăng có việc tên. tem vừa mới giao thủ với một tân sinh viên của ma võ ồ nói một chút tôi nghe xem đạo sư của ngụy đông thăng cảm thấy rất hứng thú ngụy đông thăng khoán này tốt nghiệp đạo sư của anh ấy cũng bắt đầu dẫn dắt tân sinh viên hiện tại đang làm đạo sư hướng dẫn tân sinh viên mặc dù thực lực của ngụy đông thăng bình thường như lấy cấp 2 tốt nghiệp cũng coi như là đúng quy củ dù cho là tân sinh của ma võ hiện tại hẳn cũng vẫn là cấp 1. đạo sư của ngụy đông thăng đúng là muốn xem thử học trò của mình đánh giá tân sinh viên ma võ như thế nào Ten Ten kém chút nữa bị một đao chém làm hai rồi thực lực của cậu ta rất mạnh ha một đao vâng đao pháo quá nhanh khí huyết lại rất mạch Ten căn bản không tránh khỏi, lực bộc phát của một đao kia có ít nhất 30 calo. Thêm đó, đạo sư của Ngụy Đông Thăng đúng là không quá bất ngờ, chỉ có chút thất vọng nói: "Nếu như em có thể điều khiển được lực lượng khí huyết trong cơ thể, cũng không đến nỗi một đao bại trận, võ giả cấp 2 như Ngụy Đông Thăng, nếu có thể khống chế được sức mạnh, một chiêu bạo phát ra khí huyết 30 calo cũng không khó, nhưng hiển nhiên, Ngụy Đông Thăng không làm được, trực tiếp bị Phương Bình một đao đánh đến mức không nâng nổi kiếm, phê bình một câu: đạo sư bên kia đầu dây mới châm trước nói. Việc này tôi biết rồi, tên đối phương là gì? Phương Bình, Phương Bình, có thể thành thục một chiêu bạc phát 30 calo khí huyết trở lên, có lẽ còn mạnh hơn. Trầm ngâm vài câu, đạo sư của Ngụy Đông Thăng lại, nói. Uy rằng tốt nghiệp rồi, nhưng cũng không thể lơ là tập luyện võ đạo. Lần này nhận giáo huấn của người ta, tự suy nghĩ thêm chút đi. Phương Bình này hẳn là sinh viên trong đội ngũ chi đấu giao lưu. Cũng đừng quá nản lòng, không phải ai ở ma võ cũng đều mạnh như vậy. Dạ em biết rồi. Cảm ơn đạo sư. Quốc điện thoại, người đông thăng có chút thất vọng, chút mất mát. Sau 4 năm đại học, anh ta lấy thực lực võ giả cấp 2 tốt nghiệp. Tuy rằng không thể sánh được với những thiên tài của trường người ta, nhưng người đông thăng tự nhận bản thân mình cũng không yếu. Ít nhất trong số những thiên tài của các võ đại thông thường cũng có rất nhiều người cũng chỉ là võ giả cấp 2 khi tốt nghiệp. Ma võ lại càng mạnh hơn so với đại học sư phạm Hoa Đông. Nhưng người đông thăng cảm thấy... Mọi trừ những sinh viên đại học năm ba năm bốn của ma võ anh ta cũng không thua kém hay yếu hơn những sinh viên khác nhưng ai biết kết quả lại khiến người ta tuyệt vọng nhẹ nhàng xoa xoa gò má vừa liếc nhìn văn phòng nguyễn đông thăng lại lần nữa thở dài chương 265, đội hình chủ lực dự viên phương bình tìm đến đám người phó xương đỉnh vừa gặp mặt phó xương đỉnh hiếu kỳ hỏi đế rất nhanh đã chút giận xong rồi ồ nam hai nữ nam ôi đẹp là nam cậu thật là quá. Mọi người cười trộm, Phương Bình đen mặt trừng cậu ta, ánh mắt không thiện lành, nói, vừa khéo, còn chưa hết hướng đây. Cậu có muốn thử một chút không? Khổ khổ, tôi thì thôi đi. Như tôi thấy Tùng Sư cầu không tệ, cậu có thể tình cậu ta. Đường Tùng Đình cười lạnh nói. Phó Sương Đình, cậu còn thật sự cho rằng tôi sợ cậu à? Làm sao, không phục à? Hai người bắt đầu đấu võ mùng một trận. Phó Sương Đình nhìn Phương Bình, cười nói. Nhìn cậu mặt không đỏ, thở không gấp thực lực đối phương chắc là chẳng ra làm sao hả bình thường phương bình nói xong lắc đầu nói võ giả võ đại dưới cấp 3, thiếu rèn luyện tôi thấy cũng chẳng khác gì võ giả xã hội cho lắm ít nhất là dưới cấp 3 là như vậy võ giả cấp 3 phần lớn đều sẽ đi vào địa quật thực lực mạnh hơn nhiều như võ giả cấp 1, cấp 2 trước đây không có cơ hội như vậy thực lực rất bình thường phó xương đỉnh lơ đã nói còn phải xem tình hình không thể vừa đũa cả nắm thế được phải nhìn theo hướng tích cực võ giả võ đại giới cấp 3 mạnh hơn võ giả xã hội, yếu hơn võ giả quân đội. Nhưng mà tôi thấy sau này chắc chắn sẽ thay đổi, ít nhất thì bắt đầu từ khóa của chúng ta cũng đã không như trước đây rồi. Mọi người vừa nói chuyện, vừa đi dọc theo con đường phục cổ. Mà ở chỗ này, tất cả mọi người nhìn thấy áp phích tuyên truyền thật lớn, thi đấu giao lưu tân sinh viên toàn quốc, ngày 10 tháng 1 khai mạc, xin mời theo dõi. Ma đâu đã bắt đầu quảng bá chi đấu giao lưu. Trên đường phố cũng có không ít các du khách từ các nơi khác đến mọi người nghị luận cũng là trận chi đấu giao lưu của tân sinh viêm võ đại trên toàn quốc phó dương đỉnh nhìn áp phích quảng cáo nhiệt huyết sôi trào nói thật sự hơi kích động nha chẳng trách ông cha ta hay nói con người không thể thoát khỏi hai chữ danh lợi vừa nghĩ đến buổi chi đấu giao lưu đó tôi ở trên sàn đấu quét sạch đối thủ cậu tỉnh lại đi dựa vào cậu à đường tùng đỉnh lại lần nữa đà kích một câu phó dương đỉnh cũng không thèm để ý cười híp mắt nói vậy cũng không hẳn nha tôi thấy mình không có ai sánh được đấy vậy sao cậu không khư chiến vị trí lớp trưởng ha ha cậu thì biết cái gì ha ha hai người lại tiếp tục câu chuyện mỉa mai đối phương còn phương bình cũng rơi vào trầm tư cọc sinh võ đại nếu ai cũng như ngụy đông thăng kia vậy cũng không cần lo lắng cái gì lần chi đấu giao lưu này liệu sẽ có những võ giả tương tự như vương kim dương sao hy vọng có thể có phương bình thầm nói một tiếng nếu thật sự ai cũng yếu đến mức đáng thương vậy thì hứng thú của cậu với chi đấu giao lưu sẽ giảm đi mấy phần mất lễ giáng sinh trôi qua thời gian dần dần bước vào tháng chạp cũng chỉ còn một tháng nữa sẽ đến giao thừa trong thời gian này cuộc thi đấu giao lưu giữa các tân sinh viên toàn quốc chính là sự kiện lớn nhất được đón chờ các tin tức về thi đấu giao lưu giữa các tân sinh viên ngày càng nhiều lúc này danh sách chính thức tham gia thi đấu của các trường còn chưa công bố nhưng trên đã xuất hiện thông tin tên tuổi của một vài người rồi tin đầu võ đại hàn húc thủ khoa khoa võ toàn quốc năm 2008. khi thi đại học kiểm tra khí huyết võ giả cấp 1 khí huyết 230 calo, văn hóa khóa 720 điểm, bài chuyên môn, thực chắc điểm, kinh đầu võ đại, lý nhiên, á à khoa kinh võ năm 2008, khí huyết 226 calo, thủ khoa chính là Hàn Húc, ma đầu võ đại, triệu lỗi, thủ khoa khoa võ ma võ 2008. Điểm tri đại học, khí huyết 225 calo, điểm chi văn hóa 715 điểm, các môn khác điểm, liên minh bát giáo, hoa quốc võ đại, ngụy bân. Thủ khoa kho võ tỉnh Bắc Cương năm 2008. Điểm thi đại học, khí huyết 220 calo. Liên minh võ đại, tạm thời không có nhân vật tiêu biểu nào. Liên minh võ đại có quá nhiều trường, có vài trường cũng đặt điều kiện tốt, giữ lại một vài thủ khoa ở lại địa phương, bây giờ cũng không rõ mấy người người đó như thế nào, tiến độ như thế nào. Về phần phương bình, đương nhiên không có danh tiếng gì. Thi đại học, khí huyết đo lường là 149 calo, cũng không xem như quá xuất chúng. Lúc trước có hơn trăm võ giả, cậu chỉ là một phi võ giả ngoại trừ ở Thụy Dương có chút danh tiếng, nhưng số người quan tâm cũng cực ít. Mà đầu võ đại, tháng 12 chớp mắt đã trôi qua. Phòng thực huấn, Đường Phong trầm giọng nói, "Ngày hôm nay, xác định đội hình chi đấu chính thức, lần này chi đấu giao lưu. Bao gồm 5 đội viên chính thức và 5 đội viên dự bị. Đội viên chính thức bị thương, khí huyết tiêu hao gần như không còn, kỳ đội viên dự bị sẽ được lên đài. Đội viên chính thức bao gồm Phương Bình, Triệu Lối, Phó Dương Đình, Dương Tiểu Mạn, người cuối cùng Đường Phong ban đầu liếc mắt nhìn Trần Vân Hy, nhưng bỗng nhiên tầm mắt tìm đến phía Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình, sắc mặt Trần Vân Hy chớp mắt tráng bệch, có chút âm u. Dương Tiểu Mạn muốn nói lại thôi, ngược lại Triệu Tuyết Mai trực tiếp mở miệng nói: Thưa thầy, em muốn khiêu chiến Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình cao mày, cũng không sợ chiến. Trầm giọng nói: Em tiếp nhận khiêu chiến. Các em vui lòng đợi chút nữa. Để tôi tuyên bố danh sách đội dự bị. Trần Vân Hy, Triệu Tuyết Mai, Từ Diệt Khải, Ly Triệu Húc, kim lối. Năm người các em làm thành viên đội dự bị, công bố danh sách xong. Đường Phong lúc này mới nhìn về phía hai người nói. Triệu tuyết mai, em nhất định phải khiêu chiến. Ngang. Nhất định. Được. Những học sinh khác. Cũng có thể khiêu chiến. Mỗi người chỉ có một cơ hội. Nói xong, đường Phong nhường lại vị trí chính giữa. Triệu tuyết mai cầm côn bước lên. Đường Tùng Đình cũng cầm con dao bầu lên. Bắt đầu. Đường Phong ra hiệu một tiếng. Triệu tuyết mai không khác gì báo san. Nhanh như chớp lập tức đánh úp về phía đường tùng đình trường côn hợp kim sẽ không khí lao tới biểu hiện của đường tùng đình cũng cực kỳ nhanh nhạy chỉ thấy huyệt thái dương của cậu ta hơi động sau đó huyệt thái dương lõng xuống cả người dường như gầy đi nhưng hai cánh tay đột nhiên thô to kinh khủng tay vừa to lên đường tùng đình lập tức vận dụng công pháp tịch kỹ của mình huyệt thái dương lõng xuống thì hiện khí huyết bị hút ra ngoài phi phong côn tật hỏa đao phó sương đỉnh nói nhỏ một tiếng cậu ta vừa dứt lời triệu tuyết mai dường như càng điên cuồng, tích côn như bóng ông ầm, ầm bổ xuống bảy tám côn liên tiếp đường tùng đình dùng đao vốn dĩ đi theo con đường cương mãnh cũng không hề yếu thế nâng đao cố gắng đón đỡ đòn đánh của triệu tuyết mai côn pháp của triệu tuyết mai vẫn chưa khiến cậu bị nghe thở đường tùng đình tôi luyện dương chi trên nên sức mạnh bạc phát cho trên mạnh hơn triệu tuyết mai nhiều triệu tuyết mai vẫn điên cuồng tấn công nhưng mấy lần đường tùng đình đều dùng dao bầu hất trường côn của cô ra trường côn bị đẩy ra triệu tuyết mai nổi giận cô nàng gầm lên một tiếng đột nhiên thu côn đầu côn đâm vào sàn nhà dùng côn chống làm điểm tựa bay lên thực hiện liên hoàn cước nữ nhân a thật bạo lực phó dương đỉnh lại cảm khái một tiếng đầu pháp của triệu tuyết mai rất điên cuồng thô bạo đường tùng đỉnh đã có dấu hiệu bị áp chế ồ đó là do nam nhân các cậu vô dụng dương tiểu mạn hừ một tiếng cao giọng quát lên đá chết cậu ta phó dương đỉnh bĩu môi cũng lười nói tiếp phương bình cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt triệu tuyết mai hiển nhiên cũng đổi một đôi giày chiến hợp kim sắc bén hơn cả đôi phương bình đang mang mỗi chân liên tục không ngừng đá chúng con dao bầu của đường tùng Đình. truyền đến những âm thanh kim loại va vào nhau lanh keng rất chói tay, trường côn hợp kim lúc này trở thành đối tượng mượn lực của của triệu tuyết mai cả người như lá cờ tung bay hai tay cầm côn hai chân ở trong không trung liên tục đá ra tàn ảnh đường tùng đình cũng không lùi về sao lúc này mà lùi về một bước triệu tuyết mai sẽ mất đi đà đá không còn đối tượng để cân bằng lực hai đầu cô ấy sẽ chẳng thể làm gì được cậu nhưng đường tùng đình cũng không lùi lại mà lưỡi dao như lửa xuất dao mãnh liệt liên tiếp mấy dao chém về phía chân của triệu tuyết mai nhưng người khác đang nhìn cũng kinh hồn bạt phía triệu tuyết mai chỉ hơi bất cẩn một chút sẽ bị chém đứt hai chân chương 266, đội hình chủ lực hai Nơi lúc hai người đang giằng co triệu tuyết mai bỗng thu chân tay cầm trường côn thân thể quay tròn 90 độ tiếp theo bỗng nhiên rút trường côn ra thế mạnh như trẻ núi Bộ về phía đường tùng Đình đường tùng đình liên tục bị áp chế lúc này cũng lửa giận lập trời hai tay nắm chặt dao bầu cánh tay lại lần nữa thô to lên một phần một dao bầu về phía trường côn dao côn ma sát vang ra các đống lửa li ti đường tùng đình đổi bổ thành vọt lưỡi dao dọc thao thiết côn ma sát ra từng đống từng đống lửa do về phía tay phải triệu tuyết mai chi trên của triệu tuyết mai không mạnh bằng cậu ta lúc này muốn biến chiêu nhưng không cách nào nhúc nhích hoàn toàn bị áp chế mọi người đang xem đều cho rằng triệu tuyết mai sắp phải quang côn nhưng trong mắt cô nàng lóe lên một tia tàn nhẫn tay phải không hề buông lỏng ngược lại tay trái lại buông thích côn trực tiếp nằm lấy sống dao ôi đậu xanh phó xương đỉnh giật nảy mình làm như vậy vô cùng nguy hiểm nếu như cô ấy không bắt được tay phải thật sự sẽ bị cắt đứt đường tùng đỉnh hình như thật sự do dự một chút thế dao có hơi yếu đi lúc này triệu tuyết mai đã nắm lấy sống dao năm ngón tay trái bị ma sắt đến mức xuất huyết chớp mắt ngượng đỏ ra bầu nhưng cũng đã ngăn được hướng công kích của dao. Thế dao bị cản lại, đường tùng đình hình như lại do dự. Không thể biến chiêu đúng lúc được. Ngay lúc này, triệu tuyết mai rỗi thẳng mũi chân. Sức chiêu đá cao. Một cước đá trúng ngay giữa sống dao. cong, đống lửa lấy lên, cánh tay đường tùng đình mềm nhưỡng. tay phải triệu tuyết mai cầm côn, thuận thế quét về phía bên hông đường tùng đình. Lúc này, tay trái triệu tuyết mai cầm lấy sống dao của cậu, tay phải đa quét trường côn ngang hông, đường tùng đình hoặc là phải quang dao lùi về dao hoặc là có thể thử rút dao về phòng ngự. Đường Tùng Đình cũng không có ý định lùi lại, mà muốn rút dao về phòng ngự. Nhưng tay trái triệu Tuyết Mai vẫn nắm lấy không thả. Dù cho mọi người ai cũng thấy các đầu ngón tay của cô nàng đã chảy máu ồ ạt, cô cũng không có ý định buông tay. Nhìn thấy tình huống này, ánh mắt Đường Tùng Đình ánh lên chút xấu hổ, không thể không từ bỏ ra bầu, vội vàng lùi về sau vài bước. Cậu ta vừa quăng nao, chiến lực lập tức giảm xuống 3 phần. Sau đó, triệu Tuyết Mai lại lần nữa phát huy đặc tính điên cuồng của mình. Lao tới đài đường Tùng Đình ra đánh, bộ dáng không đánh chết không bỏ qua. Sau một phút, đường Tùng Đình đau đớn vào lên một tiếng, đầu đầy mồ hôi, lui qua một bên. Dừng lại, đường phong hung một tiếng, không để cho hai người tiếp tục. Lúc này, tay trai của triệu tiết mai đã đỏ như máu, nhưng ánh mắt lại rất hương phấn nhìn chằm chằm đường Tùng Đình, như muốn còn phải đánh tiếp nữa. Đường Tùng Đình thầm mắng một tiếng, cánh tay run lên, không còn gì nói. Tôi thua. Con nhỏ này đúng là bà điên mà nếu đây không phải luận bàn thì rõ ràng là tiết tấu đánh chết đối phương bản thân cô cũng không để ý đến chuyện bị thương cậu ta vừa nhận thua triệu tuyết mai mới thở phào nhẹ nhõm đi qua một bên bắt đầu băng bó vết thương trên tay dương tiểu mạn và trần vân hy vội vàng tiến lên hỗ trợ cả hai người đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ phương bình cũng líu lưỡi không biết nói gì tự lực triệu tuyết mai mạnh hơn đường tùng đình sao đương nhiên không có thậm chí còn hơi kém một chút nếu không đường phong cũng sẽ không để đường tùng đình vào đội chính thức nhưng mà Triệu Tuyết Mai đủ điên nha, cô nàng này, nhận chiêu nào chiêu nấy đều rất nguy hiểm, nếu không bị chém chân thì chính là bị chém tay, nhưng cô ấy lại không để ý điều này. Đường Tùng Đình thì ngược lại, do dự hơn rất nhiều, nên mất đi cơ hội, qua vài lần, cuối cùng vứt bỏ đao. Lúc này mới bị đánh thảm như vậy. Đường Phong khá tán thưởng nhìn Triệu Tuyết Mai, lại có hơi không hài lòng khi nhìn Phương Bình, Phương Bình vô cùng phiền muộn, ngậy nó. Mình lại trêu chọc ai rồi, biểu cảm của Đường Phong rất rõ ràng. Ý nói Phương Bình là đàn ông con trai thế mà đầu pháp lại không mạnh mẽ quyết đoán được như Triệu Tuyết Mai. Phương Bình quả thực rất oan uổng, rõ ràng không cần liều mạng như vậy cũng có thể thắng. Tại sao phải đánh nhau mạnh mẽ liều mạng như vậy? Liều mạng là đặc quyền của người yếu, bản thân là kẻ mạnh, không cần thiết quang não đi liều mạng như vậy chứ. Đương nhiên, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Đường Phong. Đường sư tử có biệt hiệu là cuồng sư, nghe danh mãng phu như vậy, kiểu gì cũng chỉ biết liều mạng, làm sao hiểu được đạo lý có mạng mới trở nên mạnh mẽ trong lòng oán thầm vài câu đường phong cũng không nhìn cậu nữa gương mặt mang theo ý cười nói triệu tuyết mai được vào đội chính thức đường tùng đình về đội dự bị còn có ai muốn khiêu chiến không sau đó lại có vài người đứng ra khiêu chiến người bị khiêu chiến là đội viên đội dự bị còn phía đội dự bị cũng không ai đứng ra khiêu chiến nữa trần vân hy hẳn là có thực lực để làm điều này nhưng cô ấy không hái răng đường phong cũng không bắt buộc suốt một buổi sáng rằng co trong số 10 người này chỉ có đường tùng đình và triệu tuyết mai xảy ra thay đổi Đường Tùng Đình vô cùng phiền muộn, muốn đào lỗ giấu mặt đi, thật quá mất mặt rồi. Sau khi xác định được đội viên, Đường Phong nhanh chóng nhân tiện nói. Bây giờ đến ngày khai mà còn 9 ngày nữa, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đến các trường khác đánh vài trận giao hữu. Đội dự bị lên trì đấu, đội chủ lực sẽ cử người lên trận cuối cùng. Những trường khác cũng sẽ không muốn bị mất mặt, dù cho không để đội chủ lực xuất chiến, cũng sẽ không để người yếu xuất chiến. Còn nữa, Triệu Tiết Mai và Đường Tùng Đình, các em còn thiếu chút nữa mới có thể đạt đến đỉnh cấp 1 mấy ngày nay cố gắng nỗ lực trước khi chi đấu có hy vọng đạt đến đỉnh cấp một đấy triệu tuyết mai và đường tùng đình vẫn có hy vọng bước vào đỉnh cấp một hai người bọn họ chỉ còn một vài đốt xương nữa thôi là hoàn thành các bước tu luyện ở cấp một đội dự bị ngoại trừ trần vân hy ba người kia đều còn hơi kém xa một chút trận đấu giao hữu lần này điểm đến đầu tiên của chúng ta là đại học sư phạm hoa đông trường thứ hai là hoa nam khoa đại hai trường này đều là thành viên trong liên minh bát giáo tuy rằng thực lực nhìn chung không bằng ma võ và kinh võ nhưng thực lực cũng không phải dạng yếu kém mở mang kiến thức một chút tin hiểu thực lực của bọn họ sẽ có lợi với phần trăm nắm chắc của mọi người cũng nhân thời gian này xem mình còn thiếu sót chỗ nào khi tự kiểm địa bù đắp lại mấy người phó xương đỉnh không quá hứng thú với chuyện này cơ hội cho đội chủ lực xuất hiện không nhiều lần này chủ yếu vẫn là đội dự bị phó xương đỉnh ngược lại thấy có hứng thú với cường giả của những trường khác hơn đợi đường phong nói xong cũng hỏi thầy ơi mình không đi hoa quốc võ đại sao thầy nghe nói ngụy bân của hoa quốc võ đại thực lực khác mạnh hoa quốc võ đại ở kinh đô chúng ta không đi thực lực của ngụy bân có phải thực sự mạnh hay không đến lúc đó thì biết nhưng hàn húc của kinh võ thì thực sự rất mạnh đường phong trầm ngâm nói hàn húc hàn cũng là võ giả sau khi qua ba lần tôi cốt cậu ta hiện tại ít nhất là võ giả đỉnh cấp 1, cũng có thể đã đột phá cấp 2. còn ma võ đường phong liếc nhìn phương bình với ánh mắt chẳng chút thiện lành tâm trầm nói đối thủ của phương bình chính là hàn húc chỉ được thắng không được phép thua. Nếu để thua, trong 3 năm còn lại, tỷ giá đổi tài nguyên của Phương Bình sẽ tăng thêm 10% điểm thưởng. Phương Bình xém chút tức học máu, không phục nói. Thầy Đường, chưa lấy việc công trả thù riêng của thầy cũng quá rõ ràng rồi, không sai. Tôi chính là lấy việc công trả thù riêng đấy. Lái văn em cũng không nhỏ, vẫn gọi tôi là đường sư tử sau lưng tôi, đúng chứ? khụ khụ khổ, thầy nói gì vậy? Thầy à, rõ ràng có người cố ý nói xấu em mà, Dương Tiểu Mạn và Triệu Lỗi xưa giờ vẫn có ưa em đâu. Chính tai tôi nghe thấy, vậy chắc chắn là thầy nghe nhầm rồi. Tôi là võ giả đỉnh cấp 6, lỗ tai của tôi vẫn chưa có vấn đề đâu. Chương 267, ngay cả Phương Bình cũng không bằng. Đường Phong hừ một tiếng, ông u nói: "Nếu em thắng Hàn Húc, vậy em muốn gọi tôi là gì sau lưng tôi?" "Tôi cũng sẽ không làm khó em. Còn nếu em thua, hừ hừ, thầy à." "Đừng có như vậy chứ, tên cũng có đạo sư mà." ngay cả lữ phượng ngưu cũng không có ý kiến em có ý kiến à. phương bình lại lần nữa tức muốn học máu rốt cuộc mình có phải là võ giả hạt sống số một của ma võ không vậy sao cứ cảm thấy mình là con rơi con rứt không được chào đón gì hết vậy cũng may lời nói tiếp theo của đường phong cũng khiến cậu tìm được chút an ủi nếu em thắng hàn húc trường học sẽ khen thưởng cho em thêm 100 điểm thường có 100 điểm thôi hả cậu ta là thủ khoa toàn quốc đó ờ thế em có muốn hay không bây giờ cũng đã được 8 tháng kể từ lúc thi đại học rồi Rốt cuộc thực lực cậu ta bây giờ thế nào không ai dám chắc cả. Nói không chừng còn không mạnh bằng người trong đội dự bị, điều này cũng không phải không thể. Vậy thì, thôi cũng được ạ." À? Phương Bình ra vẻ vô cùng bất đắc dĩ, nhưng Đường Phong biết trong lòng thằng nhóc này đang vui đến mức nào không biết. Thực ra nghĩ vậy cũng oan cho Phương Bình, Phương Bình cũng không thể nói là vui hay không vui, giao thủ với người của Kinh Võ là chuyện tất nhiên, giao thủ với Hàn Húc cũng hầu như là chuyện tất nhiên. Nếu giao thủ, Phương Bình cũng không muốn thua, thắng còn có thêm khen thưởng coi như đây là niềm vui bất ngờ. Còn về chuyện thua, Phương Bình thầm rủ một tiếng trong lòng, nếu thua, tỷ lệ đổi tái nguyên sẽ tăng thêm 10%. Chắc chắn là điều không thể mà. Nếu thật sự như vậy, cậu thật sự sẽ cân nhắc đến chuyện đổi trường. không biết kinh võ có chịu thu nhận học sinh từ ma võ hay không. Những tính toán giả non này đương nhiên đường phong không biết, vì để kích thích Phương Bình một hồi, đạo sư bọn họ cũng thật sự đã vắt hết tâm tư rồi. Chia đội kết thúc, xác định ngày hôm sau đến Đại học Sư Phạm Hoa Đông, Mọi người lục tục giải tán, lúc về ký túc giá, sắc mặt Phó xương Đỉnh hơi trầm trọng, cẩn thận nói: "Phương Bình, cậu phải cẩn thận Hàn Húc, không chỉ có cậu ta, cũng phải cẩn thận Lý Nhiên nữa. Tớ quen biết hai người này, ngày trước ở trường cấp 3 tại Kinh Đô, bọn họ là thiên tài có tiếng, tớ đã gặp qua vài lần, thực lực rất mạnh. Cậu so với bọn họ thì sao?" Lúc trước thì hơi kém chút, hiện tại, hiện tại không hẳn à nha, Phó Dương Đỉnh cũng không khiêm tốn, vậy thì chẳng có vấn đề gì rồi, cậu, cậu có ý gì? cậu cũng không thành vấn đề, tớ còn có thể có vấn đề gì được? phó dương đỉnh một mặt không phục, hư hư nói, vậy chúng ta chờ xem, chờ bọn họ đánh cậu rơi xuống đài, tớ lại đánh thắng bọn họ, để người ta biết ai mới là số một ở ma gõ. cậu sao? cậu thắng được trợ lỗi đi rồi nói, cậu ta là bại tướng dưới tay tớ đấy, cái đó không giống nhau. trước đó tiến độ tôi cốt của mọi người không giống nhau, bây giờ đều là đỉnh cấp một hết rồi. phương bình lắc một cái, mặc kệ cậu ta, đâu phải chỉ có mình cậu tiến bộ qua nhiều ngày như vậy, cậu thực sự cho rằng tớ là củi một củi khô vô dụng đấy à? Ngày mùng 2 tháng 1, Đường Phong và Bạch Nhược Khê dẫn đội ngũ đi đến Đại học Sư phạm Hoa Đông. Đại học Sư phạm Hoa Đông cũng nằm bên trong thành đại học. Ma Võ nằm ở phía nam thành đại học, còn Đại học Sư phạm Hoa Đông thì nằm ở phía đông. Bước vào khuôn viên trường Sư phạm Hoa Đông, hai con mắt phó xương đỉnh ao ước thích thú đến đỏ mất. Thật nhiều gái đẹp a, à. phương nam quả nhiên nhiều mỹ nữ, đúng là không gạt người. Nhưng vì sao Ma Võ lại không có? Thật là, sớm biết thế này, tối nên đăng ký vào sư phạm Hoa Đông mà. Cậu ta lại bắt đầu nói nhảm không ngừng, sắc mặt các nữ sinh bên cạnh đều đen đến mức không gì sánh được, bao gồm cả Trần Vân Hy, cái gì mà ma võ không có, lẽ nào các cô rất xấu hay sao? Đại học sư phạm Hoa Đông là trường dạy tổng hợp cả văn và võ, khoa võ của Hoa Đông nổi tiếng, khoa văn ở đây cũng không kém. Không như ở Nam Giang, hai trường có khoa văn hàng năm cũng chỉ chưa sinh khoảng 100-200 người đại học sư phạm hoa đông hàng năm chiêu sinh khoa võ hơn ngàn người cũng không ít hơn ma võ bao nhiêu mà chiêu sinh cho khoa văn lại càng nhiều mỗi khoa ít nhất là năm nghìn người như người đương nhiên gái sinh gái đẹp cũng nhiều hơn một chút nữ sinh nhi danh vào đại học sư phạm hoa đông thực ra cũng không ít phò sư đỉnh hết nhìn đông lại nhìn tây ngay cả mấy người triệu lỗi cũng không ngoại lệ nữ sinh xinh xin đẹp tại trường hoa đông quả thật nhiều hơn ở ma võ nhiều hơn nữa nữ sinh khoa võ đúng là cũng không có nhiều thời gian chú ý đến cách ăn mặc thế nào càng không thể mỗi ngày đều tốn mấy tiếng đồng hồ để trang điểm và chọn lựa quần áo so sánh với trường sư phạm hoa đông đương nhiên cũng có trên lịch chờ khi mọi người đến sân vận động của sư phạm hoa đông bên trong truyền ra tiếng hò hét chói tai tén chút nữa khiến bọn họ thủng màng nhĩ sư phạm hoa đông sư phạm hoa đông là số một sư phạm hoa đông sư phạm hoa đông trường mạnh nhất triển bằng phi tem yêu anh trần hoành vĩ giành vị trí số một ma võ ma võ thua đến cùng các loại âm thanh hô hào khẩu hiệu khiến mọi người trợn mắt há mùng ở ma võ mọi người chưa từng thấy qua hình ảnh này ma võ tổng cộng từ trên xuống dưới có sáu nghìn học sinh mọi người đều bận bịu việc của mình nào có ai có thời gian rảnh rỗi đến nhìn người khác giao thủ đám người phương bình bình thường huấn luyện người xem đều là giáo viên là đạo sư huấn luyện bọn họ căn bản không thể có cổ động viên hiện tại thì hay rồi đại học sư phạm hoa đông lại có quá nhiều cổ động viên hiện tại trên khán đài của sân vận động giờ khắc này nhìn đâu cũng thấy người lít nha lít nhít hơn nữa thần lớn là nữ sinh đội cổ động viên ngồi hàng đầu kia mặc dù đang là mùa đông nhưng ai nấy lại mặc đồ vô cùng nóng bỏng phó xương đỉnh lẩm bẩm nói đây mới là em gái phong tình của phương nam chứ dương tiểu mạn lại nghiến răng nghiến lợi bớt mê gái đi cha nội có nghe thấy người ta hô hào cái gì không người ta đang trù lẻo trường mình đấy phó xương đỉnh không thèm để ý nhưng đường phong bỗng nhiên nói lát nữa phó xương đỉnh lên đánh trận đầu dạ phải thắng nhanh thắng tàn nhẫn Đường Phong lạnh nhạt nói, chỉ có như vậy. sư phạm Hoa Đông vì muốn kéo lại mặt mũi, mới phai ra học viên tinh anh. Ông ấy nói như thế, nhưng Phương Bình cảm thấy, Đường sư tử nhỏ nhanh kia tức giận rồi. Đại học sư phạm Hoa Đông lại dám la hét chủ yếu ma võ, đây chẳng phải thèm bị đánh sao? Phó xương đỉnh hơi dưỡng sơ, nhưng nhanh chóng cười nói, không thành vấn đề, thầy cứ để đó cho em, em sẽ dạy dỗ đám võ giả đại học sư phạm Hoa Đông này biết cái gì gọi là mê mũi mất hết ý chí, cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao. Cái gì gọi là bọn họ chịu nhục? nghi nữ về tay em, cầm miệng. Đường Phong lường cậu ta một cái, bởi vì lúc này đây đã có một vị cường giả võ đạo của sư phạm Hoa Đông đi tới. Trước đó, người đón tiếp bọn họ là một đạo sư cấp 4, Đường Phong cũng không thèm để ý. Như hiện tại là một cường giả cấp 6, lúc này không thể mắng nhức trước mặt bọn họ được. Đường sư tử, có khỏe hay không? Lão xa, ông còn sống suốt đấy là. Ha ha ha, ông chết rồi, tôi cũng không chết được. Hai người không ai coi ai ra hỉ. Bạch Nhược Khê có chút bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói: "Hai người chẳng phải mới gặp nhau hôm trước sao?" Hai người nhất thời sững lại, Ni Cường giả cấp 6 của sư phạm Hoa Đông kia cười khan nói: "Thật sao? Đúng là chỉ có cô mới có chi nhớ tốt như vậy, tôi còn chẳng nhớ có chuyện này, mọi người đều ở trong thành đại học, cũng chẳng cách nhau bao xa." Đối với những cường giả cấp 6 như họ, chạy tới chạy lui cũng chỉ mất mấy phút, số lần gặp mặt nhau đương nhiên không ít được. Lão sàn nở nụ cười, sau đó nhìn về nhóm người Phương Bình khẽ lật đầu nói không tệ nha tân sinh viên ma võ khóa này quả nhiên lợi hại năm người ta không đến lúc chi đấu giao lưu chắc hẳn có đến bảy người đỉnh cấp một tài nguyên nhiều đúng là tốt chẳng trách mọi người đều đỏ mắt chương 268, ngay cả phương bình cũng không bằng hai lúc này trong số tân sinh viên có năm người đỉnh cấp một đường tùng đình và triệu tuyết mai đã gần đến rồi đến thời điểm chi đấu sẽ có bảy võ giả đỉnh cấp một một trường học trong thời gian nửa năm có thể bồi dưỡng được bảy vị võ giả đỉnh cấp 1, đây là một chuyện rất khó. Đường phong xem như không có gì to tát nói. Tài nguyên nhiều, cũng là do chúng tôi dựa vào thực lực mà có. Thời gian thành lập trừ của ma võ còn không lâu bằng sư phạm Hoa Đông. Tại sao sư phạm Hoa Đông vẫn không phải là trường danh tiếng nhỉ? Ha ha ha. Nói cứ như đó là công lao của đường sư tử ông vậy, đời trước trồng cây. Đời sau hưởng bóng, chỉ sợ đời sau chặt mất cái cây này mà thôi. Vậy cũng là cây do đời trước của ma võ trồng ra có chặt cây lấy củi đốt cũng không tới lượt người khác mơ tưởng. Đừng nói với tôi những lời này, sư phạm Hoa Đông không phải là mục tiêu của mấy người. Lão xà bĩu môi, nhìn về phía đám người Phương Bình nói. Phía các ông muốn đấu như thế nào? Đường Phong nói thẳng. Một chọn một, không chi đấu lân phiên à. Thi đấu giao lưu là đấu lân phiên mà. Không cần, để cho mọi người đều có cơ hội lên sàn đấu một lượt. Tôi sợ phía tôi lên một người đã đủ để đánh tan toàn bộ đội hình 5 người bên ông rồi. Ha ha. Lão xa xì cười một tiếng, cũng không nhiều lời, liên dẫn mọi người đến lầu 2 của sân vận động. Lúc này, lầu hai có rất ít người. Học sinh lại càng ít. Tổng cộng cũng chỉ hơn 10 người. Ngoài ra còn có 78 đạo sư. Nhìn thấy đám người đường phong lên lầu, có người lớn tiếng gọi. Nhược khay, đã lâu không gặp. Nhược khay, kim pháp của tôi có vài vấn đề, bữa nàng giao lưu một trận nhé. Hiển nhiên, bạch Nhược khay được hoan nghênh hơn nhiều so với đường phong. Cô ấy lập tức thu hút được không ít ánh mắt của các đạo sư đường phong cũng không quan tâm trực tiếp đi đến một chỗ khác ngồi xuống rất nhanh nói đừng ôn lại chuyện cũ đừng làm tốn thời gian nữa nhanh chút đi đại học sư phạm hoa đông vẫn luôn câu giờ như vậy một vài đạo sư của sư phạm hoa đông có vẻ hơn khó chịu nhưng cũng không phản bác lão già cũng không trách móc đi đến bên cạnh lan can lầu 2, cũng không cần lấy nhẹ nhàng quát lên thi đấu hữu nghị giữa tân sinh viên khóa 2008 trường ma võ và sư phạm hoa đông bắt đầu dưới đài có MC lớn tiếng nói. 12 bên cử người đầu tiên lên đài, phó xương đỉnh đã đứng dậy, cầm theo trường thương. Đạo sư của cậu là La Nhất Duyên, chuyên về thường pháp. Nhưng từ sau khi tự trường đến giờ, cậu ta vẫn chưa từng ra tay trước mặt công chúng. Lần trước làm nhiệm vụ, mấy người phương bình cũng chưa từng nhìn thấy. Từ lầu hai có một cầu thang nối thẳng đến võ đài, không lâu sau. Phó xương đỉnh bước lên võ đài, bên kia. Một thanh niên tóc ngắn trưởng sư Phạm Hoa Đông cũng bước ra. Cậu ta vừa ra trận, dưới khán đài lập tức huyên náo hẳn triển bằng phi em yêu anh triển bằng phi đánh bại cậu ta đánh bại mà võ đại học sư phạm hoa đông cố lên tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên bên hông triển bằng phi là bội kiếm mỏng cũng tắt lên vẻ phóng khoáng rất đặc biệt còn vẫy vẫy tay với khán đài khiến nữ sinh bên dưới càng rít gào điên cuồng hơn chỉ được cái mã bề ngoài triệu lỗi nói thầm một tiếng phương bình hiếm khi đồng ý quan điểm với cậu ta mật đầu nói đúng là nhiều mánh khóe thật nhìn xem phó xương đỉnh có bị kích thích hay không mà đầu võ đại phó xương đỉnh đại học sư phạm hoa đông triển bằng phi hai người giới thiệu tên tuổi với nhau một câu một vị võ giả cấp 4 ở trên đài làm trọng tài chờ hai người kết thúc hành lễ lập tức quát lên bắt đầu mù ông ta vừa dứt lời trường thương của phó xương đỉnh như rồng bay mũi thương lóe lên ánh sáng sắc lạnh chớp mắt bay về phía ít hầu của triển bằng phi động tác của triển bằng phi cũng không trọng kiếm mỏng như tơ múa ra một chiêu kiếm hoa sán lạn trên không trung trên lầu phương bình khô khốc nói đẹp đấy triệu tuyết mai kinh ngạc nói cậu ta đứng cách phó xương đỉnh ít nhất 2 mét kiếm cũng chỉ dài 12 hai mét cậu ta múa kiếm hoa làm quái gì triệu lỗi bĩu môi nói chắc nghĩ là đấu giao lưu bình thường chứ gì trước hết khoe chiêu đẹp đã rồi sau mới đấu không thể nào cậu nghe đi lúc này sân vận động đã hừng hực rồi thật đẹp trai quá triển bằng phi tem yêu anh đẹp hết phần thiên hạ rồi. Thật không nhân tính a. À. Phó Dương Đỉnh đối diện hiển nhiên cũng mờ mịt, chuyện quái gì vậy? Nghe nó, thằng kia mày chặn chiêu có được hay không vậy? Nghe lời Đường Phong căn dặn, chiêu này tuy rằng có nhạy tay hơn chút, nhưng cũng không phải người bình thường có thể đỡ được. Rõ ràng triển bằng phi theo như không theo cương, lúc này hoặc là lùi về sau kéo dài khoảng cách, hoặc là dùng thân pháp tiếp cận Phó Dương Đỉnh để đánh cận chiến. Kiếm mỏng hiển nhiên phát triển theo con đường như hỏa bây giờ đối phương không tránh không né, chẳng lẽ còn định lấy kiếm đỡ chiêu sao? Nhưng đây cũng đâu phải kiếm nặng phải cầm hai tay đâu, lẽ nào là cao thủ? Phó Dương Đình cũng hơi cảnh giác, trường thương vẫn thẳng một đường đâm tới, mặc kệ là cai thủ hay không, thử chiêu này là biết. Lúc này, Triển Băng Phi mới bắt đầu vung kiếm đêm phòng ngự, giống như Phó Dương Đình tưởng tượng, cậu ta thật sự muốn dùng kiếm mỏng đỡ chiêu. Đương nhiên, cũng không phải đón đỡ. Kiếm mỏng của Triển Băng Phi quấn quanh mũi thương, trong tay phát lực, hiển nhiên muốn thay đổi phương hướng đâm chiêu của Phó Dương đỉnh để đầu thương đâm vào không khí tin tưởng vào tưởng tượng của cậu ta hiển nhiên quá vô dụng triển bằng phi lôi kéo một hồi cũng không được mũi thương trong tay phó xương đỉnh hoàn toàn không có ý định chuyển hướng lần này triển bằng phi đã không thể chấn định được nữa rồi vội vàng lùi về sau nhưng phó xương đỉnh cũng không phải người chết thương hơi động chút ngươi cũng động lúc triển bằng phi lùi về sau phó xương đỉnh cũng tiến lên trường thương trong tay không còn là chưa đâm đơn giản như vậy báng thương du lên mũi thương cũng chấn động kiếm mỏng của triển bằng phi lập tức bị chấn tén chút tụt khỏi tay cậu ta mấy người dám xem thường tôi phó xương đỉnh giận dữ lần này cậu đã thăm dò được thực lực đối phương rất yếu phó xương đỉnh cũng là thiên kiêu tri tử sư phạm hoa đông lại để ngươi yếu như vậy lên này rõ ràng là xem thường phó xương đỉnh mà cậu ta tức giận khí huyết đột nhiên bạo phát mũi thương rung động mạnh lần này chấn động khiến triển bằng phi phải buông kiếm phó xương đỉnh cũng không bỏ qua mũi thương hất nhẹ kiếm mỏng bị hất thẳng ra ngoài cắm trên võ đài, rung rung không ngừng. Phó xương đỉnh cũng không còn đâm vào yết hầu của cậu ta, bá thương run run. Mũi thương lệch khỏi yết hầu, sượt qua cổ triển băng phi, một tiếng đùng vang giòn vang lên, triển băng phi đau đớn gào lên một tiếng, mắt tôi sầm lại, thân thể lào đảo, kén chút ngã chồng vó, trường thương trong tay phó xương đỉnh lại run run, lại lần nữa cong lên, lại một tiếng đùng khác vang lên, lần này là đánh vào mặt đối phương, mặt triển băng phi lập tức xuất hiện vết máu, phó xương đỉnh lúc này cũng không ra tay nữa, xoay người đi xuống đài, sắc mặt không hề dễ nhìn. Sân vận động cũng lập tức yên tĩnh lại. Lầu 2, Đường Phong cao mày, hơi giận nói: "Sư phạm Hoa Đông lại để học sinh như vậy lên đài, y xỉ nhục ma võ chúng tôi không có ai đánh được sao?" Phía bên sư phạm Hoa Đông hoàn toàn yên tĩnh. Lát sau, lão già chậm rãi nói: "Xin lỗi. Chúng tôi, chúng tôi cũng không ngờ." Bạch Nhược Khê cũng cao mày nói: "Các vị, đây không phải chi đấu biểu diễn, một chiêu múa kiếm hoa kia của Triển Bằng Phi tuyệt đối đẹp, không chê vào đâu được. Nhưng hiện tại là chi đấu biểu diễn sao? Đây là đấu giao hữu trước trận đấu giao lưu chính thức, không ít đạo sư trường sư phạm hoa đông đỏ mặt, chẳng lẽ bọn họ không biết điều này sao? Bọn họ biết đây không phải chi đấu biểu diễn, nhưng thực lực triển bằng phi thật sự không tính là quá yếu, ít nhất ở sư phạm hoa đông cũng không có bao nhiêu đối thủ, lần này quá khinh địch rồi. Chương 269, ngay cả Phương Bình cũng không bằng. Mà, Phó Dương Đỉnh sử dụng binh khí dài, thực lực ở ma võ cũng đứng tốt đầu, nhưng triển bằng phi ở sư phạm hoa đông còn chưa vào được hàng to cho dù là tân sinh viên mạnh nhất ở sư phạm hoa đông qua ma võ cũng chưa chắc có thể lọt vào top 10. qua mấy chiêu vừa rồi triển bằng phi ít nhất kém phó sư đỉnh hai ba cấp độ xét về thực lực người yếu nhất của ma võ ly triệu húc e là còn mạnh hơn cậu ta cậu ta đương nhiên không phải là đối thủ của phó xương đỉnh vấn đề là vừa rồi thua quá khó co rồi hơn nữa trên lệch trước sau cũng quá lớn vừa rồi dưới khán đài mọi người còn hô hào mạnh miệng như vậy kết quả lại đánh thành như thế nào ngay cả các đạo sư trường sư phạm hoa đông cũng không thể nào chấp nhận được lão xa hít sâu một hơi nhưng đầu nhìn đám học sinh sắc mặt cũng đang rất khó coi kia trầm giọng nói trần hoành vĩ vòng này em lên lấy lại mặt mũi cho nhà trường hồ hiển nhiên lão già cũng tức giận đại học sư phạm hoa sư cũng có thể thua mà võ đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu của bọn họ nhưng tuyệt đối không thể thua chảm như vậy quá mất mặt rồi đừng phong liếc mắt nhìn trần hoành vĩ yên lặng ở bên kia trên mặt nhảy cười mới vừa rồi ông nổi giận cũng có ý bức bách sư phạm hoa đông phải đưa tinh anh lên đài như vậy chuyến này đi luyện binh mới hiệu quả nếu vẫn là người thực lực như triển bằng phi lẽ nào ông sẽ để cho đám người phó xương đỉnh đến sơ độ đẹp trai kim lối vòng này em lên đi tóc dáng kim lỗi không cao cũng không sử dụng binh khí dài mà mang một đôi văng tay nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy đi xuống dưới lầu lầu 2, phó xương đỉnh vừa lên lầu lập tức lầu bầu nói làm quái gì không biết hùng công em còn cẩn thận đề phòng được rồi đường phong thấy sắc mặt mấy người bên sư phạm hoa đông rất khó coi cũng không tiếp tục kích thích bọn họ kích thích một lần là được rồi còn chọc vào nữa bọn họ chắc sẽ trở mặt mất dưới đài kim lỗi và trần hoành vĩ đã bắt đầu giao thủ lần này tiếng hoan hô huyên náo dưới đài cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa mọi người đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn cho một trận vừa rồi triển bằng phi được vô số nữ dinh yêu thương say đắm lại bị đánh bại nhanh như vậy thua chảm như vậy ngay cả mặt cũng bị đánh đến biến hình rồi nhất thời mọi người khó mà tiếp thu sự thật này giờ khắc này cho dù kim lỗi và trần hoành vĩ dưới đài có đánh nhau sinh động đến cỡ nào mọi người cũng không còn nhiệt tình như ban đầu nữa nhưng ngồi đợi một hồi nhìn thấy trần hoành vĩ dường như chiếm ưu thế hơn bọn học sinh cổ vũ dưới đài lấy lại được tinh thần rồi mà đám người phương bình lại chẳng thèm để ý chuyện này bọn họ đang nghe bạch nhược khê phân tích trần hoành vĩ đã đỉnh cấp một cậu ta hẳn là sử dụng binh khí nhưng hiện tại không dùng chắc chắn ẩn giấu một phần được lực. Đương nhiên, cho dù bạo phát toàn lực, cùng lắm cũng chỉ tương đương với đường Tùng đỉnh mà thôi. Cậu ta hẳn là học sinh đứng trong top 3 sinh viên mới khóa này, lần này chi đấu giao lưu. Có thể cậu ta sẽ xuất chiến, hơn nữa còn là đội viên đội chủ lực. dư Tiểu Mạn vừa nhìn xuống dưới đài, vừa nhào giọng nói. Chủ lực của Liên minh bát giáo chỉ có chút tài nghệ này thôi sao? Bạch Nhược Khê cười nói. Cô chỉ dựa vào học sinh hiện tại để phán đoán thôi, kết quả có thể không hẳn như vậy. Đến lúc đó, Xen cậu ta có nằm trong đội chủ lực là biết, tít ra chúng ta có được một cái chuẩn đề phán đoán. Dương Tiểu Mạn khẽ lật đầu, cười nói, nếu như chủ lực của Liên minh bát giáo đều có trình độ cỡ này, nói không chừng trong chúng ta có thể có người đánh liền năm trận không thua. Tự tiên là chuyện tốt, nhưng tự kiêu ngạo thì không tốt đâu. Liên minh bát giáo khẳng định có tuyển thủ hạt giống. Trong Liên minh bát giáo, hoa quốc võ đại mạnh nhất, đại học sư phạm Hoa Đông xếp sau. Bạch Nhược Khê căn dặn một câu, lại nói, bọn họ lúc vào trường đã không bằng các em, các em cũng không người biếng đánh thắng bọn họ cũng là chuyện bình thường như liên minh bát giáo cũng không phải không có võ giả di danh vào trường những người này đến bây giờ vẫn chưa lộ diện đây đang lúc nói chuyện kim lỗi bị trần hoành vĩ đá trúng một cước phải lấy tay che ngực không thể đứng lên trọng tài kiểm tra một hồi tuyên bố trần hoành vĩ thắng lần này tiếng hoan hô ầm trời của sư phạm hoa đông lại vang lên vòng kế tiếp ly triệu húc vòng sau đó từ dực khả vòng cuối cùng đường tùng đình đạo sư dương tiểu mạn hơi thất vọng không phải thất vọng cho mình mà là cho trần vân hy ngay cả cơ hội lên đài đấu trận giao hữu trần vân hy cũng không có đường phong lạnh nhạt nói bản thân em ấy không tranh vậy cũng không cần lên đỉnh cấp một là võ giả hai lần tôi cốt trong toàn bộ tân sinh của hoa quốc xét độ tôi cốt và khí huyết em ấy cũng lọt vào top hàng đầu kết quả lại sợ chiến đấu ngay cả phương bình cũng không bằng ở đậu xanh rau má phương bình tái mặt ten chọc gì tới thầy rồi cái gì gọi là ngay cả em cũng không bằng cơ chứ ten sợ chiến đấu lúc nào? Trong số sinh viên mới của ma võ, có người nào đánh chết võ giả cấp 2 nhiều hơn xem sao? Đồ sư tử, thầy thật quá đáng lắm rồi. Ở Đại học Sư Phạm Hoa Đông, cuối cùng. Ma võ thắng 4 trên tổng 5 trận chiến. Ngoại trừ kim lỗi bị thua một trận, 4 trận còn lại đều thắng. Đương nhiên, Lý Triệu Húc và Từ Diệt Khải cũng không thắng dễ như vậy. Mà phía Đại học Sư Phạm Hoa Đông, người lộ ra thực lực cũng chỉ có một mình triển hoành vĩ. Có phải còn học sinh nào khác ẩn giấu thực lực hay không? Tạm thời không biết được, nhưng ma võ cũng không để ý. Liên minh bắt giáo tổng cộng có 10 người vào chiến đội, học sinh từ Đại học Sư phạm Hoa Đông cuối có thể tham gia vào chiến đội, cũng có thể coi là học sinh cá biệt. Nếu Trần Hoành Vĩ không vào, cũng có nghĩa Đại học Sư phạm Hoa Đông còn ẩn giấu học viên mạnh hơn như vậy, vào, có nghĩa là thực lực của Sư phạm Hoa Đông cũng chỉ có như vậy thôi. Nhưng Trần Hoành Vĩ nếu đã giấu giếm thực lực, đã nói rõ, khả năng rất lớn cậu ta là người dự thi. Nếu không cũng không cần phải làm như vậy từ hành động nhỏ có thể suy đoán ra một chút ở đại học sư phạm hoa đông mọi trừ phó xương đỉnh là thành viên của đội chủ lực đã ra tay những người khác đều không ra tay mà phó xương đỉnh cũng không dùng toàn lực mọi người cũng không sợ thực lực ma võ bị tiết lộ ngày 3 tháng 1, ma võ không đi đấu giao lưu ngày 4 tháng 1, lần này đổi thành la nhất xuyên dẫn đội đưa mọi người đi tới đại học khoa học hoa nam ở đại học khoa học hoa nam trần vân hy vẫn không lên đài lần này triệu tuyết mai trong đội chủ lực ra mặt tuy chỉ là trận đấu giao hữu nhưng triệu tuyết mai đánh cực kỳ nghiêm túc đối phương là tân sinh của đại học khoa học hoa nam kém chút nữa bị cô nàng đâm một cước xuyên yết hầu dạ không ít học sinh ngồi xem phải thét lên trong suốt hành trình sắc mặt trần vân hy tráng bệch môi cũng cắn muốn nát rồi Dư tiểu mạn và triệu tuyết mai có hơi bất bình vì cô phương bình đã nhìn ra rồi nhà trường thực ra đang cố ý kích thích cô nàng này thực lực của trần vân hy không yếu ngay cả triệu tuyết mai và đường tùng đình cũng không bằng cô nàng võ giả đỉnh cấp một đã qua hai lần tôi cốt tuy rằng không biết chiến pháp tu luyện làm sao nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên của bạch nhược khê hẳn là sẽ không quá kém bạch nhược khê là đạo sư của trần vân hy nếu như học sinh của mình là bùn nhão không thể luyện thành gạch cô ấy cũng sẽ không để nhà trường kéo học sinh của mình đi chịu chết hiện tại đều đang bức bách trần vân hy hiển nhiên cảm thấy thực lực trần vân hy không tệ ở đại học khoa học hoa nam ma võ thắng 3 trận trong 5 trận ly triệu húc cùng kim lỗi thất bại thực lực của đại học khoa học hoa nam cũng không khác nhau lắm đám phương bình lại lần nữa lên làm khán giả. Chương 270, hình như gầy đi rồi, đánh hai trận đấu giao hữu với hai trường, trường học cũng không sắp xếp nữa rồi. Mấy ngày sau đó, nên nghỉ ngơi một chút, nên thả lỏng một chút, Phương Bình về đến trường, mấy ngày nay ngồi xem 10 trận tranh tài, cậu cũng có chút thu hoạch. Tức lực mấy người này có thể không bằng cậu, nhưng Phương Bình chỉ là võ giả cấp 1, kiến thức cũng không nhiều, nhìn người khác chi đấu cũng có chút dẫn dắt với cậu, có thể bước vào võ đạn, đồng thời còn là học sinh ưu tú, đều có những điểm độc đáo riêng. Ở Đại học Khoa học Hoa Nam kia, sinh viên đánh bại được Lý Triệu Húc đã khiến Phương Bình nhìn ra một vài thứ. Thực lực đối phương không quá mạnh, ít nhất không phải đỉnh cấp 1, nhưng đối phương đánh bại Lý Triệu Húc, thăng khẽ ung dung, bởi vì trước đó đối phương đã bảo tồn thực lực, lúc lên võ đài, đã chọn tha đao thuật, né tránh Lý Triệu Húc nửa ngày, thực lực vẫn được bảo tồn ở mức sung mãn, một đao đánh Lý Triệu Húc miệng đầy máu tươi, bay ngược ra ngoài, rõ ràng một chiêu chỉ có thể bạo phát ra 20 calo khí huyết, cậu ta nín nhịn nửa ngày lại bạc phát ra một chiêu trên 25 mươi lo khí huyết ly triệu húc không ngờ đối phương đang trốn cậu nửa ngày bỗng nhiên ra chiêu một chiêu bại trận hai ngày sau phương bình tìm lữ phượng nhu cố vấn hồi lâu cũng tìm thêm vài vị đạo sư am hiểu về đao pháp để thỉnh giáo mặc dù đối phương không phải đạo sư của mình cũng không phải võ giả cấp 6, nhưng vẫn giúp phương bình thu hoạch được không ít ngày 8 tháng 1, ngày 13 tháng chạp âm lịch phương bình nhận được điện thoại của phương viên phương bình tem thi xong rồi nhanh như vậy nhanh cái gì mà nhanh cũng sắp tết tới nơi rồi hơn nữa ngày kia đã khai mạc rồi có rất nhiều người muốn đi xem đương nhiên phải chi nhanh một chút mới được chớ khi nào có điểm thi còn sớm lắm phương bình anh sẽ không thật sự muốn chờ có điểm thi rồi mới cho em đến ma đô đó chứ lúc đó còn gì mà coi nữa phương bình hơi đau đầu nói ba mẹ không đến có một thân một mình em thì đi làm sao mà đi hơn nữa anh cũng không yên tâm cứ biết ngay anh sẽ nói như vậy mà Phương Viên khinh bỉ cậu một tiếng, sau đó vui vẻ ra mặt nói: Chú Đàm nói chú ấy cũng đi, cho em đi tha chú là được. Phó giám đốc Đàm, dạ, ba mẹ cũng đã đồng ý rồi. Có chú Đàm đi theo, Các em không sợ có người xấu đâu. Hiển nhiên, con bé tương đối tin tưởng Đàm Trấn Bình. Đây chính là võ giả, hơn nữa còn là phó giám đốc phòng giáo dục Dương Thành. Phương Bình bĩu môi, tuy rằng cậu không muốn khinh bỉ Đàm Trấn Đình, nhưng lão Đàm chỉ là võ giả khí huyết thuần túy đại khái cũng chỉ có thể bắt một vài tên tội phạm phổ thông mà thôi. Nhưng Đàm chấn Bình có thân phận là người trong bộ máy chính trị, chính phủ mới là tổ chức lớn nhất trong giới võ đạo, cho thân phận là người của chính phủ, thực sự tương đối an toàn. Phó giám đốc Đàm lái xe tới hay là ngồi xe đến? Ngồi xe, lần này tương đối có nhiều người đi cùng. Đúng rồi, mấy bạn học của anh cũng đi cùng đấy. Bọn họ được nghỉ rồi. Anh không biết sao. Bọn họ trở về cũng được mấy ngày rồi. Phương Bình dai dai chán. Mấy ngày nay cậu quá bận cũng không có thời gian nhìn nhóm cha trên quy quy. Bọn họ hẳn là đã nói trong nhóm rồi, ma võ đến bây giờ vẫn chưa nghỉ, không biết là nghỉ trễ. Hay là kéo dài ngày học vì chuẩn bị thi đấu giao lưu, sinh viên ở ma võ không nhiều, trường học không cho nghỉ, nói không chừng là vì muốn trường học nó nhiệt một chút, có hơi người một chút, nếu không, ma võ cũng quá lạnh lẽo rồi. Sinh viên đại học năm 4 hầu như đều không có ở trường, đại học năm 3 đã có ít nhất một nửa không ở trường, đại học năm 2 cũng có không ít người ở trong trường, Tính ra sinh viên trong trong trường chắc còn khoảng 3.000 người. Ma võ quá to lớn rồi, lớn đến mức 3.000 người ở trong trường, nhưng có lúc đi mấy phút liền. Ngay cả cái bóng quỷ cũng không nhìn thấy, người nhát ván chắc không dám đi đường ban đêm. Năm nay còn chưa chi văn hóa nữa. Phương Bình lại nghĩ tới một chuyện, đến tận bây giờ bọn họ còn chưa kiểm tra cuối kỳ nữa, không biết có phải là muốn kéo dài thời gian hay không. Vậy khi nào em đến? Con bé này đã tính hết rồi, muốn đi theo đàm chấn bình, hiển nhiên không ai ngăn cả nổi. Phương Bình cũng không khuyên căn nữa, ngày mai sẽ lên đường, Phương Bình, anh nhớ đến đón em nha. Phí lời, anh không ra đón em. Tên đi lạc rồi làm sao biết tìm đường về nhà? Nói chuyện với Phương Viên một hồi, lại nói chuyện với ba mẹ một hồi, vợ chồng Phương Danh Vinh cũng không quá lo lắng, con gái đi cùng phó giám đốc phòng giáo dục, đến ma đâu còn có con trai ra đón, nếu như vậy còn không yên lòng, vậy thì ngoài kia cũng quá nguy hiểm rồi. Ngày mùng 9 tháng 1, Dương Thành. Mọi người dựa vào thân phận của Đàm Trấn Bình được đưa đón bởi một chiếc xe chuyên dụng. Đan Chấn Bình chỉ là phó giám đốc phòng giáo dục tại một địa phương nhỏ, đương nhiên không được coi trọng như vậy. Nhưng lần này, ông ấy đại diện cho chính quyền thành phố Dương Thành, trên danh nghĩa là đến Ma Đô đàm luận. Dương Thành tuy không phải là thành phố lớn, nhưng cũng là thành phố cấp huyện, liên hệ với nhà ra một hồi, mới được một chiếc xe đưa đón. Lúc này, đường sắt cao tốc từ Dương Thành đến Ma Đô vẫn chưa được xây dựng xong. Mọi người phải đi xe lửa. Bên trong một buồng xe lửa, phương viêm vừa nhảy nhót, vừa lôi kéo tay bạn mình, cười hì hì nói. Đợi chúng ta đến mà đâu, anh tơ sẽ đến đón chúng ta rồi. Lâu lắm rồi không gặp anh, lần trước anh ấy về cũng là từ dịp quốc khánh. Anh tơ có vé vào cửa, tiểu Linh A. cậu yên tâm đi, lần này cho cậu vé vào miễn phí, không lấy tiền. Cô bạn vé bị phương viên kéo tay cũng không hơn kém phương viên nhiều tuổi, nghe vậy, ngoài mặt vui vẻ, nhưng lại không chắc chắn nói. Thật sự không lấy tiền, cậu nghĩ phương viên tớ là loại người nào vậy? Phương viên không vui, hư hư nói, hai đứa mình là bạn tốt, cậu còn là hội phó hội viên bình cùng lắm thì lần sau kiếm tiền chia phần cậu ít lại một chút viên viên tiểu linh oán trách một tiếng sau đó vui vẻ cười hiển nhiên cũng không để ý chuyện được chia phần nhiều hay ít mấy người bọn ngô chí hảo ở một bên đều cười không thở được đam chấn bình cũng cười nói viên viên a hội viên bình gì đó của cháu hiện nay đến ta cũng biết rồi cẩn thận để anh cháu biết sẽ đánh mông cháu đấy sẽ không đâu anh cháu đã biết từ lâu rồi nói thì nói mạnh miệng như vậy nhưng phương viêm vẫn còn hơi chột dạ phương bình cũng không biết chuyện cô bé đã bắt đầu thu hội phí rồi thật không phải cô bé muốn thu đâu là người khác nhất định muốn đưa hội viên bình ban đầu chỉ có mười mấy nữ sinh trường trung học cơ sở thực nghiệm hiện tại đã phát triển đến toàn bộ các trường trung học cơ sở tại dương thành rồi phương viên thật sự đau đầu cô bé không biết có nên nói với phương bình rằng hội viên hội viên bình hiện tại đã là ba trăm người rồi hay không thôi bỏ đi vẫn là không nên nói cô bé vô cùng chột dạ nhắc nhẹ một tiếng nếu như để Phương Bình biết cô là chị hai của 300 người, chắc anh mình sẽ đánh chết mình mất. Mọi người lại cười, đam chấn Bình cũng không chơi chọc cô bé nữa. Chuyện nhỏ như đùa, sao có thể xem là chuyện to tát. Nếu Phương Viên lập hội nhóm, quy tụ 300 võ giả, vậy thì cả Nam Giang đều sẽ quan tâm. Nhưng mà 300 học sinh trung học, võ giả cấp một phái thực chiến, có thể quét sạch bọn họ như cắt dưa leo. Chí hào, sắc thành võ giả rồi chứ. Đam chấn Bình cũng không quan tâm Phương Viên nữa. Mà quay sang hỏi thăm Ngô Chí Hảo, Ngô Chí Hào cười khổ nói, dạ vẫn còn sớm lắm ạ, khí huyết hiện tại đạt đến 145 lao, nhưng mà thuốc cần thiết cho quá trình đột phá vẫn chưa đầy đủ. Hơn nữa, Phương Bình kiến nghị tị con tốt nhất nên ngươi dưỡng khí huyết đến hai lần tôi cốt rồi hãy đột phá. Cho dù không thể hai lần tôi cốt, vậy cũng nên khí huyết càng cao càng tốt, để xem học kỳ kế kết thúc, con có thể có may mắn thành võ giả hay không. Nà, 300 mã 11 triệu 461 997 giảm 10% khi mua ít nhất 10 chưa? Cầu bình luận thả tin, tạo tức. Đề cử, chương 271, hình như gầy đi rồi. 2. Anh Trí Hào, anh còn chưa phải là võ giả nữa hả? Phương viên ngạc nhiên hỏi một câu, ngô trí hào cay đắng, con nít nói chuyện không kiêng kỵ, cô bé còn nhỏ, nó hiểu cái gì? Võ giả, nào có đơn giản như vậy? Anh em trở thành võ giả, em liền cho rằng, ai vào võ đại cũng đều có thể thành võ giả. Dương Kiến bên cạnh hiếu kỳ nói, Phương Bình hiện tại chắc là đã tôi luyện xong xương một chi rồi chứ nhỉ? Không biết, nhưng chắc có hy vọng. Tài nguyên của ma võ nhiều hơn so với chúng ta mà. Ngược lại cũng đúng là như vậy, ôi chao, chúng ta còn đang phát sầu vì chuyện khí huyết đạt đến cực hạn đây, thế mà cậu ấy đã tôi luyện song xương một chi rồi, trên lệch càng lúc càng lớn rồi, tất cả mọi người đều đang thổn thức, đang chấn bình lại có chút suy đoán riêng, Phương Bình thật sự mới tôi luyện song xương một chi ư. Thằng nhóc kia, từ hồi tháng 10 trở về, cậu ta nói cậu ta đã đánh chết hai vị võ giả đỉnh cấp một nếu thật sự như vậy, ở ma võ cũng là học sinh tài năng xuất chúng nói không chừng đã sớm tôi luyện song xương một chi rồi mọi người lại hàn thiên vài câu sau lại tán vỡ thêm chuyện thi đấu giao lưu lần này chi đấu giao lưu toàn quốc cũng không biết liên minh võ đại có thể thắng hay không đạo sư tụy con đã nói nếu thắn sang năm chúng ta có thể ăn ngon uống say nếu thua vậy thì lại tiếp tục vùi đầu khổ tu cho đàng hoàng chật thật sự hy vọng có thể thắng đam chấn bình quả thật có chút ngạc nhiên do hỏi Nam Giang Võ Đại lần này có người dự chi không? Không biết. Ngô Chí Hào cười khổ lắc đầu, thật sự không biết ạ. À. Hiện tại danh sách người dự thi đều là thông tin mật, nhưng nghe nói Ma Võ và Kinh Võ hình như đã xác định rồi, trước đó hai trường danh tiếng đều đưa đội ngũ đến những trường khác đánh vài trận giao hữu rồi. Con nghe đạo sư nói qua, nghe nói, đội ngũ của hai trường lớn đều là võ giả đỉnh cấp 1, Dương Kiến ngưỡng mộ nói. Đỉnh cấp 1, đúng là có nằm mơ cũng không với tới. Tụy mình muốn đạt đến đỉnh cấp 1, ít nhất cũng phải chờ đến đại học năm ba, năm bốn chứ. Dù cho hết học kỳ 2 đại học năm nhất, bọn họ trở thành võ giả, muốn tôi luyện được 62 đốt xương trở lên, nếu không có đủ tài nguyên, chỉ có thể làm một vài nhiệm vụ kiếm tiền. Sinh viên tinh anh ma võ mất khoảng 3 ngày tôi luyện một đốt xương. Bọn họ phải bắt 10 ngày, thậm chí là dài hơn như vậy. Chờ hoàn thành tôi luyện xương cốt cũng tốn mất 2 năm rồi. Đỉnh cấp 1, đàm chấn bình cũng có chút thổn thức, đã nhiều năm như thế. Ông cũng chỉ mới là võ giả đỉnh cấp 1 mà thôi, những người trẻ tuổi này, có người còn nhỏ tuổi hơn con trai ông, nhưng bọn họ đều đã đuổi kịp ông rồi. Lúc này Phương Bình không có mặt ở đây, cũng không biết tâm tư của ông. Nếu không, trong lòng nhất định sẽ phải đả kích thêm vài câu. Những sinh viên đỉnh cấp 1 ở Ma Võ cũng không phải là người đàm chấn Bình có thể so sánh được. Không nói đến chiến pháp, chỉ xét riêng khí huyết thôi. Trong đội ngũ người người hiện tại, ngay cả người yếu nhất là Lý Triệu Húc. Mặc dù còn chưa đến đỉnh cấp một, nhưng khí huyết của cậu ta đã 250k lo rồi, đạt đến đỉnh cấp 1. Triệu Tuyết Mai cho dù khí huyết xem như thấp, cũng tầm 280 calo rồi. Những người khác như Phó Sương Đỉnh cũng tầm khoảng 300 calo khí huyết, Phương Bình càng không cần phải nói. Mọi người tâm sự một chút, cũng không chê tẻ nhạt, chờ Phương Viên tỉnh lại sau giấc ngủ gật, xe lửa cũng vào trạm rồi. Trạm xe lửa, Phó Sương Đỉnh ngáp một cái, tẻ nhạt nói. Còn chưa tới sao? Triệu Tuyết Mai cũng hiếu kỳ hỏi, Phương Bình, đội ngũ bà con họ hàng gia quyến của cậu hơi bị đông đấy. Phải cần ba chiếc xe đến đón, cái gì mà đội ngũ gia quyến, Phương Đình không biết nói gì. Trong nhà căn bản không biết chuyện tớ dự thi. Chỉ có mỗi em gái tớ đến xem náo nhiệt thôi, còn lại đều là bạn học cấp ba cả, nhà cậu không ai biết. Phó Dương Đình kinh ngạc nói. Vậy lỡ như cậu bị người ta đánh chết rồi, cuộc, khụ khụ khụ, ý tớ là, chuyện lớn như vậy, cậu không thông báo cho gia đình sao? Ba mẹ tớ đều là người bình thường, sao có thể dễ dàng tiếp nhận chuyện này như vậy? Nếu họ biết tớ muốn thi đấu, chắc lo lắng sợ hãi cả ngày mất. Tớ không giống các cậu, gia đình các cậu có cha chú ông bà là võ giả, đã quen những chuyện này. Nghe cậu ta nói như thế, Phó Dương Đỉnh bỗng nhiên nghiêm túc nói. Lầy, cậu không nói tớ cũng không nhớ tới. Tớ thấy tớ mới là người nghèo, còn ba cậu mới là võ giả cấp 6. Bây giờ nghĩ lại, hình như ông nội tớ mới là võ giả cấp 6, hai đứa mình có phải bị đảo lộn gì đó không vậy? Phương Bình cười nhạo nói. Điều này nói rõ là do cậu mua thôi. Không có nguyên nhân khác. Biến đi, tớ cũng thấy kỳ quái. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, đừng nói là đi cướp đấy nhé. Thằng quỷ phương bình này thật sự có tiền, ít nhất cũng chưa từng thấy cậu ta phát sầu vì thiếu thuốc bổ, ngược lại còn bán không ít thuốc. Phương Bình cũng biết chuyện này dễ khiến người khác này sinh nghi ngờ, nhưng ban đầu cậu vô cùng thiếu tiền, cũng không có cách nào. Lúc này nghe vậy, lập tức tỏ ra thần bí nói, các cậu đừng nói cho người khác biết, Tức ra từ nhỏ tớ đã được một vị tông sư để ý rồi, ngươi lấy nói tớ có cốt cách kinh kỳ, lớn lên nhất định có thể cứu vớt thế giới, cho nên thật phương bình vừa mới nói như thế, phó sương đỉnh vô cùng thành thật, nhỏ giọng nói, thực sự là đại tông sư cấp 9 ư? trước đó triệu tuyết mai còn hơi không tin, lúc này thấy phó Sư đỉnh cũng tin rồi, cô nàng cũng không nhịn được nói, dương thành thật sự có cường giả cấp 9 ẩn cư sao? có phải vương kim dương cũng là phương bình đần thối mặt ra, chuyện quái gì thế này? mình nói vậy mà tụi này cũng tin, là mình giả vừa quá giống hay là do hai cậu quá ngu, cũng không chết bọn họ tin vậy thật. Dương Thành là một địa phương nhỏ, nhưng liên tục xuất hiện hai vị võ giả mạnh mẽ như vậy. Tuy rằng thực lực phương bình còn thấp, nhưng cậu ta rất thân từ một gia đình bình thường nào khó, như lại có thể đứng đầu đám tân sinh viên. Chỉ cần nhìn vào điểm này, có tông sư xem trong phương bình cũng chẳng có gì lạ. Cấp 9 chắc là do phương bình chém gió, nhưng tông sư cấp 7 cảm thấy phương bình là thiên tài có khả năng đào tạo, ngầm bồi dưỡng cậu ta cũng không có gì lạ phương bình cũng mơ màng không hiểu lời nói dối này làm sao lại tiếp tục bị kéo dài rồi mình chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nói thế nhưng thấy thái độ nghiêm túc của hai người phương bình đành phải cười khăn nói không thể nói rõ được các cậu cứ xem như chưa nghe thấy gì đi được rồi vậy bọn tớ cũng không hỏi nữa chuyện này bọn mình cách xa lắm việc có mối quan hệ với cường giả cấp tông sư hai người họ cũng không truy hỏi chỉ là trong lòng cảm thấy được an ủi hơn nhiều biết ngay mà phương bình làm sao có thể mạnh hơn mình hóa ra là có cường giả tông sư làm chỗ dựa ngầm bồi dưỡng đúng là chúng ta không kém mà ba người tuy tiện trò chuyện về đề tài khác ánh mắt phương bình bỗng nhiên sáng ngời cười nói đến rồi phía trước đoàn người đàm chấn bình cũng bước ra khỏi nhà ra ánh mắt phương viên sắc bánh từ xa nhìn thấy anh trai cách một đoạn xa cũng hưng phấn kêu lên phương bình em ở đây gương mặt dàn nua của phương bình đột nhiên đơ ra hình như hình như gầy đi rồi Trạng xe lửa phó dương đỉnh cảm thắn phương bình và em gái thân vha ha Đúng thấy, cậu xem cậu ấy đau lòng như vậy. Ten lái của cậu ấy cũng có gầy lắm đâu. Tất cả mọi người bên cạnh cảm thán ủ không thôi, cảm động vì tình anh em của Phương Bình và Phương Viên. Mà Phương Bình vẫn đang nhéo má Phương Viên, liên tục thở dài nói, thật sự đã gầy đi mất rồi. Đã bảo em ăn nhiều vào rồi mà, sao em lại chẳng nghe lời vậy chứ? Trước đây, mỗi lần nhéo má, anh nhớ là có thể nhéo ra xa cỡ này này. Phương Bình hoa chân mùa tay, làm một động tác nhéo má kéo ra ra hình dung thịt trên gò má có thể kéo ra rất xa sau đó lại bắt phương viên làm vật thí nghiệm nhắm má phương viên một hồi đau lòng nói tem xem hiện tại chỉ có thể kéo ra tới đây thôi chương 272, trước trận đấu phương viên phòng miệng trận mát trường cậu, cũng không nguyên tiếng anh biết ngay mà tiểu linh ở bên cạnh lại ao ước nói Viên viên anh cậu đối xử với cậu tốt quá ha ha phương viên lường một cái nếu như lúc này đây phương bình không nháo má cô bé cô thật sự tin như vậy nhưng ông anh mình từ lúc gặp mình tới giờ đã nháo má mình hết 10 phút rồi cũng may vẫn còn có những người khác ở đây phương bình quan tâm nem gái một hồi sau đó liền dẫn mọi người đến bãi đậu xe không vội vàng trò chuyện với đám người ngô trí hảo phương bình nhìn đàm chấn bình cười nói lần này làm phiền chú đàm rồi đừng khách khí tiện đường mà thôi vừa khéo chú cũng muốn qua đây đàm chấn bình nói một câu chủ động dò hỏi hai vị này là ôi quên mất chưa giới thiệu với mọi người xin lỗi mọi người phương bình lập tức giới thiệu đây là phó xương đỉnh đây là triệu tuyết mai bọn họ đều là bạn học của cháu ở ma võ hóa ra là thiên kiêu của ma võ thất kính thất kính đam chấn bình một mặt khách khí trong lòng cũng có chút nghi ngờ không thôi hai người này mang lại cho ông một cảm giác hình như hơi nguy hiểm học sinh ma võ ai nấy đều mạnh như vậy sao về phần khí huyết ông không cảm ứng được tuy ông cũng là đỉnh cấp một nhưng đỉnh cấp một so với nhau cũng không giống nhau hai người phó xương đỉnh mạnh hơn ông cũng vắng sức thu khí tức lại đam chấn bình cũng không cảm giác được gì tông còn không phát giác được gì. Vậy cũng không cần nhắc tới mấy người khác, đều không phải võ giả, đương nhiên cũng không phát hiện được gì. Phương Bình cũng giới thiệu mọi người cho hai người phó xương Đỉnh và Triệu Tuyết Mai. Mọi người nhanh chóng làm quen với nhau, vừa đi. Cho Dương Đỉnh vừa dò hỏi, các cậu đến xem chi đấu giao lưu sao? Mô Chi Hào gật đầu nói. Đúng đấy, nghe đạo sư nói. Lần này dự chi đều là thiên kiêu của võ đại trên toàn Hoa Quốc, mỗi người đều là long phượng trong loài người. Bọn tớ tuy rằng còn cách họ một quãng đường xa lắm, nhưng nếu có thể nhìn phong thái của bọn họ cũng có thể lấy làm động lực cho bọn tớ cầu tiến Cụ khụ phó xương đỉnh cười khan một tiếng lời vuốt mông ngựa này nói trước mặt chúng tớ như thế thật không được tốt cho lắm đâu nha mô trí hảo cũng không phát hiện ra điều gì ngược lại còn có chút ngạc nhiên hỏi thăm anh phó này các cậu cũng là học sinh ma võ chắc hẳn là các cậu cũng quen học sinh tham gia chi đấu giao lưu chứ quen quen chứ phó xương đỉnh liếc mắt nhìn phương bình hiển nhiên đang hỏi do, có muốn nói ra hay không có muốn tớ nói ra hay không đây tớ rất muốn nói a à. nói ra rồi mấy người này có thể quỳ bái lại tị mình luôn không phương bình lường cậu một cái cũng mặc kệ cậu ta lúc này phương bình không định nói cho bọn họ biết việc này nói rồi khẳng định không thể thiếu màn tra hỏi nhức đầu chết được chờ đến ngày mai than dự lễ khai mạc mọi người tự nhiên sẽ biết lúc đó cậu không ở cạnh bọn họ cũng không cần phải nhận lấy ngàn câu hỏi vì sao sự thật bày ra trước mắt lại đơn giản giải thích vài câu vậy thì thoải mái hơn nhiều Phó Dương Đình thấy thế, cũng chỉ đành đáp qua loa vài câu, cho đến khi Ngô Chí Hào hỏi thăm mấy tiền thù hạt sống được truyền trên, ví như triệu lỗi. Ánh mắt Phó Dương Đỉnh vô cùng phức tạp, khô cằn nói. Đúng đấy, triệu lỗi rất lợi hại. Lần này, ngay cả Lưu Nhược Kỳ cũng có hứng thú, nhẹ giọng hỏi dò, triệu lỗi. Mai đời có giống với mấy tấm hình đăng trên mạng không? Nữ sinh váy mà, ái mộ vài người bạn bè có thực lực mạnh mẽ, đó là hiện tượng bình thường. Lưu Nhược Kỳ đương nhiên không thể nói là ái mộ, nhưng có chút ấn tượng tốt là chuyện đương nhiên cái đó có chút không giống nhau thì phải phó dương đỉnh cũng hơi mất tự nhiên một lát sau mời nói mặt cậu ấy hơi mập mạp một chút gương mặt cậu ấy có đôi khi sẽ bỗng dưng rất mập ha lưu nhược kỳ vô cùng khó hiểu còn có thể như vậy sao triệu tuyết mai sắp cười đến chết cô nén ý cười nói đừng nghe cậu bấy nói bậy. bọn tớ không quen thân với triệu lỗi cho lắm như phương bình xem như có qua lại với cậu ấy các cậu có thể hỏi phương bình là được rồi Ngô Chí Hảo lại vô cùng ngạc nhiên, Phương Bình, cậu quen biết triệu lỗi. Được lắm nha, mấy vị võ giả ở Nam Giang võ đại bọn tớ còn chưa được thấy qua mấy lần, cậu tạo mối quan hệ không tệ nha. Cũng tạm thôi. Thực ra tớ với cậu ấy cũng không quá thân thiết, chỉ là không có chuyện gì thì sẽ giúp mặt cậu ấy mập ra một chút. Cái gì? Mấy người bọn họ nghe xong đều mơ hồ, nhưng Phương Bình cũng không còn nói điều này, cười nói lảng sang chuyện khác. Các cậu đã đặt trước khách sạn chưa? Đặt trước rồi, sợ lúc tới đây không đặt được. Tanh em với tiểu linh không có đặt phương viêm vội vàng nói một câu cô bé đến đây hoàn toàn hy vọng phương bình sắp xếp làm sao có thể đặt trước phòng khách sạn không hỏi là em phương bình liếc con bé một cái cái này anh mà không biết sao hỏi mọi người chuyện đặt khách sạn mọi người đặt khách sạn khá gần ma võ dù sao thì lần chi đấu giao lưu này cũng được tổ chức ở ma võ từ nhà ra lái xe đến ma võ cũng không tốn nhiều thời gian không tới 40 phút xe ngừng lại trước cửa khách sạn đám người ngô trí hảo đã đặt phòng chờ mọi người xuống xe Phương Bình Nhân tiện nói. Chú Đảm, mọi người vào rồi sắp xếp nghỉ ngơi nhé, cháu đưa em gái đến nhà khách ma võ. Phương Bình ngược lại không nữa tiêu tiền đặt phòng cho em gái ở chỗ này, nhưng nhà khách ma võ lại càng an toàn hơn một chút, hơn nữa cũng ở ngay gần đây. Đàm Trấn Bình đương nhiên không ý kiến, lại quay ra cảm ơn hai người phó xương đỉnh, hành nhau cùng nhau ăn tối. Sau đó mọi người cùng nhau bước vào khách sạn, bọn họ vừa đi, Phương Bình quay sang nói với hai người phó xương đỉnh, lần này làm phiền hai cậu rồi, các cậu về trước bận chuyện của các cậu đi nhé, Tớ sắp xếp chỗ ở cho em gái đã. Được, có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ. Nhưng mà Phương Cao Kiệt à, cậu cũng nên mua xe đi. Phó Dương Đỉnh trêu hẹo một câu, Phương Bình không biết nói gì nữa. Lúc này bận tối mặt đây này, làm gì còn thời gian cân nhắc chuyện này. Ồ, nói vậy cũng đúng, vậy được rồi, bọn tớ đi trước nhé. Phó Dương Đỉnh và Triệu Tuyết Mai cũng nhanh chóng rời đi. Bọn họ thực ra còn bận hơn Phương Bình, đặc biệt là Triệu Tuyết Mai tôi hôm qua mới rèn luyện xong đốt xương cuối cùng của chi dưới. Sáng sớm Phương Bình ra khỏi cửa, còn chưa kịp nhiều cô nàng làm tài xế ra đón người, cũng là Triệu Tuyết Mai chủ động hỏi thăm giúp đỡ. Mọi người đi rồi, Phương Viên hơi thất vọng nói. Anh ơi, không thể đến ký túc xá của anh ở sao? Trước cô bé đã nghe Phương Bình nói. Cậu ký túc xá một mình một phòng, khúc ký túc xá cấm cho người ngoài ngủ lại, đưa em đi xem thì được, ngủ lại không được. Phương Bình lắc lắc đầu, đây cũng không phải luật lệ cậu tự lập, khúc ký túc xá của ma võ không vẻ cho người ngoài ở lại học sinh và đạo sư của ma võ đều xem ký túc xá là vùng đất a lành cuối cùng các đạo sư cho người nhà vào ở thì vẫn được nhưng phương bình là sinh viên mới không được mang người nhà vào ở đang lúc nói chuyện phương bình kéo vai của hai cô bé cùng bước vào nhà khách ma võ nhà khách ma võ lúc này có nhiều người hơn lúc trước nhưng người ở quầy lễ tân nhìn thấy phương bình bước vào vẫn lập tức nhận ra vội vã chào hỏi chào anh phương xin chào giúp tôi làm thủ tục nhận phòng cho hai đứa em lái của tôi. Vâng. Anh chờ một chút, Quê Lễ Tân cũng không bắt Phương Bình đưa ra giấy tờ chứng minh thân phận, bọn họ bên này có di chết, rất nhanh. Đã làm xong thủ tục nhận phòng cho hai cô bé, Phương Viêm nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn, chờ đến khi vào thang máy, cô bé không nhịn được nói. Anh, anh không trả tiền, miễn phí, miễn phí, anh chưa nói cho em sao, nhà khách mà võ, phòng ở, nhà ăn đều miễn phí, đương nhiên, một người cũng có thể ở một phòng, thật không? Con bé này, nhìn là biết em lại để tiền vào trong mắt rồi, Phương Bình cười một tiếng, dẫn hai cô bé đến tầng 6. Tuy rằng không phải căn phòng trước đó cậu từng ở, nhưng bố cục cũng gần như vậy. Chương 273, trước trận đấu 2, Phương Viên vừa bước vào cửa đã hoan hô, hiển nhiên không ngờ gian phòng sẽ lớn như vậy. Thật tốt quá. Phương Bình, sau này em cũng phải chi vào ma võ. Phương Viên ôm gối sofa, ngương mặt hứng khởi mong chờ, chỉ vì nhà khách miễn phí sao? Phương Bình bất đắc dĩ nói yêu cầu của em thật thấp. Lát nữa chúng ta xuống dưới ăn cơm, ăn cơm xong, buổi chiều anh đưa bọn em tham quan ma võ. Còn nữa, đừng có chạy lung tung. Lúc nào cũng phải mang theo điện thoại di động trên người. Buổi tối anh sẽ không ngủ lại ở đây. Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Hoặc là tìm lễ tân là được. Biết rồi, biết rồi, nói dài nói dài nghe à. Phương viên thiếu kiên nhẫn. Không muốn ngay cái này, sau đó nhanh chóng nở nụ cười nói. Anh ơi, anh quen hết mấy, anh chị tham gia thi đấu hả? Ồ, vậy anh có thể giúp em xin chữ ký được không? Sắc mặt Phương Bình lập tức biến thành màu đen, Phương Viêm vội vàng giải thích, không bán, em giữ làm kỷ niệm, cô bé nói không bán. Nhưng Tiểu Linh đứng bên cạnh lại mơ hồ nói, tiêm viên A, à? chúng ta có thể mở thị trường bán, hai cô bé này không biết học được từ đâu. Suốt ngày mở miệng ngậm miệng lại đều là mở thị trường, hiệu ứng người nổi tiếng, Phương Bình giờ khóc giờ cười, Phương Viêm vội vã bịt miệng Tiểu Linh lại, một mặt oán trách, mốc quá đi, làm âm ý một trận, Phương Bình cùng hai cô bé xuống lầu ăn cơm trưa, lúc ăn cơm. Ngô Trí hào gọi điện thoại qua, hãy cùng nhau đi ăn tối. Bọn họ bây giờ bắt đầu đi ra ngoài dạo chơi. Mấy ngày nay ma đô rất náo nhiệt, Phương Đình cũng không nói gì, cũng không còn là trẻ con nữa, cũng không đi lạc được. Hai giờ chiều, Phương Bình dẫn Phương Viêm và Tiểu Linh đến ma đô võ đạn. Ngay chớp mắt nhìn thấy cổng trường hoành tráng, phản ứng của hai cô bé cũng như lần đầu Phương Bình nhìn thấy cổng trường ma võ bị chấn động rồi phương viên hiển nhiên chuẩn bị sẵn sàng mới đến còn mang theo máy chụp hình nhất định bắt phương bình chụp ảnh cho hai cô bé lúc trở về có thể rửa hình khoe với bạn bè một phen chờ đến lúc vào trường học nghe phương bình giới thiệu về ma võ hai cô bé lại lần nữa bị chấn động một trường học lớn như vậy chỉ có ngần ấy học sinh thôi sao phương bình sau này em nhất định phải chi động ma võ cũng không biết đây là lần thứ mấy phương viên thể thốt chuyện này tiểu linh cũng động tâm trong mắt hai cô bé trường học lớn như vậy chính là trường tốt hơn nữa ma võ quả thực rất nổi danh đi dạo dạo trong trường học một hồi phương viên nóng lòng thúc giục nhanh đến ký túc xá của anh nào mẹ còn bảo em chụp hình về cho mẹ xem nó mẹ muốn xem xem anh sống có tốt hay không còn bảo em xem xem anh có mối quan hệ tốt với bạn cùng phòng hay không dường như anh chả có bạn cùng phòng gì cả đến khi phương bình đưa hai cô bé đến khu ký túc xá hai cô bé thại lần nữa thốt lên mấy câu cảm thán vào tới phòng phương bình hai cô bé vẫn tiếp tục suýt xa Phương Bình cũng không biết hai cô bé này lấy đâu ra tinh lực lớn như vậy, thấy hai đứa chẳng biết mệt là gì. Nguyên một buổi chiều, Phương Bình chính là đi theo làm nên, hai cô bé này ở ký túc một hồi, lại đứng ngồi không yên, lại kéo Phương Bình ra ngoài đi dạo. Dọc đường đi, Phương Bình cũng nhìn thấy một vài bạn học cũng đang dẫn người nhà tham quan trường học. Ma võ bình thường không cho người ngoài vào trường, cho dù phụ huynh đến cũng không được tự tiện vào trường. Nhưng lần này thì khác, ngày mai sẽ bắt đầu lễ khai mạc thi dấu giao lưu toàn quốc, tuy rằng không cho phép nhiều người ngoài vào trường, nhưng học sinh đưa người nhà vào trường tham quan cũng không bị hạn chế. Những vị phụ huynh kia cũng có biểu cảm gần như y chang phương viên, không ít phụ huynh trên mặt cho lên vẻ kiêu ngạo. Hiển nhiên là việc con cái mình có thể bước vào một trường đại học như vậy là niềm tự hào của bọn họ. Đi hết ngửa vòng ma võ, cuối cùng phương viên cũng xem như mệt mỏi. Nghĩ lại mình còn ở đây thêm mấy ngày, phương viên cũng không vội tham thú hết trong vòng một ngày. Trước khi đi, điều duy nhất khiến phương viên hơi thất vọng chính là không thể gặp được những anh chị ngày mai tham gia thi đấu. Anh lúc nào mới có thể nhìn thấy mấy anh chị tham gia chi đấu ngày mai? Chẳng phải em đã gặp rồi sao? Em gặp rồi, không có mà. Cô bé hết sức mơ hồ, Phương Bình buồn cười nói. Em gặp rồi, hơn nữa còn gặp mấy người lận, thật á? À? Có phải là do lúc em không chú ý, đã đi ngang qua nhau không? Sao anh không thèm nhắc em gì hết vậy? Phương Viêm Phùng mang trận má lên, hơi không vui, nhặt tem. Em có thể xin chứ ký, bây giờ ít người. Chờ đến ngày mai, ngươi nhiều lắm đừng nghĩ đến chuyện xin chữ ký anh ký cho em còn ít lắm sao buổi tối ăn cơm nước xong tem và tiểu linh ngoan ngoãn trở về nhà khách đừng có chạy lung tung sáng mai anh không thể đi đón bọn em được nhưng mà anh sẽ cho người đến đón các em lúc đó tem theo người ta đến ma võ là được ngày mai phương bình phải tham gia lễ khai mạc đương nhiên không có thời gian đi đón người như lý thử trạch thì có thể không cần ngày mai tụi em đi chung với mấy anh chị nhược kỳ là được rồi tính sau đi Thêm đó, nên an phận một chút, đừng để anh bận tâm, thêm có phải là con nít đâu. Ai khiến anh bận tâm chứ? Hai anh em lại nói qua nói lại mấy câu, Phương Bình cũng không dẫn hai cô bé về nhà khách, mà đi đến khách sạn của bọn Ngô Chí Hảo. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn cơm tối. Bởi vì Phương Bình còn phải về trường, cho nên An Khẽ vội vàng. Mấy người Ngô Chí Hảo thấy cậu có việc, cũng chỉ đành từ bỏ chuyện tán gẫu hỏi thăm, dù sao lần này bọn họ cũng sẽ ở lại đây mấy ngày chờ cơm nước xong xuôi lại đưa phương viêm và tiểu linh về nhà khách phương bình không quay về ký túc xá mà đi đến phòng thực huấn lúc cộng đến lớp thành viên đội chủ lực và đội dự bị đều đã đến đông đủ rồi mãi trừ mấy người này các vị đạo sư cấp 6 đều có mặt đường phong lần này đúng là không nói gì ông ấy đã biết chuyện người nhà phương bình đến thông qua phó xương đỉnh phương bình vừa đến đường phong lập tức trầm giọng nói các bạn đã đến đông đủ ngày mai làm lễ khai mạc không luận võ nhưng ngày mai sẽ rút thăm lựa chọn đối thủ cho vòng đầu vòng đầu tiên Chúng ta tốt nhất đừng đụng độ với Kinh Võ. Tuy rằng Liên minh Võ Đại và Liên minh Bát Giáo có nhiều trường học, thiên tài cũng không ít, nhưng trong mắt chúng ta, Kinh Võ mới là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Nếu như ngay vòng đầu tiên đã gặp phải Kinh Võ, vậy chúng ta cần phải điều chỉnh chiến thuật một chút, đội viên đội chủ lực cố gắng tránh bị thương để đỡ ảnh hưởng đến trận sau. Mọi người không lên tiếng, thực ra ý của Đường Phong chính là nếu vòng đầu tiên gặp người của Kinh Võ, nên lựa chọn chiến lược tránh bị thương. Đến lúc đó, khả năng xuất chiến chính là đội dự bị nhưng các học viên hiển nhiên không nghĩ như vậy. Mọi người đều là thiên kiêu. Không ai cảm giác mình sẽ thua kém người khác, huống hồ vòng đầu tiên tránh chiến đấu, những trận sau sẽ đánh vòn mệt hơn. Chiến lược này cũng có chỗ lợi chỗ hạn. Đường Phong cũng không nói nhiều, khi nào gặp chuyện lại nói. Nói xong cái này, Đường Phong lại nói. Lần này xuất chiến, phía nhà trường cũng đã chuẩn bị cho mọi người một ít đồ. Mỗi người 10 viên khí huyết đan phổ thông, 5 viên khí huyết đan cấp 1, 2 viên khí huyết đan cấp 2. Mài ra, nước thuốc trị liệu, Kim Sang Dược, thuốc chữa thương đều đã chuẩn bị đầy đủ cho các em rồi. Còn nữa, bây giờ ai còn thiếu binh khí hợp kim có thể tạm thời mượn nhà trường. Đinh khí hợp kim sau khi dùng thì phải trả lại. Nhưng nếu không có nhu cầu này, vậy thì đừng mượn, đinh khí không quen tay, sử dụng cũng không ổn. Ma võ lần này cũng không cao kiệt. Thuốc bổ khí huyết và thuốc trị thương cũng cho cho không ít. Tuy rằng binh khí hợp kim chỉ có thể mượn dùng, nhưng cũng sao cũng mạnh hơn là không có. Chờ sắp xếp xong những việc này, Phương Bình đi đến phòng hậu cần một chuyến mượn dùng một con dao bầu, một đôi bao tay, một con dao găm. Chương 274, lễ khai mạc chi đấu giao lưu. Tức ra Phương Bình còn muốn mượn một bộ áo giáp toàn thân, nhưng Lý lão đầu nói không có. Phương Bình hiển nhiên không tin là không có, nhưng nếu Lý lão đầu đã không cho mượn, hiển nhiên trường học cũng không đồng ý việc mọi người đều núp bên trong áo giáp mà xuất chiến. Phương Bình đành phải từ bỏ tâm tư này, chờ chuẩn bị xong hết mọi chuyện, tất cả mọi người đều sớm trở về ký túc xá. Một đêm này, ký túc xá tân sinh viên khu một cực kỳ yên tĩnh ngày 10 tháng 1, lễ khai mạc trí đấu giao lưu giữa các tân sinh toàn quốc chính thức bắt đầu sáng sớm trước cổng lớn trường ma võ có vô số người tụ tập phía trước có vô số phóng viên chiếm cứ vị trí hàng đầu liên tục giới thiệu người này người kia miệng hoạt động như súng liên thanh bắn không ngừng hoàng tổng dốc tại ma đô đến rồi trương phó bộ trưởng bộ giáo dục cục trưởng cục điều tra và truy bắt ở ma đô đó là người của quân đội phải không người đại diện giới kinh doanh cũng đến rồi đó là phó tổng của phục tinh phải không lão tổng của công ty bảo hiểm thái bình dương cũng tới vị này vừa tới là biết sẽ không có chuyện tốt sẽ không có chuyện chết người để ông ấy đứng ra thanh toán tiền bồi thường chứ lẫn trong đàn người phương viên nhón mũi chân đầu đầy mồ hôi tức giận nói không nhìn thấy gì cả vì sao không cho chúng ta đi vào đàm chấn bình cười động viên nói chờ những nhân vật lớn này bước vào trước đã sau đó mới đến chúng ta so với những nhân vật lớn có sức ảnh hưởng kia Đáng người bọn họ có thể được vào xem là tốt lắm rồi. Đàm Trấn Bình cũng không có quá nhiều đòi hỏi. Về phần lãnh đạo trực tiếp của lãnh đạo trực tiếp, Bộ Giáo dục cử ra một vị phó bộ trưởng đến, chuyện đó hoàn toàn không có liên quan gì với Đàm Trấn Bình. Một nhân vật nhỏ như ông ở đây có quá nhiều, ai mà biết ông là nhân viên hành chính ở đâu, học sinh của Võ Đại A. Có người tò mò hỏi một câu, Đàm Trấn Bình cũng không quan tâm ai hỏi, chỉ thuận miệng nói. Hình như sớm đi vào từ những cửa khác rồi, Mô Chi Hảo lại oán giận nói thằng quỷ phương bình kia đi đâu mất tiêu rồi ban đầu còn tưởng cậu ấy sẽ dẫn chúng ta vào sớm chứ kết quả là cái bóng cũng chẳng thấy anh em nói anh vấy bận việc bảo chúng ta tự vào trước phương viên nói giúp anh hai mình một câu nếu như phương bình không có chuyện gì sẽ không bỏ mặc em gái không quan tâm như vậy mấy người đi theo đoàn người vừa xô đẩy vừa lớn tiếng nói chuyện những nhân vật tai to mặt lớn được nhiều người quan tâm giờ đây đã lục tục tiến vào nhà chi đấu rất nhanh cũng đến lượt bọn họ rồi rất nhanh chính là rất nhanh chờ các nhân vật lớn vừa bước vào trong. Ma võ đã bắt đầu có người hướng dẫn, sắp xếp cho khán giả đi vào. 78 phút sau, mọi người đi theo đội ngũ, cùng bước vào bên trong nhà chi đấu của ma võ. Mọi người vừa mới bước vào, còn hơi huyền náo, không lâu sau. Trên sân khấu đặt giữa nhà chi đấu, có cường giả bước lên, quát lớn. Yên lặng, mọi người tự tìm đến chỗ mồi của mình, không cho phép lớn tiếng náo động. Đây là chi đấu giao lưu giữa các võ giả, không phải đại nhạc hội của các ngôi sao ca nhạc. Giữ yên lặng, trật tự chính là sự tôn trọng lớn nhất đối với một võ giả bất cứ người nào cũng không được gây ồn ào ảnh hưởng đến quá trình luận võ không được lớn tiếng náo động không được xỉ nhục các thành viên tham dự cư giả đứng trên võ đài liên tiếp tuyên bố nhiều nội quy đoàn người cũng dần yên tĩnh lại mọi người lúc này mới ý thức được đây không phải là buổi đại hòa nhạc của các minh tinh thi đấu giao lưu cũng không phải gánh hát bất luận là võ nào cũng thuộc giai cấp đặc quyền trong xã hội hôm nay có thể để bọn họ vào sen chi đấu đã là ngoại lệ trước đây chưa từng có ngoại trừ sàn đấu mầm kia loại chi đấu chính quy giữa các võ giả thế này trước đây không cho phép người bình thường quan sát tuyên bố xong nội quy võ giả trên võ đài lại nói thi đấu giao lưu toàn quốc giữa các tân sinh viên trên toàn quốc lần thứ nhất chính thức khai mạc dưới đài nhất thời mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn nhanh như vậy sao không có lãnh đạo đứng phát biểu sao cũng không giới thiệu các vị khách quý của ngày hôm nay trong lúc mọi người còn đang hoảng hốt ở một bên có người cầm lớn tiếng nói Mong quý vị và các em học sinh giữ trật tự. Lần chi đấu giao lưu này sẽ do tôi và vị võ giả xinh đẹp bên cạnh làm MC dẫn dắt, giảng giải cho mọi người quá trình chi đấu. Tôi xin tự giới thiệu một chút, tôi là Lưu Hoa Vinh, võ giả cấp 4, đến từ Liên minh Võ Đạo. Tôi là Trần Tuyết Diễm, võ giả cấp 4, đến từ Bộ Giáo dục. Lưu Hoa Vinh có vẻ còn rất trẻ, dường như chỉ ngoài 30, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười. Mặc dù gương mặt Trần Tuyết Diễm cũng nở nụ cười, nhưng không được tự nhiên như vậy. Lần này, thi đấu giao lưu công khai với công chúng để cho người bình thường xem trận đấu trước đó vẫn luôn không thống nhất được ý kiến cho nên đối với hình thức tổ chức thi đấu giao lưu này mọi người vẫn có rất nhiều suy nghĩ có người kiến nghị nên gần gũi với dân chúng một chút thậm chí có thể mời một vài võ giả là mc nổi tiếng trong mảnh giải trí đến giảng giải chi đấu cho mọi người cũng có không ít người không đồng ý cho rằng cần phải nghiêm túc một chút thi đấu giao lưu cũng không phải làm siết khỉ hay làm ảo thuật cũng không phải chi đấu biểu diễn đây là một trận đấu rất nghiêm túc trong giới võ đạo. Trong đó, có liên quan đến rất nhiều thứ, bao gồm suy nghĩ của các võ giả tham gia dự thi. Bọn họ đều là thiên kiêu, chứ không phải thành viên trong đoàn siếc. Cái qua cãi lại, cuối cùng từng người đưa ra thỏa hiệp, mời Lưu Hoa Vinh biết ăn nói đến làm MC giảng giải cho buổi chi đấu. Tương tự, cũng mời Trần Tuyết Diễm của Bộ Giáo dục đến làm MC. Chủ yếu là để giám sát, phong người Lưu Hoa Vinh nói hang quá, ảnh hưởng đến trận đấu. Hai người đơn giản giới thiệu về mình một chút, rất nhanh, Lưu Hoa Vinh cười nói. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên làm MC chủ trì một cuộc chi đấu giao lưu quy mô lớn trước mặt nhiều người như vậy, không nên nói lời vô nghĩa nữa. Tôi xin giới thiệu sơ lực một chút về tình hình các đội tham gia chi đấu giao lưu. Hoa Quốc chúng ta có tổng cộng 99 trường dạy khoa võ, trong đó, trường Kinh Đô Võ Đại và Ma Đô Võ Đại là hai trường nổi danh nhất, còn lại 97 trường khác, trong đó, Hoa Quốc Võ Đại, Đại học Kinh Đô, Đại học Sư Phạm Hoa Đông, Kinh Nam Võ Đại, 8 trường Đại học Khoa Võ, thành lập liên minh bát giáo còn 89 trưởng võ đại còn lại thành lập liên minh võ đại lần này tham gia chi đấu giao lưu gồm 4 đội phân biệt là kinh đô võ đại ma đô võ đại liên minh bát giáo và liên minh võ đại thể thức giao đấu chính là đối chiến toàn đội mỗi đội đấu với nhau một lần một trận đấu tối đa được chọn 5 người ra trận đối kháng một một ai thua phải xuống đài người thắng có thể tiếp tục ở lại nhận khiêu chiến của người tiếp theo đội nào có thành viên trụ lại đến cuối cùng chính là đội chiến thắng quy tắc rất đơn giản hơn nữa thứ tự ra trận sẽ phải thông báo trước khi trận đấu bắt đầu đội nào đối đầu với ai sẽ do rút thăm quyết định buổi lễ khai mạc ngày hôm nay chủ yếu là giới thiệu thành viên các đội và rút thăm quyết định đối thủ trong số 99 trường võ đại trên toàn quốc trong số mấy chục ngàn tân sinh viêm võ đại những người ngày hôm nay đến đây tham gia chi đấu cho dù là thành viên đội dự bị cũng là thế hệ võ giả ưu tú còn rất trẻ của hoa quốc chút nữa xin mời quý vị làm quen với các vị võ giả thiên kiêu chi tử này vài năm sau có thể chúng ta sẽ thấy bóng dáng của bọn họ dẫn đầu các ngành nghề. Lĩnh vực khác nhau, sau đây, xin mời đội chủ nhà lần này lên sân khấu, đội ma đồ võ đại, ở hậu trường, phó dương đỉnh trình chu lại trang phục, lo lắng nói. Tớ bỗng nhiên cảm thấy bồn chồn quá, tớ cũng vậy. Thật nhiều người. Lầu 2 còn có rất nhiều tông sư, chương 275, lễ khai mạc chi đấu giao lưu 2, tất cả đều khá căng thẳng, ngay cả Phương Bình cũng không ngoại lệ. Bạch Nhược Khê đứng cạnh động viên nói, đừng lo lắng, chỉ là đi dạo lên dân khấu mà thôi. Hôm nay cũng không phải ngày chi đấu, các em nhất định phải khắc phục được, nếu lần này cũng căng thẳng. Vậy đến khi lên võ đài, cũng không ổn rồi. Mọi người vội vàng ngật đầu, hôm sau lên võ đài chi đấu, ở dưới cũng nhiều người như vậy. Nếu bây giờ căng thẳng lo lắng, sau đó làm sao chi đấu, nếu xuất hiện sai lầm, có thể sẽ gây chết người. Chờ đến khi nghe được tiếng giới thiệu, Phương Bình thở ra một hơi, chấn định lại, nói, đi, đi thôi mặc dù mọi người vẫn còn hơi bấn loạn nhưng tố chất võ giả nên có vẫn có nghe vậy liền đuổi theo kỳ phương bình đi lên sân khấu trên sân khấu trong lúc lưu hoa vinh đợi bọn họ bước lên sân khấu cũng lật xem tư liệu cười nói lúc trước trên mạng truyền ra một vài tin tức tôi cũng có xem qua lúc đó danh tiếng của bạn triệu lỗi của ma đô võ đại rất nổi triệu lỗi là thủ khoa khóa hai nghìn tám của ma đô lúc chưa vào trường đã là võ giả cấp một rồi mọi người đều cảm thấy bạn triệu lỗi bây giờ nhất định sẽ càng mạnh hơn đây là điều tất nhiên, cũng không nằm ngoài ý muốn. Bạn Triệu Lỗi cũng là thành viên trong đội dự thi của Ma Võ lần này, hơn nữa còn là thành viên đội chủ lực, nhưng mà, đội trưởng đội Ma Võ năm nay lại không phải là bạn Triệu Lỗi, đương nhiên, làm đội trưởng, không hẳn phải có thực lực mạnh nhất, nhưng học viên thực lực không mạnh, nhất định sẽ không thể làm đội trưởng. Vậy không biết lần này, đội trưởng đội Ma Võ là thần thánh phương nào. Trong lúc Lưu Hoa Vinh đang nói chuyện, Phương Bình đã bước lên sân khấu. Mọi người thấy sao? Vị bạn học dẫn đầu đội ma võ kia chính là đội trưởng đội ma võ, Phương Bình. Chào Phương Bình, Ken cùng mọi người chào hỏi một câu nhé. Trên sân khấu, Phương Bình hơi khom người, mở miệng nói. Xin chào mọi người, tôi là Phương Bình, sinh viên đại học năm nhất, học viện binh khí, ma đầu võ đại. Dưới khán đài, Phương Viên hoàn toàn mơ hồ. Đó là anh mình sao? Cô bé hoàn toàn mờ mịt, Phương Bình sao lại lên sân khấu rồi? Sao lại thành đội trưởng rồi? Tiểu Linh bên cạnh mắt sáng lên, dùng bài nói anh phương lại là tuyển thủ dự thi của ma võ còn là đội trưởng nữa viêm viên anh cậu quá lợi hại rồi một bên khác đám người ngô trí hào giống như bị ai điểm huyệt mấy người hai mặt nhìn nhau một lát sau ngô trí hào khổ sở nói cậu ấy là đội trưởng cái thằng này hóa ra lại là tuyển thủ dự chi của ma võ cậu ấy cũng không nói với chúng ta dương kiến hoàn toàn cạn lời lưu nhược kỳ ngược lại còn tỉnh táo một chút thấp giọng nói rốt cuộc phương bình có thực lực như thế nào cái này không cần bọn họ suy đoán lưu hoa vinh trên sân khấu đã cười nói phương bình của chúng ta đây đến từ học viện binh khí của ma võ thực lực đỉnh cấp 1, đồng thời cũng là thủ khoa khoa võ năm 2008 của thụy dương đương nhiên đây là tư liệu đệ trình từ phía nhà trường mọi người đừng tưởng thật ma võ chưa chắc cho chúng ta biết thực lực thật sự của học viên trần tuyết diễm nãy giờ vẫn yên lặng bỗng dương xen vào nói không phải không hẳn là nhất định sẽ không cho chúng ta biết thực lực thật sự của học viên dựa theo tư liệu của ma võ đội trưởng phương bình Am hiểu, am hiểu công phu sư tử hống, anh có tin được không? Khủ khủ, còn có điều này sao? Anh thật sự không thấy. Xin lỗi. Xin lỗi nhé. Trên sân khấu, Phương Bình cũng có chút lúng túng. Cái này, mẹ kiếp, có thể đáng tin một chút có được hay không? Người làm tư liệu của ma võ có thể nghiêm túc một chút được không? Trên đài rốt cuộc cũng không phải chỉ có một mình Phương Bình. Tenzi nói về Phương Bình một lát, rất nhanh liền chuyển qua nói những người khác. Thành viên đội chủ lực của ma võ có tổng cộng 5 người ngoại trừ đội trưởng phương bình các đội viên khác là triệu lỗi mọi người cũng tương đối thân thuộc triệu lỗi em có thể làm quen với mọi người một chút được không triệu lỗi sinh viên đại học nam nhất học viện binh khí ma đô võ đại triệu lỗi rất lạnh lùng nha trong tài liệu nói triệu lỗi am hiểu thiết đầu công lưu hoa vinh bật cười nói xem ra ma võ đúng là không chuẩn bị bại lộ thực lực thật của học viên thực lực của triệu lỗi cũng là đỉnh cấp một thành viên thứ ba của đội chủ lực ma võ phó xương đỉnh chào mọi người tôi là phó xương đỉnh sinh viên đại học nam nhất, học viện binh khí. Thực lực của Phó Dương Đình cũng là đỉnh cấp 1, xếp hạng thứ 4 tại kỳ chi đại học ở Kinh Đô. Ba người xếp trước cậu đều chọn Kinh Đô võ đại. Tôi thấy, nếu ma võ gặp Kinh Võ, nhất định sẽ rất thú vị, cũng sẽ có khá nhiều trận chiến giữa các thủ khoa. Thành viên thứ tư của đội chủ lực ma võ, Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn tuy là nữ sinh, thế nhưng mày liễu không kém mày dâu, cũng là sinh viên ưu tú ở ma võ. Dương Tiểu Mạn cũng là thủ khoa khoa võ năm 2008 tại tỉnh Hải An thành viên thứ năm của đội chủ lực ma võ triệu tuyết mai đây cũng là nữ sinh cũng là thủ khoa một tỉnh bước vào ma võ triệu tuyết mai là thủ khoa khóa 2008 tỉnh thanh hồ đồng thời cũng xếp hạng 3 trên toàn tỉnh đông lâm thành viên đội dự bị ma võ trần vân hy thực lực đỉnh cấp 1, thủ khoa tỉnh kinh nam thành viên đội dự bị ma võ đều tùng đình thực lực đỉnh cấp 1, thành viên đội dự bị ma võ kim lối thực lực cấp một cao kỳ lưu hoa vinh đơn giản giới thiệu đội hình 10 người, người cuối cùng cười nói Đội hình quá chất, bảy thành viên thực lực đỉnh cấp 1, ba thành viên thực lực cấp 1 cao kỳ, cũng gần như tiến vào đỉnh cấp 1 rồi. Thủ khoa tỉnh, thủ khoa thành phố Tề Tựu, đây chính là đội ngũ tân sinh viên của Ma Võ. Nhớ năm đó, sau khi bước vào võ đại, tới học kỳ 2 đại học năm 2 mới bước vào đỉnh cấp 1, đại học năm 3 mới lên được cấp 2, mãi cho đến khi tốt nghiệp, cũng chỉ là võ giả cấp 2. Người trẻ tuổi bây giờ đều rất lợi hại. Tôi nghĩ, có thể không tới mấy năm, Thiên Kiêu Võ Đại cũng muốn vượt qua chúng tôi rồi. Lưu Hoa Vinh cảm thắn vài câu, nhanh chóng cười nói. Tiếp sau đây, xin mời đội kinh võ tiến bước lên sân khấu. Đội dự chi kinh đô võ đại vừa bước lên, ánh mắt mấy người phong bình lập tức liếc nhìn. Đội trưởng chính là một nam sinh người gầy, không cao lắm, không lâu sau. Mọi người liền biết vị này là ai rồi. Đội trưởng của ma võ hơi nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhưng đội trưởng của kinh võ đúng là chúng ta đã đoán đúng rồi. Hàn Húc, thực lực đỉnh cấp 1, thủ khoa khoa võ toàn quốc. Hàn Húc A. Tực lực của em là thật sự là cấp một sao? Lưu Hoa Vinh cười hỏi một câu. Hàn Húc cực kỳ nghiêm túc, cẩn thận nói: "Tên là võ giả đỉnh cấp một. Người thành viên tham dự chi đấu của Kinh Đô võ đại đều là võ giả đỉnh cấp một, không có cấp hai. Đội hình kinh võ lại càng sang. 10 người dự thi đều là võ giả đỉnh cấp một. Đám Phương Bình cũng có chút nghiêm nghị, mà võ muốn tập hợp bảy võ giả đỉnh cấp một đã không dễ dàng rồi. Không ngờ đội hình của kinh võ toàn bộ đều là võ giả đỉnh cấp một. Đến khi các thành viên liên minh bắt giáo lên sân khấu." đội hình cũng rất ưu tú rất xa hoa đội trưởng ngụy bân và bốn thành viên trong đội chủ lực đều là võ giả đỉnh cấp 1, năm người trong đội dự bị đều là võ giả cấp một cao kỳ trong đó có trần hoành vĩ mà đám người phương bình gặp phải tại sư phạm hoa đông đương nhiên đã thấy rất nhiều thành viên đỉnh cấp một rồi khán giả ở khán đài cũng không còn quá để ý mãi đến khi thành viên của liên minh võ đại lên sân khấu lúc này mới gây nên một trận huyên náo đội trưởng liên minh võ đại tôn minh vũ đến từ bắc cương võ đại cấp hai sơ kỳ thành viên đội chủ lực trần gia thanh đến từ đông lâm võ đại cấp 2 sơ kỳ thành viên đội chủ lực bạch ẩn đến từ nam giang võ đại đỉnh cấp 1. thành viên đội dự bị vương hoài cẩn đến từ đông ngô võ đại cấp 1 cao kỳ chương 276, trăm bảy mươi lễ khai mạc chi đấu giao lưu 3. phương bình nghe được tên người quen vương hoài cẩn đông ngô võ đại hơn nữa cũng liếc mắt nhìn bạch ẩn đến từ nam giang võ đại còn về hai võ giả cấp hai kia của liên minh võ đại Phương Bình ngược lại không thấy thế nào cả. Không chỉ có cộng, hắn hốc của kinh võ cũng không cảm thấy hai vị võ giả cấp hai này như thế nào cả. Nhưng khán đài lại có chút rối loạn, không ngờ hai trường danh tiếng và liên minh bát giáo cũng không có võ giả cấp 2 nào. Ngược lại, tờ liên minh võ đại lại xuất hiện hai võ giả cấp 2. Trên lầu 2 của nhà chi đấu, có không ít cường giả tông sư đang ngồi. Lúc này, bỗng nhiên có người cười nói. Liên minh võ đại chơi trội quá. Nhưng không có ý nghĩa gì lớn. Có người lạnh nhạt nói có ý nghĩa hay không? đến lúc đó thì biết, ha ha. hiện tại được không ít người quan tâm nha, nhưng nếu hai vị võ giả cấp hai bị võ giả cấp một tùy tiện đánh bại, ha ha. khi đó mấy người sẽ biết cái gì gọi là leo càng cao, tay càng đau. đối với tâm tư của liên minh võ đại, ở đây không ai không biết. đã nhanh chóng đoán được rồi, khiến người khác nhìn lắc mắt chứ gì. liên minh võ đại rất mạnh, rất lợi hại. hai vị võ giả cấp hai, lợi hại không? ngay cả kinh võ cũng không có võ giả cấp hai liên minh bát giáo cũng không có chỉ có liên minh võ đại có võ giả cấp 2. điều này có nghĩa là gì có nghĩa liên minh võ đại rất nhiều thiên tài rất nhiều tài nguyên nhưng những người ở đây cũng không móc thậm chí còn khiên mũi coi thường hai võ giả cấp 2 sơ kỳ lên cấp 2 là vô địch rồi sao nói không chừng tùy tiện một thành viên đội chủ lực của ma võ và kinh võ cũng có thể đánh bại hai vị võ giả cấp 2 này đến lúc đó mới thật sự mất mặt mấy người bên liên minh võ đại cũng không thèm để ý cười nhạt nói chờ xem là được Ồ, chuyện này ngược lại cũng đúng là đáng mong chờ. Tôi còn muốn nhìn một chút, vòng đầu, hai võ giả cấp 2 bị đánh bại có cảm giác gì. Những người khác không phải là cường giả võ đại, cũng không mở miệng nói lời nào, chỉ là một mặt mừng rỡ xem cuộc vui. Hai vị võ giả cấp 2 này tốt nhất nên có chút thực lực, nếu không, ngay vòng đầu tiên bị cấp 1 đánh bại, đúng là mất mặt chết mất. 40 vị võ giả trẻ tuổi trước mặt mọi người đây, tôi dám nói. Tương lai một nghìn hai mươi năm nữa trong đó nhất định sẽ có một nhóm người vô cùng nổi bật hoạt động trong mọi ngành nghề của Hoa Quốc. Lưu Hoa Vinh đưa ra đánh giá như vậy, cũng không ai cảm thấy không thích hợp. Tất cả tinh anh của võ đại trong những năm qua, sau này chắc chắn sẽ có người chất chúng, đây là điều tất nhiên. Vậy sau đây xin mời bốn vị đội trưởng ra bước khỏi hàng. Bốn người Phương Bình, Hàn Húc, Ngụy Bân, Tôn Minh Vũ đồng loạt bước ra. Ngày mai chính là ngày chi đấu đầu tiên, một ngày chi đấu hai trận, quyết định nhóm thắng và nhóm thua mục tiêu chủ yếu của buổi lễ khai mạc ngày hôm nay chính là rút thăm lựa chọn đối thủ lưu hoa vinh nói xong luôn tiêu nói bây giờ xin mời phó bộ trưởng bộ giáo dục trương bắc hạo lên chủ trì buổi rút thăm của mọi người để cho tông sư chủ trì một mặt nói rõ lần chi đấu này rất được coi trọng mặt khác cũng cho thấy cuộc thi hết sức công bằng không ai có thể gian lận được trước con mắt tinh tường của tông sư ngay cả một vị tông sư khác cũng không được hơn nữa tất cả võ đại đều thuộc sự quản lý của bộ giáo dục lúc rút thăm để cho vị cường giả tông sư kiêm phó bộ trưởng chủ trì các trường võ đại cũng sẽ không có ý kiến hy vọng không phải kinh võ trên lầu hay, đường phong nỉ non một tiếng dù cho đánh với liên minh võ đại đường phong cũng không quá lo lắng ma võ và kinh võ có thể sừng sững nhiều năm vững vàng đứng nhất đứng nhì đương nhiên là có cái để tự tin đều là thiên tài ưu tú nhất cho dù các trường võ đại khác bắt trước bọn họ cũng mở rộng cung cấp tài nguyên nhưng thiên tài chính là thiên tài mấy người không bỏ lỡ thời gian tu luyện lẽ nào thiên tài ma võ và kinh võ bỏ lỡ thời gian tu luyện sao vốn vẫn luôn dẫn trước trong vòng nửa năm trở lại đây vẫn sẽ tiếp tục dẫn trước trừ phi xuất hiện võ giả thiên tài trước giờ vẫn chưa được khám phá liên minh võ đại xuất hiện hai võ giả cấp hai bọn họ cần bao nhiêu thời gian tu luyện đến cấp hai có thời gian tu luyện chiến pháp không có thời gian chấp hành nhiệm vụ sao kinh võ và ma võ có nhiều thiên tài như vậy không phải không có ai có thể lên cấp hai một đám người như vậy có mấy ai lựa chọn đột phá vào lúc này liên minh võ đại cực khổ ép ra được hai võ giả cấp 2, treo đường phong thấy ngược lại là biểu hiện của sự chột dạ và không tự tin ông ấy bây giờ chỉ lo lắng phương bình rút chúng kinh võ không chỉ đường phong đang cầu khẩn một vài đạo sư phụ trách đội dự thi cũng đang lầm bầm cầu khẩn vòng đầu tiên gặp phải đối thủ như thế nào sẽ ảnh hưởng đến những vòng đấu sau đó hai đội mạnh giao đấu với nhau khả năng lớn nhất chính là lưỡng bại câu thương có lợi cho các đội khác trên đài trương bắc hạo giơ một cái hộp trong suốt lên cười nói bên trong có bối quả cầu nhỏ trong mỗi quả cầu đều có tên đội các em chọn đi phương bình thở ra một hơi tiến lên chọn một cái ba người kia cũng không do dự mỗi người chọn một cái toàn trường trước mắt yên tĩnh lại tất cả đều chờ công bố cặp đấu cho ngày đầu tiên dưới đài phương viên lúc này cũng đã chấn định lại nhỏ giọng cầu khẩn đừng là liên minh võ đại đừng là liên minh võ đại dưới cách nhìn của rất nhiều người liên minh võ đại quá nguy hiểm rồi hai vị võ giả cấp hai mà ba đội còn lại đều là võ giả cấp một Trinh lệch như vậy rất lớn cho nên đội nào đối đầu với liên minh võ đại đội đó có khả năng thua rất lớn liên minh võ đại mạnh nhất kinh võ thứ hai ma võ thứ ba liên minh bát giáo thứ tư đây chính là đánh giá thực lực trong lòng mọi người nhưng phương viên không biết lúc này phương bình lại nói liên minh võ đại liên minh võ đại tôn minh vũ đứng bên cạnh cậu sắc mặt đen đến mức dạ người có ý gì đây xem thường bọn họ sao hàn húc đứng bên cạnh bỗng nhiên cười nói xin lỗi liên minh võ đại đấu với bọn tôi các cậu đấu với tiên minh bát giáo đẹp phương bình mắng một tiếng hơi không quá thoải mái bĩu môi nói coi như các cậu may mắn không cần tranh những cái này sớm muộn chúng ta sẽ giao thủ ngược lại cũng đúng hai người không coi ai ra gì nói xong một bân bên cạnh cười ngây ngô nói hai bạn à có phải là quá tự tin rồi chăng tôn minh vũ lại càng tức giận hơn một câu coi như các cậu may mắn của phương bình vừa có ý nói kinh võ đối đầu với đội bọn họ rất dễ dàng thực ra còn có ý nói tặng cho kinh võ cơ hội náo động rồi cấp 1 tháng cấp 2, trong mắt bọn họ chẳng là gì nhưng đối với người ngoài đó chính là chiến đấu vượt cấp quá châu bò phương bình không nhìn tôn minh vũ nhưng đúng là liếc mắt nhìn ngụy bân hơi mỉm cười nói không tự tin một chút không được đạo sư phụ trách đã nói trận đầu phải đánh cho đẹp thắng nhẹ nhàng một chút sẽ tùy ý cho điểm thường nếu thua vậy thì xong đời rồi lời này âm thanh không nhỏ khán giả ở dưới có thể không nghe thấy nhưng những cường giả trên lầu hai kia chắc chắn có thể nghe thấy hoàng cảnh liếc mắt nhìn đường phong khóe miệng đường phong co giật mẹ kiếp ta nói tùy ý cho điểm thường hồi nào thang nhóc quỷ phương bình trước mặt nhiều người như vậy dám bịa đặt nguyễn bân cũng không tức giận cười nói đạo sư của bọn tôi cũng nói thế đấy mấy người nói qua nói lại vài câu trương bắc hạo mở miệng âm thanh rất lớn truyền khắp nhà trì đấu vòng thi đấu đầu tiên kinh đầu võ đại đối chiến liên minh võ đại ma đầu võ đại đối chiến liên minh bát giáo đúng 8 giờ sáng ngày mai ngày 11 tháng 1, bắt đầu vòng chi đấu giữa kinh đầu võ đại và liên minh võ đại chương 277, trận đầu khi đấu buổi sáng hay buổi chiều đều không thành vấn đề cho nên trực tiếp để kinh võ và liên minh võ đại đánh trận đầu cũng là để thu hút sự chú ý của mọi người một bên là võ đại mạnh nhất một bên là liên minh 89 trường võ đại có hai võ giả cấp 2, cuộc đối đầu của hai trường này mới có thể khiến toàn trường bùng nổ trong chớp mắt. Quả nhiên. Vừa nghe nói buổi sáng ngày mai hai đội này chi đấu, khán giả dưới đài cũng vô cùng mong chờ. Từ lúc giới thiệu đội hình bốn đội, để 40 sinh viên dự chi giới thiệu, cho đến lúc thực hiện rút thăm. Tổng cộng cũng mất khoảng gần 2 tiếng. Cuối cùng, Trương Bắc Hạo cũng không bước xuống đài. Cận thiện nói vài câu bế mạc buổi lễ hôm nay, buổi lễ khai mạc cuối cùng cũng kết thúc. Các sinh viên dự thi còn chưa bước xuống đài, trên đã truyền ra cực nhiều tin tức trận đầu tiên ngày mai tinh võ đối chiến 89 trường liên minh ma võ đối chiến liên minh bát giáo liên minh 89 trường võ đại xuất hiện hai vị võ giả cấp 2, những thành viên đội chủ lực của trường học khác toàn bộ là đỉnh cấp 1. đội trưởng hàn húc của kinh võ không hổ la thù khoa khoa võ toàn quốc tiếp tục dẫn dắt kinh đô võ đại đội trưởng phương bình của ma võ là người duy nhất trong đội hình ma võ không phải là võ giả khi chi đại học hai vị võ giả cấp 2, tôn minh vũ trần gia thanh chấn động toàn trường thi đấu giao lưu toàn quốc giữa các trường võ đạn, buổi lễ khai mạc minh đón 12 vị cường giả tông sư đến trợ trận. Trên đang đủ thứ tin, đặc biệt là ngày mai kinh võ đối chiến liên minh võ đại cũng khiến rất nhiều người vô cùng chờ mong. Những tin tức liên quan tới Phương Bình cũng có. Phương Bình là thiên tài chấn động mọi người, nhưng trong mắt người bình thường, trong số 40 sinh viên dự chi lần này, lại là người có sơ yếu lý lịch kém nhất. Ngay cả những vị liên minh võ đạn, thành tích thi đại học của bọn họ cũng không kém như Phương Bình. Như Tôn Minh Vũ và Trần Gia Thanh, lớn đều là thí sinh võ giả thi đại học, chỉ là sau đó lưu lại tại võ đại địa phương mà thôi. Thi đấu giao lưu là do liên minh võ đại yêu cầu, bọn họ e là đã sớm chuẩn bị, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bỏ tiền và tài nguyên đến để lưu lại vài thí sinh võ giả. Bên ngoài sôi sùng sục, Phương Bình vừa mới vào hậu trường, các đội viên cũng đều vui mừng ra mặt. Dương Tiểu Mạn cười hì hì nói, liên minh bắt giáo thực lực bình thường, Ngụy Bân thực lực không rõ, nhưng chúng ta biết Trần Hoành Vĩ, Trương Nghiễm Lâm, một người học đại học sư phạm Hoa Đông, một người học đại học khoa học hoa nam hai người này thực lực cùng lắm chỉ bằng đường tùng đình thôi đấy có thể đừng lấy tớ làm thước đo được không đường tùng đình hơi không vui sao tự nhiên cân nhắc thực lực lại lôi mình ra làm thước đo rồi mấy người bọn họ vừa nói xong đường phong đi tới trầm giọng nói không nên khinh thường nói xong nhìn về phía phương bình nói phương bình ngày mai em xuất trận đầu tiên Tên. phương bình kinh ngạc nói đây đây không phải để cho người ta biết mình có át chủ bài sao tên tự tin quá ha thật sự cảm giác mình chính là át chủ bài của ma võ đường phong nở nụ cười một tiếng đả kích nói chớ xem thường bất cứ người nào trận đầu phải đánh đẹp thắng nhanh nếu em thật sự có năng lực vậy thì vòng đầu tiên thắng luôn năm trận đi để tôi xem em có tư cách tùy ý lấy điểm thường hay không phương bình nghe lời này lập tức biết đường phong lại có âm mưu gì rồi đường phong cũng mặc kệ cậu nghĩ gì tiếp tục nói theo thứ tự phương bình ra đầu Phò xương đỉnh thứ hai dương tiểu mạn thứ ba triệu tuyết mai thứ bốn triệu lỗi cuối cùng triệu lỗi muốn mở miệng nói chuyện nhưng vẫn không nói ra cậu lo lắng mình căn bản không có cơ hội lên võ đài phương bình khẽ thở dài em lên võ đài những người khác căn bản không có cơ hội biểu diễn tài năng rồi thầy ơi chuyện này hơi không công bằng với các bạn đấy sắc mặt đường phong biến thành màu đen thăng quỳ nhỏ này thật sự tự tin không biên giới rồi không thèm để ý cộng đường phong quay đầu đi vừa đi vừa nói thắng còn được Đứa thua, Phương Bình, nếu em bất cần để thua, em không ánh nổi trách nhiệm đâu. Lời này nói rất nặng, bởi vì nếu Phương Bình thật sự bất cần để bị thua, cuối cùng khiến Ma Võ thất bại trận đầu tiên, Ma Võ sẽ tổn thất đến mấy chục tỷ. Phương Bình đúng là không gánh nổi trách nhiệm như vậy. Dạ rõ. Dạ. Được rồi, các em bận chuyện các, thêm đi. Mấy ngày nay không có chuyện gì thì cố gắng đừng ra khỏi trường. Dứt lời, đường phong rời đi rồi. Ông ấy vừa đi, phó xương đỉnh vội vàng nói. Phương Bình, đừng một mình thắng hết nhé ít nhất trở lại cho tớ hai người đi. Còn tớ nữa, các cậu thật sự coi bọn họ là rau cải trắng hả? Phương Bình lường một cái, suy nghĩ một chút mới nói. Thực lực Ngụy Bân hẳn là không yếu đâu. Nếu như cậu ta là người cuối cùng lên này, tớ sẽ để lại cho các cậu. Nếu không, tớ nhất định phải cho họ thấy một chút thực lực mới được. Để người khác biết rõ thực lực, vậy thì không ổn rồi. Kinh võ mới là đối thủ của chúng ta, tớ sẽ đề phòng hàn Húc kiêm một chút. Phương Bình, cậu tự tin ghê hà. Không phục không được, Triệu Tuyết Mai bật cười, cứ như thể thật sự như lời Phương Bình nói, nếu cậu ấy muốn thể hiện thực lực, cậu ấy có thể một người thắng 5 trận không bằng. Tuy các cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, tôi sẽ cố gắng trở lại chút canh cho các cậu hút. Phương Bình cười một tiếng, bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên. Liếc mắt nhìn dãy số, Phương Bình vội vàng nói, tớ còn có việc, đi trước nhé, đi đi. Mấy phút sau, tại cửa lớn phòng ăn kiểu Tây ở Ma Võ, Phương Viên tò mò đánh giá Phương Bình, một lát người nói. Anh, sao tự nhiên anh thành đội trưởng rồi ngô trí hào vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn vội vàng nói đúng vậy đấy không phải cậu mới trở thành võ giả cách đây không lâu sao sao đã lên đỉnh cấp một rồi còn trở thành đội trưởng của đội ma võ nữa tớ trở thành võ giả cũng được bốn năm tháng rồi trở thành đỉnh cấp một lại có gì kỳ lạ lắm sao phương bình khẽ cười nói nói thế nào tớ cũng là võ giả trải qua ba lần tôi cốt tốc độ tu luyện nhanh một chút cũng có gì lạ đâu ma võ gần đây có nhiều mức khen thưởng có được tài nguyên đương nhiên là tu luyện đến đỉnh cấp một rồi vậy sao cậu lại là đội trưởng phí lời tối lợi hại nhất đương nhiên chính là đội trưởng rồi được rồi đừng hỏi những thứ vô nghĩa này nữa phương viên lúc này bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó có chút lo lắng nói anh có nguy hiểm không không sao đâu thi đấu giao lưu mà thôi cũng không phải cuộc chiến sinh tử hơn nữa anh của em rất mạnh mấy thi dinh dự chi lần này không ai có thể là đối thủ của anh đừng lo lắng vậy em gọi điện thoại cho ba mẹ đừng đợi chi đấu xong thì gọi ba mẹ dù sao cũng không lên mạng bây giờ đừng nên nói cho ba mẹ biết Phương Viên mơ hồ gật gù cũng không nghĩ nhiều có rất nhiều người nghĩ rằng lần chi đấu luận võ này thực ra không có nguy hiểm gì chỉ là học sinh luận bàn một chút giao lưu tỷ thí một chút lấy đâu ra nguy hiểm nếu như Phương Bình đã nói đừng gọi điện Phương Viên cũng không làm trái lời anh hai sau đó về kể cho ba mẹ là được rồi trong lúc nhất thời mọi người vẫn không có cách nào tiếp thu sự thực rằng Phương Bình là tân sinh viên lợi hại nhất tại Ma võ lúc ăn cơm. Ai cũng hơi mất tập trung, vốn chuyện Phương Bình trở thành võ giả, mọi người còn có thể nói là do điều kiện ở ma võ tốt, được đãi mộ tốt, nhưng Phương Bình không chỉ thành võ giả mà còn đại diện cho ma võ tham gia chi đấu giao lưu. Vậy thì không thể đơn giản giải thích là do đãi mộ tốt được rồi, ma võ nhiều người như vậy, võ giả cũng một đám, tại sao không phải là bọn họ ra trận. Một ngày này, Phương Bình cũng không tiếp tục dẫn em lái đi dạo khắp nơi nữa. Ăn cơm chưa xong. Phương Bình trở về trường học trước, chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Chương 278, trận đầu 2. Ngày 11 tháng 1, sáng sớm, nhà chi đấu mà võ. Mấy người phương bình đến sớm, những tuyển thủ dự chi này đều được đặt cách lên lầu 2, ngồi chung với các tông sư. Hán giả đã mua vé cũng lục tục bắt đầu vào sân. Vé vào cửa lần này đều là loại vé mua một lần, một tấm vé vào cửa, có thể sử dụng sen chi đấu từ ngày đầu đến ngày cuối. Võ đại không hy vọng bán vé vào cửa kiếm tiền, có thể cho phép 5.000 người đến sen chi đấu đã là nhiều lắm rồi nếu còn bán vé theo ngày thi đấu không nói tới chuyện phiền phức cũng dễ tạo nên hỗn loạn lầu một hai mc lưu hoa vinh cũng đã bước xuống khỏi võ đài chuyển đến bên một góc để có thể dễ dàng nhìn rõ tình huống trên võ đại tại trung tâm cũng sẽ không đến mức quấy dày tuyển thủ chi đấu phương bình ở lầu 2 cũng nhìn thấy bọn phương viên cô bé đưa mắt nhìn quanh tìm tìm không thấy phương bình cô bé hơi thất vọng đội ngũ kinh võ và liên minh võ đại lúc này cũng không ở đây mà đến hậu trường lầu một bên đối lập với phương bình là đám người ngụy bân dưới đài còn chưa bắt đầu đánh lầu hai đã nắng nhiệt rồi phương bình còn tưởng các tông sư đều là cường giả cao thâm khó dò trầm mặc ít lời cơ nhưng không lâu sau phương bình biết mình sai rồi kinh võ đối đầu liên minh võ đạn ha ha có kinh hay để xem rồi không biết kinh võ có cho hàn húc lên võ đài hay không nếu vừa lên đã thắng vậy thì sau này lão ngụy của mấy người cũng đừng ầm ầm ít ít nói cái gì mà công bằng nữa mở miệng không phải người khác chính là hoàng cảnh của ma võ ông ấy vừa dứt lời liên minh võ đại lập tức có người phản thích vẫn nên tự lo cho mình thì hơn ma võ cũng chỉ có tên tuổi đứng nhì thôi nhưng thực lực vẫn yếu kém như vậy nhiều năm như vậy vẫn dậm chân tại chỗ lần trước bị vương kim dương của nam giang võ đại đến đánh bại cả dàn võ giả cấp 1, cũng không biết ai mất mặt hơn ai cụ cụ, một vài lãnh đạo của ma võ đều ho nhẹ một tiếng lời này đã kích hơi nạo rồi nha lần trước bị đánh bại toàn cấp cũng không phải chỉ một mình ma võ nhưng mà ma võ mạnh nhất người mất mặt nhất vẫn là ma võ Bọn họ giả vờ như không biết, cũng không tính mất mặt. Hoàng Cảnh cười nhạt nói: "Đừng luôn lấy trường hợp đặc biệt ra nói." Mở miệng ngậm miệng lại cũng đều nhắc đến Vương Kim Dương. Thằng nhóc kia như thế nào lẽ nào mấy người không biết sao? Hơn nữa, ma võ cũng không phải không có ai có thể thắng cậu ta. Chỉ là không cần thiết thôi. Ha ha, thua rồi thì nói là không cần thiết, thắng rồi thì bảo đó là chuyện đương nhiên sao? Lúc này, bỗng nhiên có người bên kinh võ lên tiếng, "Ma võ là ma võ, kinh võ là kinh võ." Vương Kim Dương ở Kinh Đô cũng đâu chiếm được yêu thế. Vừa nghe nói Trương Tự trở về, thằng nhóc kia đã co giò chạy. Coi như nó khôn khéo. Kinh Võ lúc nào cũng học được công phu chém gió rồi. Kinh Võ cũng đừng lấy chuyện xưa cũ ra nói nữa. Mấy năm gần đây sắp đến thời của ma võ rồi. Là la hay là ngựa, lôi ra cưỡi là biết ngay. Mấy vị tông sư này vẫn chưa hề xuất hiện trường hợp người này bênh vực người kia. Hầu như đều đấu võ mùng vì cá nhân. Mỗi người thể hiện thế lực của mình, thường thường là câu trước hai ông nói tôi, câu sau đã thành tôi nói hai ông mấy người nhỏ bé như phương bình đây ai nấy cũng hóng chuyện nghe say sưa ngon lành thiếu chút nữa cũng quên luôn ở dưới võ đài sắp chi đấu cũng may trọng tài hô một tiếng chấm dứt cuộc đấu võ mùng của mọi người dưới đài luận võ chính thức bắt đầu rồi trên màn ảnh lớn đang trình chiếu trình tự xuất chiến của hai đội kinh võ hàn húc lý nhiên trương trấn quang liên minh võ đại tôn minh vũ bạch ẩn trần gia thanh cả hai bên ngay trận thứ nhất đều cho đội trưởng xuất chiến hiển nhiên mọi người đều hy vọng trận đầu có thể chất lọt bây giờ mọi người còn chưa hiểu thực lực cụ thể của đối phương trận đầu thất bại cũng dễ bị đà kích tinh thần đương nhiên nên để người mạnh nhất xuất chiến đội trưởng liên minh võ đại đội trưởng đánh trận đầu tiên để võ giả cấp hai trần gia thanh đánh trận cuối có lẽ cũng muốn phòng ngừa việc thật sự bị một người đánh thắng liên tiếp năm trận mất mặt chết mấy người phương bình vội vàng tập trung sự chú ý xuống võ đài cũng không còn nghe mấy vị tông sư đấu võ mùng nữa trên võ đài hàn húc ra trận đầu tiên trong tay hàn húc nhấc một cây trường thương phương Bình theo bản năng nhìn về phía phó Sương Đình. đường tùng đình nhào giọng cười nhạo nói có người nào đó đúng là cái bóng bị hàn húc đè ép ba năm cầm miệng sắc mặt phó Sương Đình không tốt hừ nhẹ nói ngươi dùng thương nhiều vũ khí cũng chỉ có mấy loại đó thôi mấy người phương bình liếc mắt nhìn nhau cũng không lên tiếng đả kích cậu ta nhưng như đường tùng đình nói bị chèn ép quá lâu phó Sương Đình theo bản năng mô phòng theo đối phương không lâu sau tôn minh vũ cũng bước lên võ đài Tôn Minh Vũ sử dụng một cây búa to cán dài. Điều này khiến Phương Bình hơi kinh ngạc, ban đầu cậu cũng định dùng cái này, nhìn giống tam bản phủ của lão Trình trên TV, nhưng sau đó Lý lão đầu đề cử cậu dùng đao, cậu cũng không cưỡng cầu. Không nghĩ tới Tôn Minh Vũ lại dùng loại búa to cán dài đó. Trên võ đài, Hàn Húc cẩn thận tìm đi, cực kỳ nghiêm túc hành lễ nói: "Kinh đồ võ đại, Hàn Húc, Liên Minh võ đại, Tôn Minh Vũ, lúc này có trọng tài ở đây." Phương Bình thực ra lại biết vị trọng tài này là đạo sư của ma võ võ giả cấp 5. dưới khán đài khán giả cũng đều trung tinh thần xem trận đấu bắt đầu trọng tài không nhiều lời hai tiền thủ vừa kết thúc hành lễ ông ấy lập tức khách cao một tiếng trận đấu bắt đầu hai người hầu như là đồng thời động thủ hai tay tôn minh vũ chớp mắt thô to cây búa to cán dài trong tay đánh súng như tia chớp mà cách hàn húc ứng phó không phải ra thương chống lại mà là lăng không nhảy lên nhảy lên một cái trực tiếp nhảy lên cao hai ba mét những người đang ngồi trên lầu hai như phương bình hầu như có thể nhìn thẳng hàn húc hàn húc nhảy vào không trung lang không đạp vài bước phóng qua tầm đánh của cây búa lúc này mới nhanh như xét đâm thương xuống cho mèo tôn minh vũ giận dữ gầm lên một tiếng cây búa vốn đang trên đà bổ xuống đột nhiên bị rút về tầm mắt mọi người không kịp rời khỏi hàn húc trên không trung đã thấy cơ thể của người khổng lồ tôn minh vũ cực kỳ linh hoạt và người né khỏi mũi thương sau một khắc cây búa vừa được tôn minh vũ rút về đã biến chiêu chém ngược lên người hàn húc đang rơi xuống hàn húc không chút hoang mang mũi thương chuyển hướng chớp mắt điểm trúng lưỡi búa mở lực nhảy về trước một cái nhảy một cái hàn húc đang ở đối diện tôn minh vũ lập tức xuất hiện ở sau lưng tôn minh vũ tôn minh vũ nhanh chóng xoay người biến chiêu từ bổ thành quét quét ra phía sau cẩn thận lúc này có người không nhịn được cao giọng la lên tôn minh vũ còn không ý thức được vừa mới xảy ra chuyện gì hàn húc vừa mới ở sau lưng lại quỷ mị di chuyển lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôn minh vũ mà trong lúc tôn minh vũ xoay người quét búa qua bên hông cả người cũng theo quán tính say của bối lớn ngay lúc người bình thường hầu như còn chưa hoàn hồn hắn húc mọi trừ một chưa đâm thương từ đầu đến giờ vẫn chưa có thêm chưa gì bỗng dưng lại bắt đầu động thương thế thương như tia chớp đâm qua phọc trường thương trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh chớp mắt đâm vào bên hông tôn minh vũ Phục phục thương đâm vào da thịt hắn húc lập tức rút trường thương về tóc của tôn minh vũ lập tức bắn máu tung tóe dòng máu đỏ thắm nhanh thật đám sinh viên phương bình vội vàng đứng lên đến cạnh lan can không ai ngăn cản sắc mặt phương bình hơi trầm hắn hút quá nhanh lúc cậu ta rơi xuống sau lưng tôn minh vũ tôn minh vũ xoay người chém đều chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng trong nháy mắt này hắn húc đã xoay người qua một bên đồng thời lại nhanh chóng đâm một thương ra chờ đến khi cậu ta rút thương ra tôn minh vũ mới hoàn thành động tác xoay người chém ra một chiêu Chương 279, trận đầu 3, quá nhanh. Câu này là Lưu Hoa Vinh nói. Ông ấy lại nhanh chóng nói tiếp, bộ pháp của Hàn Húc đã luyện thành, ban đầu chỉ là hư chiêu, căn bản không phải chiêu tấn công, cần eo của Tôn Minh Vũ đã bị thương nặng. Ông ấy tại không nói ra câu tiếp theo, Tôn Minh Vũ đã bị thương nặng, lại không hề có ý muốn nhận thua. Ngay lúc Hàn Húc rút thương ra, bỗng nhiên trên mũi thương xuất hiện một cái tay. Tuy tốc độ của Tôn Minh Vũ không bằng Hàn Húc, nhưng một chiêu đâm thương vào hông, cái đau nhức cũng khiến cậu phản ứng lại. Ý nghĩ đầu tiên sau khi phản ứng lại, không phải là nhận thua, không phải lùi lại tránh chiêu, mà tay trái rút về một phát bắt được mũi thương, chớp mắt. Bàn tay cậu ta chảy máu không ngừng, nhưng Tôn Minh Vũ dường như không hề để ý chút nào, vững vàng cầm lấy mũi thương, cây búa to dài vốn đã chém ra được nửa vòng, cho tay cậu ấy, lại lần nữa chém vào người Hàn Húc, Hàn Húc hiển nhiên cũng hơi đánh giá thấp thực lực của Tôn Minh Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi, trường thương trong tay Hàn Húc run run, xì xì vài tiếng. Mũi thương xuyên qua bàn tay của tôn minh vũ, nhưng tôn minh vũ dường như không có cảm giác đau, vẫn vắt vào nắm lấy mũi thương. Trong mắt hiện ra sự điên cuồng. Cây búa dài đã chặn lang chém về phía hàn húc, muốn chém ngang hông hàn húc. Trọng tài đứng bên đã thủ thế chờ lợi. Hai người này vừa lên đài liền đạo sinh tử. Hàn húc thắng ở tốc độ, nhưng có thể sức mạnh lại hơi yếu so với tôn minh vũ. Tôn minh vũ bất chấp thương thế trên người, cũng không bởi vì bị thương mà dao động, nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Cậu ta muốn chém ngang hông hàn húc, sắc mặt hàn húc khẽ biến nhưng không hề hoảng sợ ngay vào lúc mọi người đều cho rằng cậu ta muốn tránh né Hàn Húc bỗng nhiên vạn trường thương trong lúc mọi người đang hoa mắt Hàn Húc lại từ báng thương rút ra một thanh kiếm trong thương giấu kiếm Lưu Hoa Vinh vội vàng nói một câu ông ấy cũng bớt thời gian nói chen vào một câu trên thực tế ông ấy còn chưa nói hết Hàn Húc đã bổ kiếm ngang tay trái đang nắm thương của tôn Minh Vũ gì mấy người phương bình nghe được kim loại tiếng ma sát một màn tiếp theo lại khiến không ít khán giả hét ầm lên Hàn Húc một kiếm chém đứt tay trái của tôn Minh Vũ mà tôn minh vũ cũng kêu thảm một tiếng nhưng vẫn không quan tâm cây búa bổ chúng người hàn húc đang vội lui về thủ tầm một tiếng vang lên phọc tuy rằng hàn húc đã rút kiếm về phòng thủ nhưng vẫn bị chém chúng lập tức gửi lại vài bước máu tươi trong miệng trào ra tôn minh vũ như điên cuồng không còn quan tâm đến tay trái đã bị chém đứt tay phải vẫn nắm chặt cây búa dài lại lần nữa giơ lên bổ ngang sắc mặt hàn húc trắng bệch ánh mắt lóe lên sự giận dữ cũng không nhạt trường thương lên sử dụng thấn bộ bóng người lóe lên mũi kiếm chớp mắt đâm vào yết hầu tôn minh vũ nhận thua lầu hai có tiếng cường giả của liên minh võ đại quát lên trọng tài bên cạnh chớp mắt chuyển động một tay kẹp lại mũi kiếm của hàn húc lớn tiêu nói kinh võ thắng nói thì trọng thực tế trận này trước sau không tới 20 giây trong 20 giây tôn minh vũ là võ giả cấp 2, Tao bị trọng thương tay trái bị đứt hàn húc gắng gượng chống đỡ một búa của đối phương cũng bị nội thương máu tươi trong miệng không ngừng chảy ra nếu không phải trọng tài ra tay Tôn Minh Vũ hẳn phải chết. Chất nhanh, có người lên đài. Đỡ Tôn Minh Vũ xuống. Có người nhặt lại bàn tay bị chém đứt kia. Vội vã dẫn người rời đi. Bác sĩ không ngừng chữa thương cho vết thương bên hông của Tôn Minh Vũ. Lầu 2, sắc mặt của các cường giả liên minh võ đại rất âm trầm. Sắc mặt lãnh đạo kinh võ cũng không quá tốt. Trận đầu, hoàn toàn đánh không ổn. Tôn Minh Vũ hầu như có thể nói lời tạm biệt với lần đấu giao lưu này. Nhưng Hàn Húc đã lộ ra một lá bài tẩy là kiếm dấu trong thương, hơn nữa, cũng bị thương dưới đài Hắn giả lúc này mới hoàn hồn lập tức huyên nháo này này thật tàn nhẫn mới vừa rồi người kia bàn tay người kia bị chém đứt rồi đều là học sinh làm sao có thể như vậy làm sao có thể như vậy minh vũ có người khóc giống vội vã đứng dậy sau này đài chạy đi tiên lặng lầu hai có cường giả tông sư quát lên tiếp tục luận võ có thể rời khỏi đây không cho náo động trọng tài cũng lớn tiếng hỏi hàn húc có tiếp tục đánh không tiếp tục sắc mặt hàn húc âm trầm, dùng một viên thuốc trị thương, không có ý muốn ngừng lại. rất nhanh, võ giả thứ hai của liên minh võ đại lên đài, liên minh võ đại, bạch ẩn, tôi biết cậu, thiên tài võ giả ở nam giang võ đại, không biết hàn húc có thật sự cảm thấy hứng thú với cậu ta hay là đang muốn kéo dài thời gian, nhưng cậu ta còn chưa dứt lời, bạch ẩn đã xuất đao, đao này nhanh không gì sánh được. trên lầu hai, phương bình khẽ nói, bạo huyết cuồng đao, đúng, bạch ẩn cũng dùng bạo huyết cuồng đao, hơn nữa một đao này dường như còn nhanh hơn phương bình một chút đương nhiên lực bộc phát khí huyết không bằng đại khai cũng chỉ tầm 25 mươi calo bóng người hàn húc giống như bóng ma chớp mắt đã biến mất ở dưới đao quỷ bộ bộ pháp trùng cấp vốn nghĩ rằng hàn húc sẽ chủ động tấn công bằng thương không ngờ cậu ấy lại chọn theo con đường thích khách lưu hoa vinh vội vàng giảng giải đúng thích khách hàn húc lại như thích khách chứ không phải cao thủ dùng thương trong tưởng tượng của mọi người bạch ẩn vừa rồi cũng đã được xem qua bộ pháp của hàn húc đương nhiên biết hàn húc sẽ dễ dàng né được chiêu này ngay lúc hàn húc tiếp cận sát người bạch ẩn đột nhiên rút đao về khí huyết lực lượng không hề thu lại ngược lại còn bạo phát khí huyết lớn hơn trước không khí bị tiếng đao chém ra mang theo tiếng rít nhẹ can một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang lên chẳng biết lúc nào kiếm của hàn húc đã đâm vào người bạch ẩn mà bạch ẩn rút đao mới cản lại được chiêu này hiển nhiên là đã tiến hành dự đoán sắc mặt hàn húc lần nữa có chút âm trầm đột nhiên rút kiếm bóng người lần nữa biến mất tại chỗ bạch ẩn vẫn đứng tại chỗ không động bỗng nhiên bạch ẩn bổ một đao về bên trái thang một đao bổ ra hắn húc lại lần nữa biến mất ở vị trí vừa rồi đậu xanh gặp phải đối thủ thế này rất phiền phức đường tùng đình mắng một câu vừa nhìn về phía phó xương đỉnh nói thân tượng của cậu không dùng thương cầm miệng tâm tình của phó xương đỉnh cũng không tốt nhìn chằm chằm dưới đài nói bạch ẩn nếu còn tiếp tục như thế sẽ tiêu hao hết khí huyết hắn húc cũng vậy mới vừa rồi đánh với Tôn Minh Vũ, cậu ta cũng bị thương. Mọi người không hề thảo luận đến chuyện Tôn Minh Vũ bị chặt mất bàn tay, cái này xem như là may mắn đi, nếu như không phải chi đấu công khai thế này, một kiếm vừa rồi của Hàn Húc có đâm chết Tôn Minh Vũ, cũng không ai ngăn cả. Mọi người vừa mới nói xong, bạch ẩn bỗng nhiên lảo đảo một cái, thân lưng bị Hàn Húc đâm một kiếm, chiêu kiếm này đâm không sâu, nhưng xương sống của bạch ẩn lại nổ vang, kẹp lại trường kiếm trong chốc lát, Hàn Húc hiển nhiên lại không ngờ sẽ xuất hiện tình trạng như vậy vội vàng rút kiếm muốn chạy nhưng không biết do bạch ẩn đã tinh kế hàn húc hay là ý chí chiến đấu rất mạnh ngay giây phút kẹp được kiếm trong chốc lát chân trái lại dùng tốc độ khó mà tin nổi đá ra sao chính là đá ra sao lúc này bạch ẩn không cách nào động đao xoay người chém một cước này lại vừa kéo đá trúng xương đùi nhỏ của hàn húc xương đùi nhỏ bị thương động tác của hàn húc lập tức chậm lại vừa bị chậm lại bạch ẩn liền có cơ hội Tiền thủ của liên minh võ đạn đều có ý chí rất mạnh mẽ ở phía sau đài lưu hoa vinh cảm thán một tiếng hơi không phục nói bất kể là tôn minh vũ hay là bạch ẩn nếu như gặp hàn húc ở ngoài chắc chắn phải chết nhưng tôn minh vũ cũng không để ý mình bị trọng thương một bố bổ trúng người hàn húc khiến hàn húc bị thư không nhẹ bạch ẩn cố ý dụ dỗ hàn húc công kích sau lưng như mượn cơ hội tổn thương chân hàn húc hiện tại bạch ẩn từ phòng thủ đã biến thành đánh rằng co vậy chỉ cần xem xem ai không chịu nổi trước chương 280, trên võ đài chỉ phân sinh tử Hàn Húc trước đó đánh với Tôn Minh Vũ một trận, bị thương không nhẹ, không hẳn có thể thắng được Bạch Ẩn. Trần Tuyết Diễm nói tiếp, nhưng Lưu Hoa Vinh lập tức phủ định nói, không chắc nha. Bạch Ẩn từ lúc bắt đầu đến giờ đã bổ ra tám nào đao nào cũng sử dụng toàn lực, tiêu hao hơn 200 trăm calo khí huyết, hiện tại đã là cung dương hết đà. Tình trạng Hàn Húc cũng tương tự chứ. Khí huyết của Hàn Húc mạnh hơn, hơn nữa sử dụng bộ pháp cũng tiêu hao ít hơn một chút. Vậy anh cảm thấy ai có thể kiên trì đến cuối cùng? hắn húc, nhưng mà cho dù có thắng, cũng không còn sức thực lực tham gia trận thứ ba rồi. Không thể không nói. Khả năng quan sát của Lưu Hoa Vinh cũng khá tốt, qua thêm trăm ba mươi giây. Bạch ẩn bổ ra một đao cuối cùng, lớn tiếng nói, nhận thua. Cậu ấy vừa dứt tiếng, cả người cũng đứng không vững, lào đảo một hồi, cánh chút ngã trồng vó. Mà sắc mặt hắn húc cũng trắng bệch, dương động tác lại. Khẽ hừ một tiếng không lên tiếng, mới vừa rồi, bạch ẩn vẫn có mấy đao quẹt vào người cậu. Hàn Húc lúc này cũng không thể thông dong nữa. Quần áo trên người có không ít vết chém, thân da thịt lộ ra ngoài cũng có không ít vết máu. Trọng Tài không cho hắn thời gian, lập tức hỏi: "Hàn Húc, có tiếp tục không?" "Dạ không." Hàn Húc không lựa chọn tiếp tục nữa, nhặt lên trừ thương trên đất lên. Trực tiếp đi xuống võ đài, trước sau hai trận chiến, ba người đều bị thương, Tôn Minh Vũ bị thương nặng nhất. Hàn Húc cũng không thoải mái gì, ngược lại, Ban Ẩn cũng bị thương nặng một chút. Một chưa đâm kiếm sau lưng đó cũng khá nghiêm trọng. Dưới đài, trong đám người, sắc mặt ngô trí hào trắng bệt nói. Đây chính là chi đấu giao lưu sao. Chỉ hai trận chiến mà thôi, mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm và máu lạnh trong đó. Hàn húc chặt đứt bàn tay tôn minh vũ, không chút do dự. Bạch ẩn dùng thân thể làm mồi nhử quay người một đao bổ vào hàn húc, cũng không hề nương tay. Nếu không phải do hàn húc nhanh nhẹn, chắc cũng bị chém thành hai khúc rồi. Sau đó trận thứ ba, kinh đô võ đại phái ra lý nhiên đây là một nữ sinh nhưng là nữ sinh lúc trước xếp trên phó xương đỉnh đối phương cũng là cường giả sử dụng kiếm lần này võ giả xuất chiến của liên minh võ đại hơi yếu bị lý nhiên một kiếm đem bàn chân đóng ở trên võ đài đối phương kêu thảm không ngừng rất nhanh bị nhấc xuống võ đài lúc này phương viên ngồi ngay hàng đầu sắp khóc tới nơi rồi đưa mắt tìm kiếm bóng người của phương bình cái tên lừa vật kia dám lừa cô nói là không nguy hiểm bởi vì được phương bình cho vé bọn họ đều ngồi ở hàng ghế đầu từ đầu đến cuối cô bé đồng nhìn thấy rất rõ ràng trận chiến đầu tiên bàn tay tôn minh vũ bị chém cô thậm chí còn thấy bàn tay rơi xuống đất rồi vẫn còn cử động tử linh bên cạnh đã sớm sợ đến nhắm mắt không dám nhìn rồi phương viên cũng không dám nhìn nhưng không tìm được phương bình lại càng thêm sốt ruột phương bình lúc này đang chuyên tâm quan sát trận đấu đúng là quên mất chuyện em gái mình trận chiến thứ tư lý nhiên đối đầu với một võ giả to con của liên minh võ đại trước đó phương bình không nhớ được tên của người này nhưng bây giờ thì nhớ kỹ rồi bạn cùng trường của tôn minh vũ đội viên đội chủ lực là người đứng thứ nhì khi đậu vào trường bắc cương võ đại lương nguy diệu có lẽ là vì báo thù cho tôn minh vũ đầu pháp của lương nguy diệu cực kỳ hung tàn cậu ta không dùng vũ khí mà sử dụng một đôi văng tay chớp mắt khi lý nhiên rất kiếm cô bị lương nguy diệu đánh một quyền trúng ngực bay ngược xa hơn 10 mét cả người đều là máu máu trong miệng cũng không ngừng chảy ra khiến người khác cho rằng cô đã bị một quyền đấm chết rồi dưới khán đài lại lần nữa có chút huyền náo đây là nữ sinh à. Đừng nói. Đúng là nữ sinh. Nhưng mới vừa rồi cô gái này cũng đã một kiếm đâm thủng bàn chân của người khác nó. Nhưng mà hiện tại, đây không phải luận bàn luận võ giao Làm sao lại đánh thành như vậy? Có vài người rất khó tiếp thu. Quá tà nhẫn rồi. Lúc này, sáu mười lên đài. Hầu như không một ai không bị thương. Hơn nữa, thương thế đều không nhẹ. Lý nhiên và Tôn Minh Vũ đều bị thương nghiêm trọng. Kinh võ còn lại ba người. Liên minh võ đại còn lại hai người người cuối cùng lên đài chính là võ giả cấp 2 trần gia thanh lưu hoa vinh lúc này không lo được nhiều đến những nghị luận kia ngược lại hiếu kỳ nói đổi kinh võ hàn húc và lý nhiên người trước kẻ sau rời khỏi võ đài tuy rằng tuyển thủ chưa lên đài nhiều hơn liên minh võ đại một người nhưng liên minh võ đại còn có một võ giả cấp 2, ai thắng ai thua hiện tại có thứ đáng xem không biết là trương trấn quang của kinh võ đánh bại lương nguy diệu trước để ba người bọn họ đấu với trần gia thanh hay là lương nguy diệu vững tư gia thanh sẽ dương danh cho liên minh võ đại Trương Trấn Quang xuất thân từ Trương Gia, không thêm chiến pháp mạnh mẽ, mà theo thái cực Nhu Hỏa, lấy Nhu thắng Cương Trăng. Trần Tuyết diễn tiếp lời. Trận đấu đầu tiên ngày hôm nay quả là bất ngờ. Tôn Minh Vũ thua quá nhanh, Hàn Húc cũng xuống đài quá nhanh. Những học sinh mới này, tại sao tôi lại có cảm giác đấu pháp của bọn họ còn mạnh mẽ hung hãn hơn cả tôi? Ra rồi. Thật sự ra rồi. Võ giả vốn nên như vậy, ngay cả dũng cảm liều chết cũng không có. Vậy không xứng đáng thành võ giả. Trần Tuyết diễm lạnh lùng nói sắc mặt khán giả dưới khán đài vô cùng phức tạp đây mới là võ giả sao những chuyện như nắm quyền thiên hạ đứng đồng một tỉnh đêm về có mỹ nhân đầu ấp tay gối chẳng lẽ chỉ là do bọn họ phán đoán thế thôi dưới tâm tình phức tạp của mọi người tuyển thủ thứ ba của kinh võ đã bước lên võ đài rồi trận này không đánh nhanh cũng không hung tàn như những trận trước trương trấn quang chủ yếu né chiêu giao thủ với lương nguy diệu cũng là vừa tiếp xúc sẽ lùi lại ngay mọi người thấy không quen cho lắm so với mấy trận trước trận này khác quá xa rồi. Nhưng đến cuối cùng, khi lương nguy diệu khí huyết không đủ, mọi người mới biết bọn họ cả nghĩ quá rồi. trương Trấn quang vẫn chậm gì gì né chiêu, đột nhiên nắm lấy tay phải của lương nguy diệu, sau đó mạnh mẽ bẻ rãy tay phải của cậu ta, tiếng rãy xương rõ ràng đến mức mấy người ngồi hàng ghế đầu đều có thể nghe được. liên minh võ đại bốn người đánh bốn trận đều bị thương nghiêm trọng, hai vị tông sư của liên minh võ đại ngồi trên lầu 2. giờ phút này sắc mặt đã đen đến mức dì máu, đám phương bình cũng rơi vào yên lặng. Hoàng cảnh chẳng biết khi nào đã đi lại gần, lạnh nhạt nói. Mùi chiều, hãy xem như đánh một trận chiến sinh tử, phải đánh chết. Em không đánh chết bọn họ, bọn họ cũng sẽ đánh chết em. Dạ vâng, Phương Bình khàn khàn đáp lại một câu, trước còn ôm ấp ảo tưởng, Nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng máu tanh thế này, nếu cậu có nghĩ chỉ cần đánh bại mà không đánh chết, chính là mình muốn chết rồi. Lúc này, trong đầu Phương Bình vang lên lời của Lữ Phượng Như, không có luận bàn, lên võ đài, đều là cuộc chiến sinh tử trong lúc tâm tình của mọi người vẫn còn rất phức tạp tiền thủ của liên minh võ cũng đã lên đài rồi trần gia thanh võ giả cấp 2, tân sinh viên của đông lâm võ đại tân sinh lầu 2, sắc mặt triệu tuyết mai hơi phức tạp nói cậu ấy là thủ khoa đại học tỉnh đông lâm phương bình lúc này mới nhớ ra triệu tuyết mai xếp thứ ba toàn tỉnh đông lâm lúc thi đại học cậu biết cậu ta lọt qua một lần đông lâm võ đại đã từng hy vọng những thí sinh võ giả như bọn tớ có thể ở lai tỉnh đông lâm lúc đó tớ một lòng một dạ muốn đến hai trường danh giáo nên đã không nhận lời lúc đó tớ đã gặp trần gia thanh cậu ấy cậu ấy hy vọng bọn tớ có thể ở lại cậu ấy nói hy vọng người đông lâm có thể góp chút sức lực vì đông lâm khi đó tớ không hiểu hiện tại tớ nghĩ tớ đã hiểu rõ rồi có lẽ cậu ấy đã biết trước chuyện địa quật ở đông lâm có lối vào địa quật phương đình không nói thêm gì nữa nếu như lời triệu tuyết mai là thật vậy thì trần gia thanh ở lại đông lâm võ đại không phải đơn thuần là vì đãi ngộ tốt